Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 69. Thanh Thành, bên trong phòng Mạnh Sơn Hà. Mạnh Sơn Hà đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía đấu cung, ngực không ngừng lên xuống vì giận dữ. Chủ nhân, mời dùng trà. Một mỹ nữ mặc cung trang dáng người cao gầy quỳ trước người Mạnh Sơn Hà, hai tay cô ta giơ chén trà lên, cung kính nói. Uống trà cái gì, người nghĩ bây giờ là lúc ta dùng trà sao? Tay Mạnh Sơn Hà vung lên, chén trà và cả mỹ nữ mặc cung trang bay ra ngoài. Rầm, mỹ nữ mặc cung trang đập mạnh lên cây cột, sau đó hôn mê, nước trà rơi đầy đất. Mạnh Sơn Hà không quan tâm tới sống chết của thị nữ này, hừ lạnh kêu lên. Quỷ ảnh, đi ra cho ta, còn chưa tra được thông tin liên quan tới tiểu tử kia sao? Mạc Phàm đã lấy được hạng nhất, tuy ông ta là sứ giả, nhưng nếu không tra được dấu vết để lại trên người Mạc Phàm, đến lúc đó sẽ không cướp được danh ngạch của Mạc Phàm dễ dàng. Chỉ là ông ta có cảm giác, nhất định Mạc Phàm này có vấn đề. Nếu không có vấn đề, vì sao một tiểu tử hạ giới lại có nhiều cơ duyên như vậy? Mạc Phàm có huyết mạch Hồng Liên, rõ ràng là cảnh giới kim đan đỉnh phong, lại nắm giữ diệt thiên hỏa chú, còn cầm trong tay mệnh kiếm của quỷ ảnh nhất tộc. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm không chỉ thu thành thần thể tam cấp, còn có nhiều kiếm pháp trên người. Hơn nữa trong mắt phong ấn tàn hồn của Ma Long, chưa từng có một tiểu tử hạ giới có thể có thực lực như vậy. Cho dù hạ giới có một số truyền thừa, nhưng hạ giới là hạ giới, truyền thừa ở hạ giới chỉ là đồ bỏ đi. Ông ta không biết công pháp Mạc Phàm tu luyện, nhưng tu tới cảnh giới này, ngoại trừ thiên phú ra, chắc chắn công phu cũng không tầm thường. Những lời này vừa vang lên, một người toàn thân đều giấu trong trang phục giả hành nhoáng lên một cái, đi từ trong màn che ra, hơi cúi người với Mạnh Sơn Hà. Chủ nhân, trái lại ta tra được một tin. Tin gì? Mạnh Sơn Hà nhướng mày, vẻ mặt tốt hơn một chút. Ngày hôm qua đột nhiên Thiên Cơ Các xuất hiện một luyện đan sư cao cấp mới, tuy luyện đan sư này đã dịch dung diện mạo, nhưng nghe luyện đan sư Kim Quang Chân Nhân miêu tả, tuổi của tiểu tử này không quá 20, nhưng bất luận là trình độ luyện đan hay thực lực đều không tầm thường, không chỉ sửa được cửu hoa đan của Trung Bất Phàm, còn nhận được nhiệm vụ của thượng quan gia, trình độ còn cao hơn đan tôn. Quỷ ảnh nói, tuy anh ta lạc mất dấu Mạc Phàm, nhưng Thanh Thành có nhiều tai mắt của bọn họ, Thanh Thành xảy ra một số chuyện thay đổi anh ta biết rất nhanh, đây là tin tức mới nhất anh ta đạt được. Tuy hơi muộn một chút, nhưng rất có khả năng liên quan tới Mạc Phàm. Luyện đan sư lợi hại như vậy sao? Mạnh Sơn Hà nheo mắt nói. Ông ta thân là đệ tử nội môn của Thần Nông Tông, tất nhiên trình độ luyện đan cũng không kém. Chưa tới 20 tuổi, nhưng có thể sửa phương thuốc cửu hoa đan, còn cướp được nhiệm vụ từ tay đan tôn, trình độ luyện đan thực sự không thấp. Trẻ tuổi như vậy mà có trình độ luyện đan cao như thế, không có nhiều ở trong Thần Nông Tông. Đúng vậy, ngay cả Trung Bất Phàm đều tán thưởng cậu ta, còn tặng lệnh bài trung gia cho cậu ta. Quỷ ảnh nói, luyện đan sư này tên là gì? Ngô Danh. Ý của ngươi là rất có khả năng người trẻ tuổi đó là Mạc Phàm, có chứng cứ gì không? Mạnh Sơn Hà nhíu mày, hỏi. Chắc chắn Ngô Danh là tên giả, quỷ ảnh nhắc tới tên người này, chỉ có thể là suy đoán đó rồi. Nhưng tu vi của Mạc Phàm đã khủng bố như vậy, rất khó có tạo nghệ ở luyện đan cao đến thế, cho dù là thiên tài cũng không được, có vài thứ cần thời gian tích lũy. Người trung gia đầu tiên tiếp xúc với Mạc Phàm là Trung Tử Kỳ đại tiểu thư trung gia. Nhưng chủ nhân nhớ nữ tu sĩ ở đệ bát cung không? Quỷ ảnh hơi nhếch miệng, hỏi. Lã Hồng Nhu đúng không, trên người cô ta có song hỏa? Không sai, Lã Hồng Nhu này đang luyện chế đan dược giúp Trung Tử Kỳ, nghe nói Trung Tử Kỳ mời Lã Hồng Nhu là Ngô Danh nói với cô ta, ngoài ra thời gian Ngô Danh xuất hiện trùng với thời gian Mạc Phàm biến mất. Mạc Phàm là Ngô Danh anh ta cũng không tin lắm, nhưng chuyện này cũng quá khéo rồi. Nếu là như vậy, vậy phiền phức lớn hơn rồi. Sắc mặt Mạnh Sơn Hà khó coi, nói. Nếu Mạc Phàm chỉ có tu vi thì không sao, Thần Nông Tông là môn phái y tiên. Thêm mấy chiến tu, là vì ứng phó đại bỉ trăm năm. Cho dù được trưởng môn nhận làm đồ đệ, cũng chỉ là một danh phận, được dưỡng ở Thần Nông Tông, cũng không có quá nhiều quyền lợi. Nhưng Mạc Phàm mới 20 tuổi đã có trình độ luyện đan như đan tôn, vào Thần Nông Tông nhất định được trưởng môn nhìn chúng. Người như vậy, tuyệt đối là đại địch sinh tử với Mạnh gia bọn họ. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ, có cần chúng tôi?
Một tay của quỷ ảnh để lên cổ, làm thủ thế giết. Mạnh Sơn Hà nhíu chặt mày, suy nghĩ cẩn thận. Mặc kệ Mạc Phàm có phải Ngô Danh hay không, đều không thể giữ Mạc Phàm. Nhớ đâu hai người là một, vậy bọn họ gặp phiền phức lớn rồi. Một lát sau, trước mắt ông ta sáng lên, lập tức nghĩ ra một ý. Ta lập tức liên lạc với lão tổ, bảo ngài ấy phái một người tiếp đón tới, cuối cùng ngăn cản Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông. Thanh Thành là môn hộ phía nam của Thần Nông Tông, mà cả phía nam của Thần Nông Tông đều do lão tổ Mạnh gia bọn họ quản lý, phái một sứ giả tới không có vấn đề gì. Mạc Phàm tự xưng là từ hạ giới tới, trên người có nhiều bí mật như vậy, để người hầu này đi thăm dò một chút, chắc chắn sẽ tra được manh mối gì đó. Đến lúc đó, có thể quang minh chính đại loại Mạc Phàm. Nhưng đây là thủ đoạn cuối cùng, rất dễ khiến những người khác bất mãn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Vậy ta thì sao, chủ nhân? Ngươi theo dõi Mạc Phàm và Ngô Danh, một khi có tin tức lập tức báo cáo, ngoài ra ngươi tìm đám thứ hai mà Mạnh gia ta chuẩn bị tới, để bọn họ khiêu chiến các đấu cung, tiến vào Thần Nông Tông. Mạnh Sơn Hà cười mỉa nói. Tất nhiên bọn họ không chỉ chuẩn bị mình Lý Thu Minh, vì phòng ngừa bị hai người Lương, Trúc phát hiện, bọn họ chỉ để mình Lý Thu Minh xuất hiện, mấy người thực lực không kém còn chưa ra tay. Mạc Phàm quét nhiều người xuống như vậy, đúng lúc để những người này thêm vào. Như vậy không chỉ lấp người Mạnh ra vào, ông ta còn hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta không phái người đi ám sát Mạc Phàm à? Quỷ ảnh cảm thấy khó hiểu hỏi. Anh ta có biết đám người này, mỗi người đều có bản lĩnh của mình, thực lực không kém. Hơn nữa ngoại trừ anh ta và Mạnh Sơn Hà ra, không còn ai biết những người này là người Mạnh ra, để mấy người này đi ám sát Mạc Phàm là thích hợp nhất. Ám sát Mạc Phàm sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Ám sát Mạc Phàm sẽ do đám người khác làm, không cần chúng ta ra tay. Đám người khác, chúng ta còn sao? Quỷ ảnh hơi sửng sốt, nghi ngờ nói. Mạnh Sơn Hà vẫy tay với quỷ ảnh, nói nhỏ vài câu bên tai anh ta, trước mắt quỷ ảnh lập tức sáng lên. Chủ nhân anh Minh, ta lập tức đi làm. Đi đi, thuận tiện thu thập phòng ta đi liên lạc với lão tổ, bất luận làm thế nào, nhất định không thể để tiểu xúc sinh kia tiến vào Thần Nông Tông. Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Ở đệ nhất cung, Mạc Phàm ngồi trên ghế, phẩm linh trà mới pha. Chúc mừng công tử lấy được hạng nhất, lần này đại diện cho Thần Nông Tông tham dự đại bỉ không lo rồi. Mạnh Vô Kỳ ôm quyền cười nói. Tuy trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng Mạc Phàm vẫn lấy được vị trí thứ nhất. Đừng cao hứng quá sớm như thế, không đơn giản như vậy đâu. Mạc Phàm đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, sao vậy ạ? Không phải lệnh bài đã nằm trong tay công tử rồi sao, Mạnh Sơn Hà còn dám động tay động chân, không sợ khiến người ta tức giận à? Mạnh Vô Kỳ cảm thấy khó hiểu nói. Vô Kỳ, Thần Nông Tông chia ra làm bốn phương đông tây nam bắc, người biết không? Mạnh Vô Kỳ gật đầu, đây là thưởng thức, anh ta thân là người của tu chân giới nên biết. Thanh Thành này thuộc phía nam, thuộc phạm vi quản lý của Mạnh Bất Đồng, người cảm thấy sẽ đơn giản như vậy à? Mạc Phàm lắc đầu, cười hỏi. Linh khí thuộc tính hỏa ở phía nam có vẻ nồng đậm, cũng khiến phía nam loạn hơn ba phía khác một chút. Vì vậy thủ đoạn của Mạnh Bất Đồng cũng tàn nhẫn hơn ba vị sư huynh khác một chút. Chuyện này khiến Mạnh Bất Đồng gần như nói một không hai ở phía nam, chỉ cần hắn không thể tiến vào Thần Nông Tông gặp sư phụ, vị trí số một này của hắn không xem như đã định. Bởi vì trước đó, đều có khả năng bị Mạnh gia làm biến mất. Cho nên hiện giờ cao hứng hơi sớm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tươi cười trên mặt Mạnh Vô Kỳ cứng đờ, lo lắng nói. Binh đến tướng chặn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh gia có biện pháp quét hắn xuống, hắn chạy tới một bước này, lại càng không ngồi yên đợi chết, tất nhiên hắn cũng nghĩ biện pháp đối phó. Công tử có biện pháp nào, có gì cần ta giúp đỡ không? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Anh ta theo Mạc Phàm từ Liệt Hỏa Tinh tới đây. Dọc đường đi không giúp được Mạc Phàm, trái lại còn không ngừng gây họa cho Mạc Phàm. Đúng là hôm nay ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ, chỉ là chuyện này hơi nguy hiểm. Mạc Phàm nghĩ một lát, nói. Chuyện gì, công tử cứ việc phân phó, cho dù nguy hiểm tới mấy Vô Kỳ cũng sẽ làm. Mạnh Vô Kỳ nhướn mày, vội vàng nói. Mạc Phàm vươn một tay ra, hỏa diễm lập tức xuất hiện, ngưng tụ thành một đóa liên hoa ở trong tay hắn.
Hắn vươn hai ngón tay ở tay khác ra điểm lên mi tâm, một pháp ấn sáng lên, lúc ngón tay rời đi, một đạo thần hồn được tách ra, kẹp ở giữa ngón tay hắn, hắn đặt thần hồn vào trong liên hoa. Ý niệm của hắn vừa động, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí trong cơ thể dậy sóng tụ tập vào trong liên hoa của hắn. Bùm, hỏa diễm phát ra điên cuồng, liên hoa nhanh chóng chuyển động. Không lâu sau, liên hoa biến thành cỡ lu nước, ở giữa liên hoa, hư ảnh của Mạc Phàm xuất hiện ở bên trong. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ. Ta cần ngươi biến thành dáng vẻ của ta, giúp ta đưa hai thứ này không chỉ có khí tức của ta, còn gần như đạt được nửa thực lực của ta nữa, chỉ cần chuyện ngoài ý muốn không quá lớn, hẳn là có thể bảo hộ ngươi. Hiện giờ hắn cần lấy thân phận Ngô Danh ra ngoài một chuyến, phòng ngừa Mạnh gia lại động tay động chân. Chỉ là nếu hắn ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi, thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ. Chiến tu chiến lực số 1, cộng thêm luyện đan sư thiên tài, đừng nói là Mạnh Sơn Hà, ngay cả sư huynh Mạnh Bất Đồng của hắn nghe mặt cũng sám ngắt. Cho nên biện pháp tốt nhất là để Mạnh Vô Kỳ giả làm hắn đi một chuyến, hắn phụ vào người Mạnh Vô Kỳ nhân cơ hội rời đi. Hắn và Ngô Danh cùng xuất hiện, vậy không có ai hoài nghi là hắn nữa. Việc mà công tử giao, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ giúp công tử. Mạnh Vô Kỳ cung kính nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ném liên hoa trong tay về phía Mạnh Vô Kỳ. Liên hoa nhanh chóng nhỏ đi, khi đến trước người Mạnh Vô Kỳ chỉ còn bằng móng tay, liên hoa biến mất vào trong mi tâm Mạnh Vô Kỳ, biến thành một ấn ký hình liên hoa. Ngay sau đó, áo khoác hỏa diễm xuất hiện từ chỗ mi tâm Mạnh Vô Kỳ, lan từ đầu đến chân. Áo khoác tới chỗ nào, sẽ biến thành Mạc Phàm như đúc. Chỉ sau một chén trà nhỏ, Mạnh Vô Kỳ biến thành dáng vẻ Mạc Phàm hoàn toàn. Không chỉ như vậy, ngay cả khí tức, giọng nói cũng giống hệt Mạc Phàm. Công tử, người muốn ta đưa thứ gì, đưa cho ai ạ? Mạnh Vô Kỳ đánh giá dáng vẻ hiện giờ của mình, hỏi tiếp. Người đi đưa thư này cho Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ, hẳn là ngươi sẽ không thoát khỏi cảm ứng của Vọng Cơ sư huynh, nhưng không có vấn đề gì, đưa thứ này là được, ngoài ra sau khi đưa thứ này thì không cần đi về luôn, ở lại chỗ Vọng Cơ sư huynh, đợi ta làm xong chuyện ta sẽ nói với ngươi, ngươi lại trở về từ chỗ Vọng Cơ sư huynh cũng không muộn. Mạc Phàm lấy hai ngọc giản ra, đưa cho Mạnh Vô Kỳ nói. Bên trong hai ngọc giản này, một cái là tâm đắc tu luyện mà Vọng Cơ sư huynh truyền thụ cho hắn từ kiếp trước. Những tâm đắc này mấy trăm năm sau Vọng Cơ sư huynh mới cảm nhận được, sau khi sư phụ hắn nhìn thấy cũng giật nảy mình. Hiện giờ thứ này sẽ khiến thực lực Vọng Cơ sư huynh tăng rất nhiều, mới có thể khiến Vọng Cơ sư huynh ứng phó phiền phức sau này. Tuy hắn thay đổi vận mệnh của Vọng Cơ sư huynh, nhưng thay đổi đường không có nghĩa là tạm biệt, vẫn cần phải có thực lực mới được. Còn Hồng Nhu sư tỷ là một bản tâm kinh. Kiếp trước Hồng Nhu sư tỷ thành luyện đan sư của Thần Nông Tông, trình độ không tệ. Nhưng tu vi của cô lại kẹt ở Nguyên Anh đỉnh phong, hắn và Vọng Cơ sư huynh không thể giúp cô tiến lên trên một bước. Sau này hắn mới biết, khi còn nhỏ Hồng Nhu sư tỷ từng tận mắt thấy cha mẹ luyện đan thất bại, chết trong lò đan nổ mạnh, khúc mắc này theo cô luyện đan càng kết càng sâu, đến cuối cùng thành bế tắc. Đây là đại diễn ngự hỏa tâm kinh, nếu Hồng Nhu sư tỷ tu luyện, kể từ bây giờ có thể giải được khúc mắc. Hẳn là sẽ không kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh như kiếp trước. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đưa hai thứ này đến đó. Mạnh Vô Kỳ cất hai ngọc giản, nói. Ngươi cũng cầm thứ này nữa. Mạc Phàm vươn một tay ra, một mệnh kiếm xuất hiện, mệnh kiếm bay xung quanh Mạnh Vô Kỳ, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay anh ta. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất có khả năng khiến một số người có ý xấu, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hắn cho Mạnh Vô Kỳ tạo hóa bất diệt ấn và tàn hồn ma long, Mạnh Vô Kỳ cũng không mang đi được, nhưng mệnh kiếm thì khác. Cho dù hắn không đuổi tới kịp, mệnh kiếm cũng có thể chống đỡ một lát. Công tử, người đưa cho ta thứ này, vậy người dùng thứ gì để phòng thân? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày hỏi. Anh ta giả làm Mạc Phàm có vẻ nguy hiểm, vậy Mạc Phàm cũng không an toàn hơn. Ta có cửu tinh là đủ rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Một tay vươn về phía Mạnh Vô Kỳ, thủ trưởng vươn sang bên cạnh. Bên cạnh Mạnh Vô Kỳ, một bóng dáng giống Mạnh Vô Kỳ như đúc xuất hiện, bóng dáng này hơi cúi đầu với Mạc Phàm, đi về phía thiên điện. Chúng ta đi thôi, không có nhiều thời gian lắm. Mạc Phàm nói xong, hóa thành một đạo quang phụ vào người Mạnh Vô Kỳ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạnh Vô Kỳ biến thành dáng vẻ của Mạc Phàm rời khỏi đấu cung, một tiếng sau, Mạnh Vô Kỳ đứng phía trước một biệt viện an tĩnh. Mạnh Vô Kỳ nhìn xung quanh một lát, đi vào trong biệt viện. Mạnh Vô Kỳ vừa mới đi vào, một hư ảnh mắt thường khó thấy được rời khỏi người Mạnh Vô Kỳ, đi về một phía khác. Cách đó không xa, một người trong đám người nheo mắt lại, nhìn về phía hư ảnh rời đi. Người có nhìn thấy hay không, hình như vừa rồi có bóng dáng rời đi từ người tiểu tử Mạc Phàm. Những người khác nhìn theo ánh mắt người kia, sắc mặt khó coi. Ban ngày ban mặt, đâu có bóng dáng gì, là người hoa mắt thôi. Mắt người kia nhắm lại rồi mở ra, vẻ mặt lập tức mờ mịt. Rõ ràng vừa rồi anh ta có thấy gì đó, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Anh ta không để trong lòng, tiếp tục theo dõi biệt viện kia. Trong một góc rẽ cách biệt viện không xa, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Tu chân giới đúng là tu chân giới, chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn đã bị phát hiện rồi. Hắn vẫn duy trì trạng thái ẩn hình như cũ, rời khỏi theo hướng này. Nửa tiếng sau, hắn lượn mấy vòng rồi biến thành dáng vẻ của Ngô Danh tới cửa Thiên Cơ Các. Hắn không dừng ở tầng thấp nhất, mà đi thẳng lên tầng 5. Mạnh Sơn Hà không thêm khảo hạch gì khác, nhưng chắc chắn sẽ tìm lý do loại hắn lúc tiến vào Thần Nông Tông cuối cùng, nếu hắn ở đấu cung vài ngày, vậy tiến vào Thần Nông Tông sẽ thật sự vô vọng. Hắn nhất định phải chuẩn bị một phen mới được, người có thể giúp hắn đã nghĩ ra rồi, là Vô Phong chân nhân sư thúc của hắn. Vị sư thúc này của hắn có thiên phú rất cao, thậm chí còn trên sư phụ hắn, nghe nói lựa chọn trưởng môn nhiệm kỳ kế tiếp của sư tổ hắn không phải sư phụ hắn, mà là vị sư thúc này, nhưng thiên phú của sư thúc hắn rất cao cũng là người trọng tình. Vì vợ của ông không tiếc từ bỏ chức trưởng môn, từ bỏ thân phận đệ tử hào môn, còn từ bỏ quyền lợi quản lý phía nam của Thần Nông Tông, đi khắp thế giới tìm phương pháp khiến vợ ông tỉnh lại. Kiếp trước hắn chữa trị cho vợ sư thúc, cho nên quan hệ giữa hắn và Vô Phong sư thúc rất tốt. Hắn muốn tiến vào Thần Nông Tông, người có năng lực giúp hắn chuyện này chỉ có Vô Phong sư thúc. Nhưng hiện giờ hắn không có năng lực liên lạc với Vô Phong sư thúc, chỉ có thể thông qua Thiên Cơ Các. Nếu hắn nhớ không nhầm, đại bỉ lần này là Vô Phong sư thúc dẫn đội qua, cũng là Vô Phong sư thúc nhặt lại mạng của Vọng Cơ sư huynh từ tay Long Ngạo Thiên. Cho nên chắc chắn lúc này Vô Phong sư thúc ở Thần Nông Tông, hy vọng điều kiện của hắn có thể khiến Vô Phong sư thúc tin tưởng, còn tới đây. Hắn vừa tới tầng 5, Tử Yên vui vẻ chạy tới. Ở đây không chỉ có Tử Yên, còn có Thượng Quan Ngưng, chẳng qua Thượng Quan Ngưng không che mặt giống như ngày đó, gương mặt hoàn mỹ và xương quai xanh quyến rũ đều lộ trước mặt Mạc Phàm. Ngô công tử, sao công tử có thời gian tới Thiên Cơ Các chúng tôi? Tử Yên cười quyến rũ hỏi. Xem ra Tử Yên cô nương còn có khách, nếu vậy lát nữa ta sẽ quay lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngưng một cái, ôm quyền muốn rời đi. Ngô công tử xin dừng bước, đúng lúc Ngưng Nhi cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Thượng Quan Ngưng vội vàng nói. Tìm ta? Mạc Phàm nhướng mày. Đúng vậy. Thượng Quan Ngưng nhìn Tử Yên một cái, Tử Yên lấy một lệnh bài ra, phong tầng 5 lại. Ngô công tử, mời ngồi. Thượng Quan Ngưng làm tư thế mời, dẫn Mạc Phàm đến chỗ ngồi. Thượng Quan tiểu thư tìm ta có chuyện gì, chuyện ngày hôm qua có kết quả rồi sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, hỏi. Ta đồng ý với yêu cầu của Ngô công tử, ta còn một chuyện khác muốn bàn bạc với Ngô công tử. Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng nghiêm trọng nói. Chuyện gì? Ngô công tử nắm chắc bao nhiêu với việc luyện chế tứ tượng càn khôn đan? Thượng Quan Ngưng do dự một lát, vẫn nói. Hửm. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, đánh giá hai người. Luyện chế tứ tượng càn khôn đan cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu truyền ra ngoài, hắn sẽ nguy hiểm hơn hiện giờ vô số lần. Dù sao tứ tượng càn khôn đan, cho dù là đan đế cũng không phải mỗi lần luyện chế đều thành công, càng không nói hắn chỉ là đan sư cao cấp. Hắn chỉ sửa phương thuốc của Trung Bất Phàm, luyện chế Chu Tước Kiệt, đã khiến người ta khiếp sợ rồi. Với tu vi của hắn hiện giờ, nếu tin hắn có thể luyện chế tứ tượng càn khôn đan truyền ra, cho dù là thật hay giả, hắn đều khiến người ta mơ ước. Ngô công tử không cần khẩn trương, không phải chúng ta cố ý thăm dò, mà muốn làm giao dịch với Ngô công tử, đúng rồi, ta là chị họ của cô ấy, chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, sẽ không có người thứ tư. Tử Yên thấy Mạc Phàm cảnh giác, cười khẽ nói.
Nếu Ngô công tử có thực lực luyện chế tứ tượng càn khôn đan, ngoại trừ vạn thọ đan ra, không chỉ có sự ủng hộ không nhỏ của thượng quan gia, ta cũng có thể thỏa mãn Ngô công tử nhiều nhất. Nếu Mạc công tử không tin, đây là thần hồn của ta, mong công tử cầm lấy thứ này, sinh tử của chúng ta sẽ Mạc công tử khống chế. Tử Yên vươn tay ra, một hư ảnh giống hệt cô xuất hiện trong tay cô. Đồng thời thượng quan ngưng cũng lấy thần hồn của mình ra, đưa cho Mạc Phàm. Thần hồn là thứ rất quan trọng đối với mỗi tu sĩ, giao thần hồn ra đồng nghĩa với việc giao tính mạng mình. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, do dự một lúc. Cất thần hồn của hai người đi, nếu ta muốn giết hai người, không cần thần hồn cũng được. Tử Yên nhướn mày, hơi mỉm cười, ra hiệu cho thượng quan ngưng cất thần hồn đi. Xem ra chị em chúng tôi gặp được bảo vật rồi, trình độ luyện đan của Ngô công tử vượt xa tưởng tượng của hai chị em tôi. Cao hơn thế nào ta không biết, nhưng chắc chắn cao hơn đan đế mà thượng quan gia tìm tới không ít. Mạc Phàm không khiêm tốn, nói thẳng. Chỉ là một đan đế mà thôi, nếu là kiếp trước ông ta còn không có tư cách bái hắn làm sư phụ. Vậy nếu muốn mời Ngô công tử luyện chế tứ tượng càn khôn đan, cần điều kiện gì? Thượng quan ngưng không nghi ngờ lời Mạc Phàm nói, hỏi. Nếu là lúc trước, cô gần như không tin. Một tiểu tử có tu vi kim đan sẽ không có trình độ luyện đan lợi hại hơn đan đế. Nhưng đủ loại biểu hiện của Mạc Phàm khiến cô không thể không tin tưởng. Ta có thể luyện chế tứ thượng càn khôn đan giúp thượng quan gia ngươi, ngươi mau lấy vạn thọ đan giúp ta, ngoài ra chuẩn bị vài thứ là được. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, thêm mấy nguyên liệu cần vào bên trong, rồi đưa cho thượng quan ngưng. Mấy thứ này dùng để làm gì vậy? Thượng quan ngưng kiểm tra trong ngọc giản, hỏi. Mạc Phàm bảo cô tìm mấy thứ này, vậy tứ tượng càn khôn đan làm sao bây giờ? Tứ tượng càn khôn đan mà thượng quan gia các ngươi bảo người khác luyện chế không có khả năng thành công, cộng thêm những nguyên liệu này mới có hy vọng. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Cái gì? Thượng quan ngưng và Tử Yên đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Tứ tượng càn khôn đan được xưng là ngự thú đan đệ nhất thượng cổ, thượng quan gia bọn họ ra giá rất cao mới tìm được phương thuốc thượng cổ này. Còn chắp phá đầy đủ. Hiện giờ chỉ có cha cô và vị đan sư kia biết phương thuốc này, đây cũng là lần đầu tiên thượng quan gia bọn họ luyện chế, sao Mạc Phàm biết luyện chế không thành công? Người biết phương thuốc tứ tượng càn khôn đan của thượng quan gia chúng ta sao? Thượng quan ngưng hơi kích động hỏi. Thượng quan cô nương, người hỏi hơi nhiều rồi đó. Mạc Phàm không giải thích, trái lại nói. Hắn chưa từng thấy phương thuốc của thượng quan gia. Nhưng hắn từng thấy tứ tượng càn khôn đan đầy đủ. Chỉ là chuyện thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan, trái lại sau này hắn có nghe nói. Thượng quan gia cho rằng phương thuốc này đã đầy đủ, thực ra trong đó có ít thứ có thể cân đối tứ tượng, đan dược không luyện thành, đan đế kia bị nổ chết, thượng quan gia vì vậy mà tổn thất rất nghiêm trọng. Hắn bảo thượng quan ngưng tìm mấy thứ này, là tìm mấy nguyên liệu cân đối tứ tượng trong tứ tượng càn khôn đan. Nhưng hắn không thể nói cho thượng quan ngưng chuyện này. Để bọn họ biết, sẽ có nhiều chuyện hơn. Ngô công tử bớt giận, là ngưng nhi thất lễ rồi. Thượng quan ngưng lấy lại tinh thần, nói. Nếu thật sự như lời Mạc Phàm nói, vậy thì tốt quá rồi. Đan sư mà thượng quan triển tìm không luyện chế thành công, nếu Mạc Phàm có thể luyện chế thành công, vậy sau này thượng quan gia sẽ là của cô. Mạc Phàm không thèm để ý tới thượng quan ngưng. Rời mắt nhìn Tử Yên ở bên cạnh. Đừng cao hứng quá sớm, muốn ta luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp thượng quan gia cũng được, ta cần cô tới thần nông tông, đưa một bức thư cho vô phong trưởng lão của thần nông tông. Vô phong trưởng lão của thần nông tông, chuyện này không được tốt lắm đâu. Sắc mặt Tử Yên thay đổi, hỏi. Chữ lót, vô, trong thần nông tông là cùng bối phận với trưởng môn, thân phận vô cùng tôn quý ở thần nông tông. Trái lại cô có biết tới đại danh của vô phong chân nhân, nhưng ở thiên cơ các, chỉ có điện chủ cửu cấp mới có tư cách gặp vô phong chân nhân. Cô là một người hầu ngũ cấp đến thần nông tông, không bị đuổi ra ngoài đã không tệ rồi. Ngươi không cần lo chuyện này, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào thần nông tông là được, còn lại ngươi làm từng bước một trên ba ngọc giản này, thì có thể gặp vô phong chân nhân, nếu ông ấy muốn cứu vợ, sẽ tới với ngươi. Mạc Phàm lấy ba ngọc giản ra, đưa cho Tử Yên. Ngươi nói ngươi có biện pháp cứu vợ của vô phong chân nhân sao? Vẻ mặt Tử Yên ngẩn ra, vô cùng khiếp sợ nói. Thanh Thành ở ngay dưới chân thần nông tông, nên bọn họ biết rõ chuyện ở thần nông tông.
Năm đó vợ của Vô Phong chân nhân bị ma chủ bắt đi, lúc Vô Phong chân nhân tìm được vợ của mình đã bị ma chủ hạ thất sinh thất thế chú, luôn rơi vào trạng thái hôn mê, từ sau ngày đó, Vô Phong chân nhân liền từ bỏ toàn bộ, gần như điên rồi cõng quan tài bạch ngọc trên lưng đi khắp thế giới tìm biện pháp giải trừ thất sinh thất thế chú. Đến nay mới thôi, đã qua trên trăm năm, Vô Phong chân nhân vẫn không thể khiến vợ mình thức tỉnh, không ai có thể khiến vợ Vô Phong chân nhân tỉnh lại. Nếu Mạc Phàm có thể khiến vợ Vô Phong chân nhân tỉnh lại, khả năng cô gặp được Vô Phong chân nhân sẽ lớn hơn nhiều. Chuyện này thì ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, mời Vô Phong chân nhân tới đây là được, làm thù lao, ta sẽ hoàn thành chuyện hai người mới nói. Mạc Phàm không nhiều lời, thản nhiên nói. Thất sinh thất thế chú, là một trong những nguyền rủa cực mạnh của ma môn, không giải được dễ như vậy. Kiếp trước hắn và sư thúc Vô Phong có thể giải trừ chú này, một là vì bọn họ hao phí rất nhiều sức lực, hai là thất sinh thất thế đã gần qua rồi. Trong thời gian ngắn hắn không có biện pháp khiến vợ sư thúc tỉnh lại, nhưng hắn có một số phương pháp có thể khiến thất sinh thất thế chú kết thúc trước. Như vậy đến lúc đó sẽ do Vô Phong sư thúc dẫn hắn nhập môn, hẳn là Vô Phong sư thúc sẽ không từ chối. Đến lúc đó Mạnh Bất Đồng tới cũng không ngăn được hắn tiến vào Thần Nông Tông, càng không nói tới Mạnh Sơn Hà. Tử Yên và Thượng Quan Ngưng lại kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Mạc Phàm không chỉ biết rõ về tứ tượng càn khôn đan, vậy mà còn có phương pháp chữa trị cho vợ Vô Phong chân nhân. Cái trước đan đế cũng không nắm chắc, cái sau tông chủ của Thần Nông Tông cũng bó tay chịu trói, Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi lại có thể làm được. Vừa rồi bọn họ còn tin tưởng Mạc Phàm, hiện giờ có chút không tin được rồi. Trẻ tuổi như vậy, mà có y đạo cao như thế sao? Ngô công tử, chúng ta chỉ cần làm giúp ngươi chuyện này là được sao? Thượng Quan Ngưng do dự một lát, hỏi. Mạc Phàm luyện chế tứ tượng càn khôn đan giúp bọn họ, cô chỉ làm chân chạy vặt cho Mạc Phàm một chuyến mà thôi, chuyện này quá đơn giản. Bây giờ ngươi còn chưa phải là gia chủ của Thượng Quan gia, không thể làm được nhiều chuyện giúp ta. Đợi ngươi giải quyết Thượng Quan Triển rồi lại giúp ta. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hắn nhìn Thượng Quan Ngưng lần đầu đã nhận ra được, kiếp trước nhà đầu này được Thượng Quan Triển gả cho Long Ngạo Thiên. Nhưng Thượng Quan Ngưng và Long Ngạo Thiên không đến điện, hai người là vợ chồng trên danh nghĩa, thực ra ngay cả động phòng cũng không vào. Cuối cùng Thượng Quan Ngưng dựa vào bản lĩnh của mình trở về Thượng Quan gia, còn trưởng quản thế lực của Thượng Quan gia. Cưới 18 bà vợ xấu xí kỳ lạ cho Thượng Quan Triển, còn giam lòng Thượng Quan Triển lại. Thượng Quan Ngưng hiện giờ, mình còn chẳng quan tâm nổi, muốn giúp hắn rất khó, có thể đua vạn thọ đan cho hắn trước đã không tệ rồi. So với Thượng Quan Ngưng, bản lĩnh của Tử Yên lớn hơn nhiều. Để Ngô công tử chê cười rồi, vậy mà Ngô công tử còn biết chuyện của Thượng Quan gia chúng tôi. Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng sửng sốt, lập tức cười khổ nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không giải thích gì thêm. Hắn biết, còn nhiều hơn Thượng Quan Ngưng nghĩ nhiều. Hắn nghĩ một lát, lại nói với Tử Yên. Tử Yên cô nương, vì phòng ngừa ngộ nhỡ, tốt nhất là ngươi đi tìm điện chủ của ngươi lấy một lệnh bài. Được, ta cũng đang có ý đó, nhưng Ngô công tử thật sự có thể khiến vợ Vô Phong tỉnh lại sao? Tử Yên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, xác nhận lại. Nếu là thật, vậy quá tốt rồi. Nhớ đâu là giả. Thiên cơ các bọn họ đừng nghĩ tới chuyện mở phân đà ở Thanh Thành nữa. Vô Phong chân nhân là một vị nắm phía nam của Thần Nông Tông trong tay lúc trước, hiện giờ vẫn là đại trưởng lão một phương, hoàn toàn có thực lực khiến bọn họ rời đi. Nếu ta không có bản lĩnh này, ngươi cảm thấy Vô Phong chân nhân tới Thanh Thành sẽ giết người nào trước tiên? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Như vậy ta yên tâm rồi, lần trước Ngô công tử đi vội vàng, hôm nay có thời gian ăn một bữa cơm hay không? Tử Yên cất ngọc giản, hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, hắn đang định đồng ý, bỗng nhiên lông mày nhíu chặt lại. Ta còn một số việc phải đi làm, lần sau đi. Nói xong hắn xoay người rời khỏi tầng 5 thiên cơ các, Tử Yên và Thượng Quan Ngưng nhìn thoáng qua nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Ngô công tử làm sao vậy? Chỗ vọng cơ, lúc này có không ít người ngăn ở cửa. Thực lực những người này thấp nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thậm chí có một người trên trán có chữ quỷ, là tu sĩ hóa thần. Khác với những tu sĩ khác, những người này không chỉ mặc trang phục dị tộc, toàn thân lộ ra quỷ khí lạnh lẽo, tuy trên bầu trời có ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trái lại càng khiến người ta không thoải mái.
Vọng Cơ cầm kiếm cổ màu trắng trong tay, chắn trước cửa, hai mắt nheo lại đánh giá những người này. Chư vị, các vị dẫn nhiều người như vậy tới chỗ Vọng Cơ là muốn làm gì, chỗ Vọng Cơ có thứ gì có thể đả động được các ngươi, nên các ngươi muốn cướp sạch chỗ Vọng Cơ sao? Trong mắt Vọng Cơ lóe sáng sắc bén, hỏi. Có tiểu tử tên Mạc Phàm ở chỗ ngươi đúng không, chúng tôi tìm cậu ta có chuyện, bảo cậu ta ra đây, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Một nam tử trên trán có cái sừng quỷ lạnh lùng nói. Các ngươi tìm Mạc công tử thì tới đệ nhất cung, đến chỗ ta làm gì? Trong mắt Vọng Cơ hiện lên dị sắc, lạnh lùng nói. Vọng công tử, ngươi đừng che giấu giúp Mạc Phàm nữa, hiện giờ cậu ta ở chỗ ngươi, nếu ngươi không muốn gây chuyện, thì bảo cậu ta ra đây đi, nếu không chúng tôi chỉ có thể đắc tội rồi. Nam tử có sừng lạnh lùng nói. Vọng Cơ, quả thật tiềm lực của ngươi không tệ. Còn là thiếu gia của Vọng gia, nhưng ngươi nghĩ dựa vào tiềm lực của mình có thể chống lại mấy lão quái vật hóa thần kỳ chúng tôi sao? Cho dù ngươi chống đỡ được mấy chúng ta, ngươi có thể đỡ nổi áp lực của quỷ ảnh nhất tộc không? Một lão giả trên mặt có chữ quỷ, lạnh giọng nói. Nếu là trước đây, bọn họ đã xông thẳng vào, vốn dĩ không cần nhiều lời với Vọng Cơ như vậy. Cho dù quỷ ảnh nhất tộc nguyên khí đại thương, cũng phải lấy lại mệnh kiếm. Chư vị tới vì mệnh kiếm đúng không? Vọng Cơ nhíu mày, hỏi. Lúc Mạc Phàm lấy mệnh kiếm ra, anh ta đã nhìn ra, đúng là mệnh kiếm của quỷ ảnh nhất tộc. Anh ta đoán thanh kiếm này sẽ mang tới phiền phức cho Mạc Phàm, chỉ là anh ta không ngờ phiền phức tới nhanh như vậy, chỉ mấy tiếng, quỷ ảnh nhất tộc đã tìm tới. Nếu người biết, còn nói nhiều như vậy làm gì, không nhanh giao người ra đây. Lão giả trên mặt có chữ, quỷ, híp mắt, không kiên nhẫn nói. Chư vị. Mạc công tử tới chỗ ta làm khách, nếu là khách của ta, vậy Vọng Cơ không thể giao cậu ấy cho các ngươi muốn tìm cậu ấy lấy mệnh kiếm, vậy đợi cậu ấy rời khỏi đây rồi nói sau. Mắt Vọng Cơ đảo liên tục, cười nhạt nói. Hửm, đám người này nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Vọng Cơ, người đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Lão già kia trầm giọng nói. Ta thấy ngươi cũng mơ ước mệnh kiếm của quỷ ảnh nhất tộc chúng ta đúng không? Nam tử có sừng nói. Trưởng lão, đừng nói nhiều lời với cậu ta như vậy nữa, chúng ta nhanh đoạt lại mệnh kiếm từ tay Mạc Phàm về đi. Một tên sợ Mạc Phàm tự động từ bỏ không có gì phải sợ, phế tên tiểu tử này trước, rồi tìm Mạc Phàm lấy lại đồ thuộc về quỷ ảnh nhất tộc là được. Có người nói với lão giả có chữ quỷ trên mặt. Lão giả có chữ quỷ trên mặt nhíu mày. Kiếm trong tay ông ta giấy lên hỏa diễm màu đen. Vọng Cơ, ta cho ngươi một cơ hội nữa, để ta đi vào tìm tên tiểu tử Mạc Phàm kia, hay là chúng ta tự đi vào. Vọng gia cách Thanh Thành rất xa, nhưng cũng là một đại gia tộc có danh tiếng, quỷ ảnh nhất tộc bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh này, không đắc tội thì không cần đắc tội vẫn hơn. Vọng Cơ còn chưa mở miệng, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ trong phòng đến. Vọng công tử, mong dừng tay, trà ta uống xong rồi. Đã tới lúc ta phải rời đi. Giọng nói vừa vang lên, tiếng bước chân truyền từ trong phòng ra. Vọng Cơ nhíu mày, liếc mắt nhìn phía sau một cái, cười nhạt. Trà uống xong rồi, nhưng cơm còn chưa ăn, Mạc công tử vội vàng rời đi như vậy làm gì? Anh ta và Mạc Phàm đã xem như không nợ nhau, Mạc Phàm lại phái người đưa tâm đức tu luyện tới. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn thoáng qua tâm đức đó, đã cảm thấy rất có ích, nếu tham ngộ hoàn toàn. Không biết sẽ thế nào. Hiện giờ có người tới gây sự với Mạc Phàm lại không có ở đây, tất nhiên anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất anh ta phải chống đỡ tới lúc Mạc Phàm thật trở về. Nói xong, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn trưởng lão của quỷ ảnh nhất tộc lần nữa. Lão tiên sinh, sau khi Mạc công tử rời khỏi chỗ của ta, sẽ mặc các ngươi, ta đều không hỏi đến, nhưng cậu ấy ở chỗ ta một giây, các ngươi không thể vượt qua nơi này nửa bước. Nếu không Vọng Cơ ta cả gan, chỉ có thể thử lợi hại của quỷ ảnh nhất tộc mà thôi. Vọng Cơ nói xong, dùng kiếm cổ vẽ một vạch ngang trước bậc cửa. Vọng Cơ, người thật to gan, vậy mà bảo hộ người đào trộm thần khí của quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi, ai cho ngươi lá gan đó? Sắc mặt nam tử có sừng khó coi, hỏi. Ta cũng rất muốn biết vấn đề này, ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Vọng Cơ cười nhạt, nói với vẻ khinh thường. Lão giả có chữ quỷ, trên mặt nhíu mày, ánh sáng lạnh ở trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Vọng Cơ, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi chỉ muốn lấy lại thần khí thất lạc,
người đừng nhảy vào vũng nước đục này thì hơn, tuy quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi gặp đại kiếp nạn, nhưng không phải mặc người ta nắn bóp. Vọng Cơ không có ý khinh thường quỷ ảnh nhất tộc, chỉ là Vọng Cơ ta quen đãi khách như vậy, không liên quan tới dòng họ gì. Vọng Cơ nho nhã lễ độ nói. Được rồi, xem ra quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi bị người ta xem thường rồi, một hậu bối cũng dám đối nghịch với quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi, như vậy lão hủ quỷ kiến sầu không khách sáo nữa, nếu các vị đến đây, vậy xuất hiện đi. Quỷ kiến sầu nhìn xung quanh vài lần, nhíu mày nói. Những lời này vừa vang lên, bảy bóng dáng xuất hiện phía trước biệt viện của Vọng Cơ. Bảy người này không phải người của quỷ ảnh nhất tộc, nhưng đều là tu sĩ hóa thần. Quỷ kiến sầu, chỉ là đối phó một tiểu tử kim đan đỉnh phong mà thôi, như vậy cũng cần chúng ta ra tay sao? Tên mập đứng đầu bảy người này bất mãn hỏi. Thấy bảy người này, cho dù là Vọng Cơ ở cửa biệt viện hay Mạnh Vô Kỳ ở trong nhà đều thay đổi sắc mặt. Cộng thêm quỷ kiến sầu, bên ngoài có tổng cộng 8 cao thủ hóa thần. Nếu 8 người cùng ra tay, gần như sẽ bị giết chỉ trong chớp mắt, cho dù thiên phú của Vọng Cơ cao tới đâu cũng không có tác dụng. Ban đầu đà, ta chỉ hứa hẹn một bộ bí pháp của quỷ ảnh nhất tộc chúng ta, không có nói nhất định phải để các ngươi ra tay khi nào đúng không? Quỷ kiến sầu lạnh lùng nói. Dù sao cũng ra ngoài rồi, lấy thanh kiếm đó giúp ngươi là được. Ban đầu đà bĩu môi, sau đó rời mắt nhìn về phía Vọng Cơ, trong mắt chớp lóe sắc bén. Tiểu tử, người có tu vi như hiện giờ không dễ, người muốn vì một tiểu tử không có quan hệ, chắn trước mặt 8 tu sĩ hóa thần chúng tôi sao? Ở cửa biệt viện, Vọng Cơ nhíu mày, đôi mắt anh ta đảo liên tục. Trong thanh thành cấm tranh đấu, nếu chỉ có một tu sĩ hóa thần, nhờ trận pháp ở biệt viện này còn có thể chống đỡ một lát, đợi chú quân ở thanh thành đến đây, quỷ kiến sầu không rút cũng phải rút. Nhưng 8 hóa thần, anh ta không có khả năng kéo dài một chút thời gian, không đợi được chú quân tới, anh ta và biệt viện này đã biến mất. Tiểu tử, ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ, 10 giây sau nếu ngươi vẫn còn đứng ở chỗ này, Vọng gia sẽ mất đi một thiên tài rồi. Ban đầu đà thấy vẻ mặt Vọng Cơ do dự, nói. Trong phòng khách biệt viện, Mạnh Vô Kỳ nhìn mệnh kiếm khắc trên tay mình, vẻ mặt do dự bất định. Chỉ cần anh ta giao mệnh kiếm ra sẽ không có chuyện gì, nhưng đây là linh khí của Mạc Phàm, đưa cho những người này thực lực của Mạc Phàm sẽ giảm đi một chút. Nhưng nếu không giao ra, Vọng Cơ sẽ gặp phiền phức rồi. Anh ta đang xoắn suýt có nên giao mệnh kiếm ra hay không. Trước mắt có quang ảnh chớp lóe, một bóng dáng xuất hiện trước mặt anh ta. Công! Trước mắt Mạnh Vô Kỳ sáng lên, chữ tử, đến bên miệng lại nuốt xuống. Không phải Mạc Phàm đi có việc sao, lúc này mới qua bao lâu, Mạc Phàm đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi à? Mạc Phàm ra hiệu đừng có lên tiếng, tay còn lại tạo pháp ấn, một vầng sáng bao Mạnh Vô Kỳ ở bên trong. Đồng thời chỗ mi tâm hắn có một ấn ký liên hoa sáng lên. Liên hoa chỗ trán Mạnh Vô Kỳ chậm rãi nhạt đi, dung mạo và khí tức cũng dần biến thành dáng vẻ của anh ta. Ở trong phòng có thể cảm nhận được khí tức của hai người đang chuyển hóa, nhưng ở bên ngoài không có chút dị thường trong phạm vi cảm ứng của mọi người. Một lát sau, Mạnh Vô Kỳ khôi phục dáng vẻ hoàn toàn. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, mệnh kiếm hóa thành ký hiệu bay từ trong tay Mạnh Vô Kỳ ra, trôi nổi xung quanh hắn, hắn xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, đám quỷ kiến sầu lập tức rời mắt không nhìn Vọng Cơ nữa, nhìn về phía mệnh kiếm trôi nổi xung quanh Mạc Phàm. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Vọng Cơ thấy Mạc Phàm đi tới, anh ta khẽ cau mày, sau đó lập tức cười nói. Mạc sư đệ, sao đệ lại ra ngoài rồi, là cảm thấy cơm chỗ ta không ngon sao? Đồ ăn không có vấn đề gì, chỉ là nơi này có quá nhiều ruồi bọ, lần sau có cơ hội lại ăn cũng không muộn. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Vậy được rồi, có cơ hội ta sẽ mời đệ ăn một bữa. Vọng Cơ hơi nhếch miệng cười, thản nhiên nói. Lúc hai người nói chuyện, quỷ kiến sầu nhíu chặt mày hơn. Tiểu tử, nếu ngươi ra ngoài, còn không nhanh giao mệnh kiếm cho ta. Giao cho ngươi, ngươi là ai? Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn quỷ kiến sầu một cái, hỏi. Mệnh kiếm phù này là linh khí nhận hắn làm chủ, mệnh kiếm ảnh là thứ hắn đoạt được từ tay Long Ảnh. Bất luận là thứ nào đều không có chút quan hệ với quỷ kiến sầu. Nếu nói có quan hệ, đó là thanh kiếm này từng thuộc quỷ tộc. Nhưng chỉ vì từng thuộc về quỷ tộc, hắn cần trả thanh kiếm này vật quy nguyên chủ sao? Như vậy có rất nhiều thứ phải vật quy nguyên chủ lắm.
Ta là trưởng lão hiện giờ của quỷ ảnh nhất tộc, mệnh kiếm này là thần khí lạc bên ngoài của quỷ ảnh nhất tộc, nếu được ngươi nhặt lấy, mời trả lại cho chúng ta. Sắc mặt quỷ kiến sầu khó coi, lạnh lùng nói. Quỷ ảnh nhất tộc, quỷ ảnh có tổng cộng 9 mạch, ngươi là nhất mạch đó à? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Tiểu tử, ngươi biết nhiều thật, chúng ta là quỷ mệnh nhất mạch. Nam tử có sừng kia hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu ta nhớ không sai, linh khí truyền thừa của quỷ mệnh nhất tộc là mệnh kiếm ảnh, mà trong tay ta là mệnh kiếm phù, hẳn là thần khí của quỷ phù nhất tộc. Nếu để các ngươi lấy đi, mấy ngày nữa quỷ phù nhất tộc tới tìm ta đòi thanh kiếm này, ta nên lấy gì đưa cho người của quỷ phù nhất tộc đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, sắc mặt nam tử có sừng trên đầu lập tức xanh mét. Mạc Phàm nói không sai, quả thật mệnh kiếm phù là linh khí của quỷ mệnh nhất tộc bọn họ. Mạc Phàm, ngươi nói không sai, quả thật mệnh kiếm này của ngươi không phải của quỷ mệnh nhất tộc bọn ta, chỉ là tuy quỷ ảnh chia làm 9 mạch, nhưng đồng khí liên chi, cho dù là nhất mạch nào gặp được thần khí của mạch khác, chỉ cần là đồ của quỷ ảnh cửu mạch chúng tôi, đều có tư cách đoạt lại. Trong mắt quỷ kiến sầu lóe lên dị sắc, nói. Ý của ngươi là, cho dù là mệnh kiếm gì đều thuộc về quỷ ảnh nhất tộc các ngươi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Không sai. Hôm nay ngươi không để thanh mệnh kiếm này lại, cũng phải để mệnh kiếm này lại, tự ngươi nhìn mà làm đi. Vẻ mặt quỷ kiến sầu kiên quyết, nói. Nếu ta từ chối thì sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười mỉa, nhìn lướt qua mọi người hỏi. Từ chối sao? Trong mắt quỷ kiến sầu hiện lên tàn nhẫn, không nói tiếp nữa. Nhưng bàn đầu đã mở miệng lúc trước lại nói. Bên trong thanh thành không cho phép ra tay, nhưng không có vấn đề gì với 8 cao thủ hóa thần. Nếu ngươi từ chối, chúng tôi không chỉ lấy mệnh kiếm, còn lấy cả mạng ngươi, đúng rồi, còn lấy cả mạng người bạn bên cạnh ngươi nữa. Nếu muốn ra tay, tất nhiên không thể tha cho một ai. Vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn bàn đầu đà và 6 cao thủ hóa thần bên cạnh người này. Các ngươi đều lấy được thứ tốt từ mạnh gia đúng không? Còn nữa, cũng là mạnh gia nói tin này cho ngươi đúng không? Nếu chỉ là quỷ ảnh nhất tộc tới. Hắn còn có chút tin không liên quan tới mạnh gia. Dù sao trong đấu cung có nhiều tu sĩ như vậy, có mấy người thuộc quỷ ảnh nhất tộc cũng rất bình thường. Nhưng quỷ ảnh nhất tộc không chỉ tới nhanh như vậy, còn dẫn theo nhiều tộc nhân như thế, còn mời 7 vị cao thủ hóa thần, hiệu suất cao này khiến người ta hơi sợ hãi. Nếu không phải hắn làm xong việc ở thiên cơ các rất nhanh, sẽ không quay trở về nhanh như thế, chắc chắn là Mạnh Sơn Hà dở trò ở phía sau. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt đám bàn đầu đà và quỷ kiến sầu lập tức thay đổi. Quả thật bọn họ được mạnh gia sai tới, chỉ cần bọn họ làm theo lời mạnh gia nói, quỷ ảnh nhất tộc có thể lấy lại mệnh kiếm, bàn đầu đà cũng có thể đạt được thù lao từ mạnh gia và quỷ ảnh nhất tộc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải giết Mạc Phàm. Đúng thì thế nào, không đúng thì sao, tu sĩ hóa thần chúng tôi muốn làm gì thì làm, cần công đạo với một tu sĩ kim đan như ngươi à, ngươi nên ngoan ngoãn giao mệnh kiếm ra, có lẽ còn có đường sống. Nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm ra vẻ trước mặt chúng tôi, vô dụng thôi, chúng tôi đã biết rõ những bí pháp của ngươi, đừng uổng phí sức lực. Bàn đầu đà cười mỉa, nói với vẻ khinh thường. Nếu không phải sợ Mạc Phàm tự bạo mệnh kiếm, ông ta đã không nói nhiều lời với Mạc Phàm như vậy. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời uy hiếp của bàn đầu đà, hắn cười nhạt một tiếng, vươn một tay ra, mệnh kiếm bay vào trong tay hắn. Đúng rồi. Nói cho ngươi một tin tốt, thanh kiếm này không chỉ là mệnh kiếm phù, còn là mệnh kiếm phù ảnh. Nói xong, một tay khác của hắn với vào trong mệnh kiếm phù tự động mở ra, khi hắn rút tay ra, mệnh kiếm biến thành 2 thanh, 1 phù 1 ảnh. Cái gì? 2 thanh mệnh kiếm sao? Mắt đám quỷ kiến sầu mở to, trong mắt đều là kích động. Một mệnh kiếm đã khiến bọn họ ra quân ồ ạt tới cướp, vậy mà trên người Mạc Phàm lại có 2 thanh. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Quỷ kiến sầu nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm vốn có thể giao một mệnh kiếm ra, sau đó giữ cho mình một cái, Mạc Phàm lại lấy cả 2 thanh mệnh kiếm ra, chắc chắn là có mưu đồ. Các ngươi muốn đúng không, ta cho các ngươi một cơ hội. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười thần bí, giải trừ quan hệ chủ tớ với 2 thanh mệnh kiếm. Ngoại trừ quỷ kiến sầu ra, tất cả người của quỷ ảnh nhất tộc đều vui vẻ. Vậy mà Mạc Phàm giải trừ quan hệ với mệnh kiếm, đồng nghĩa với việc 2 thanh kiếm này đã vô chủ, như vậy dễ làm hơn rồi.
Không chỉ quỷ ảnh nhất tộc, đám bàn đầu đà cũng có chút động tâm rồi. Mệnh kiếm, vài kiếm có thể trảm mạng người, ở trong tay Mạc Phàm đã khủng bố như vậy, lập tức khiến tuổi thọ của Tương Thành và Ôn Thủy Hàn sói mòn, đến tay bọn họ, uy lực sẽ tăng mạnh hơn. Vọng Cơ cũng nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Tiểu tử, nhanh giao mệnh kiếm cho ta, ta chỉ cần mệnh kiếm, những chuyện khác không liên quan tới ta. Một tay quỷ kiến sầu vươn về phía Mạc Phàm, trầm giọng nói. Mạc Phàm lấy hai thanh mệnh kiếm ra, còn giải quan hệ chủ tớ, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Ta sẽ đưa cho ngươi, nhưng ngươi có bản lĩnh khiến thanh kiếm nhận làm chủ hay không, ta không biết, muốn thì tự mình tới lấy. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, trong hai mắt mỗi mắt có một ấn phù xuất hiện. Hai ấn phù này vừa xuất hiện, trên thân mệnh kiếm sáng lên từng vòng, hai thanh kiếm giống như tinh linh thoát khỏi nhà giam, chớp lóe tinh quang phóng lên trên trời. Bay về hai nơi ở Thanh Thành, chỉ trong giây lát đã biến mất không thấy. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Sắc mặt quỷ kiến sầu thay đổi, tức giận nói. Bất luận là mệnh kiếm nào đều có linh tính của mình, không chỉ chọn chủ, còn rất giỏi ẩn nấp, Mạc Phàm để hai thanh mệnh kiếm này chạy mất, Thanh Thành rộng lớn như vậy, bọn họ đi đâu tìm đây? Không phải ngươi nói mệnh kiếm là của quỷ ảnh nhất tộc ngươi sao, ta đã trả cho quỷ ảnh nhất tộc rồi, các ngươi còn vấn đề gì không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi, được lắm, xem như ngươi lợi hại, đợi ta tìm được mệnh kiếm, lại tìm ngươi tính sổ. Quỷ kiến sầu tức đến mức nghiến răng, không dám ở lại lâu, bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái đuổi theo một mệnh kiếm. Người của quỷ ảnh nhất tộc khác cũng vội vàng rời đi. So với mạng Mạc Phàm, mệnh kiếm quan trọng với quỷ ảnh nhất tộc bọn họ hơn. Quỷ ảnh nhất tộc bọn họ phải tìm được 9 mệnh kiếm, mới có thể phá giải nguyền rủa trên người. Khôi phục cường đại trước đây. Đám quỷ kiến sầu vừa đi, đám bàn đầu đà nhíu mày, trong đó có hai người do dự, cũng đuổi theo mệnh kiếm. Chỉ trong phút chốc, trước cửa chỉ còn bàn đầu đà và 4 cao thủ hóa thần. 5 người các ngươi còn muốn giết ta à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám bàn đầu đà một cái, hỏi. Tiểu tử, mạnh ra cho chúng tôi thứ khiến chúng tôi rất động tâm, nếu ngươi có thể lấy thứ khiến chúng tôi càng động tâm hơn, nói không chừng chúng tôi sẽ rời đi. Bàn đầu đà cười âm hiểm nói. Khiến các ngươi động tâm sao? Không sai. Bàn đầu đà gật đầu, không có ý rời đi. Những người đó đi rất đúng lúc, bọn họ đối phó Mạc Phàm và Vọng Cơ là được rồi. Nhưng trước khi giết Mạc Phàm, đạt được ưu đãi trên người Mạc Phàm trước đã. Ta có thể nhắc ngươi một câu, chỉ cần ngươi lấy ra được thứ cùng cấp bậc với mệnh kiếm, chúng tôi sẽ nghĩ tới chuyện rời đi. Bàn đầu đà cười nói. Vậy sao? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, suy nghĩ một lát. Linh kiếm của tạo hóa môn, các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm lấy cửu tinh ra, hỏi. Linh kiếm của tạo hóa môn sao? Vẻ mặt mấy người khiếp sợ. Mạc Phàm lấy hai thanh mệnh kiếm ra đã đủ khiến người ta kinh ngạc, còn linh kiếm của tạo hóa môn? Đồ của tạo hóa môn ở trong tay người thường không phát huy ra được nhiều uy lực, như linh khí bình thường. Nhưng ở trong tay một số tu sĩ liên quan tới tạo hóa môn thì khác, tùy bọn họ không dùng được, nhưng có thể lấy đi bán đấu giá. Có thể, chỉ là chúng tôi có 5 người. Ban đầu đà nhìn chằm chằm Mạc Phàm như nhìn con dê béo. Không sai, nếu ngươi có thể lấy 5 kiện, chúng tôi sẽ rời đi. Một nam tử khác nói. Hoa Vĩ Long và Kinh Long Đỉnh, có thể tính là 2 kiện không? Mạc Phàm lấy một cái đỉnh vuông ra, đặt trước người mình. Sắc mặt đám bàn đầu đà lại thay đổi, bọn họ không xa lạ với hai thứ này. Hoa Vĩ Long là một loại thảo dược cao cấp ở Ma Long Tinh, một gốc Hoa Vĩ Long có thể khiến một tu sĩ không cần sầu linh thạch trong 10 năm. Kinh Long Đỉnh là linh khí độc môn của bộ gia, cũng là một kiện linh khí khó cầu. Còn thiếu hai thứ nữa. Ánh mắt bàn đầu đà nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm không nhiều tuổi, tu vi không cao, nhưng giống như một bảo khố. Huyền Vũ Châu vạn năm. Mạc Phàm lấy viên Huyền Vũ Châu mà thượng quan ra đưa cho ra. Lần này không chỉ bọn họ, ánh mắt Vọng Cơ cũng rất lạ. Vọng gia anh ta có một biệt viện ở Thanh Thành, đủ để chứng minh thực lực của Vọng gia bọn họ, nhưng công tử Vọng gia bọn họ không có nhiều đồ như Mạc Phàm, tuy từ nhỏ đến lớn anh ta cũng một đường kỳ ngộ không ngừng. Còn thiếu một loại. Mạc Phàm do dự một lát, lấy một hộp ngọc chứa long thi thảo ra.
Long thi thảo, hẳn là phần lớn các ngươi chưa từng nghe nói tới, nhưng thứ này cùng một cấp bậc với nội đan của Huyền Vũ vạn năm, nhưng càng chân quý hơn nội đan của Huyền Vũ vạn năm, bởi vì với cấp bậc này của các ngươi, không thể vào được nơi xuất hiện long thi thảo. Long thi thảo ở Long Mộ Tinh, bên ngoài có lượng lớn long tộc thủ hộ, bên trong cũng là một vùng tử địa. Nếu không biết gì về Long Mộ Tinh, cao thủ đại thừa đi vào cũng cửu tử nhất sinh. Đám bàn đầu đà chỉ là cảnh giới hóa thần, vốn dĩ không có tư cách đi vào. Long thi thảo, người nói hộp này là long thi thảo sao? Trong năm người, nam tử đeo mặt nạ nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt lập tức thay đổi, trong mắt đều là khó mà tin. Không sai, người biết long thi thảo à? Nam tử đeo mặt nạ không gật đầu cũng không lắc đầu, ông ta không biết, nhưng từng thấy một nhiệm vụ thu mua long thi thảo. Yêu cầu của nhiệm vụ này, nếu không phải long tộc cao cấp thì cần cao thủ đại thừa. Thứ có thể khiến long tộc cao cấp và cao thủ đại thừa ra tay, cấp bậc cao thế nào có thể tưởng tượng. Vậy mà Mạc Phàm còn có thứ này, nếu có thể lấy được long thi thảo, vậy thật sự phất rồi. Thứ này cũng coi là một kiện. Vẻ mặt nam tử đeo mặt nạ không đổi nói. Tiểu tử, giao năm thứ đó ra đây, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Ban đầu đã thấy nam tử đeo mặt nạ kích động như vậy, lập tức hiểu rõ, giơ tay về phía Mạc Phàm nói. Mấy thứ này đã động được các ngươi, nhưng ta không định dùng chúng nó đã động các ngươi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lại lấy một thứ khác ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ban đầu đã thấy Mạc Phàm lấy thanh kiếm kia ra, sắc mặt thay đổi. Thanh kiếm này không phải thanh kiếm gì khác, đúng là thanh kiếm Mạc Phàm đoạt được từ chỗ Lý Thu Minh. Muốn làm gì, cần ta giải thích một phen à, đúng rồi, còn có thứ này, nếu các ngươi cảm thấy còn sống lấy mấy thứ này, cứ việc tới lấy. Con mắt Mạc Phàm phong ấn ma long nhắm lại rồi mở ra, hồng liên xuất hiện trong mắt hắn, ma long bay từ trong ra, lặng yên không tiếng động giang cánh trước mặt mọi người. Hắn không định dùng kiếm và ma long ở đây. Nhưng Mạnh Sơn Hà tìm nhiều người tới như vậy, trước mắt không quan tâm được nhiều như vậy. Tuy tàn hồn của Ma Long không biểu lộ quá nhiều khí tức, nhưng sắc mặt đám bàn đầu đà thay đổi. Lý Thu Minh dưỡng thanh kiếm 20 năm, không biết Mạc Phàm có thể phát huy ra uy lực hay không, một khi phát huy ra được uy lực, trong bọn họ sẽ có ít nhất một người chết. Cộng thêm Ma Long, trong bọn họ ít nhất chết nửa. Tiểu tử, đưa năm thứ đó cho chúng tôi, ta tuyệt đối không dây dưa với ngươi nữa. Ngươi dám liều mạng với chúng tôi, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cùng lắm chúng tôi chết nửa, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Trong mắt bàn đầu đà lóe sáng hung quang, trầm giọng nói. Tuy bọn họ là tu sĩ hóa thần, nhưng vì không có bối cảnh, lại không chịu gia nhập một số thế lực, cho nên luôn sống bằng đao liếm máu. Nếu nhận nhiệm vụ của Mạnh gia, vậy sẽ không từ bỏ dễ dàng, nhất là có nhiều thứ tốt ở trước mặt bọn họ như vậy, bọn họ càng không đi. Khi nói chuyện, ngón tay ông ta âm thầm cử động vài cái, một màn hào quang vô hình xuất hiện, bao bọn họ cùng với biệt viện của vọng cơ. Vậy sao, vậy thử xem, đúng rồi, bây giờ ta không cần giết hết các ngươi, chỉ cần giết tới khi chú quân tới, ta quay về đấu cung là được rồi. Mạc Phàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm mấy người này, một tay hắn đặt lên chuôi kiếm kia. Hoa Vĩ Long và Long Thi Thảo đều là thứ không dễ dàng gì hắn mới tìm được. Hắn sẽ cho những người này sao? Cho dù liều mạng với tu vi này, hắn cũng không cho đám người này. Còn nữa, phô thiên trận của ngươi có thể dừng lại rồi, chú quân đang trên đường tới. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bàn đầu đà một cái, nói với vẻ khinh thường. Vào lúc hắn tới, đã dẫn một đội chú quân. Hắn vừa mới nói xong, ở phía xa truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề. Sắc mặt đám bàn đầu đà khó coi, lập tức do dự bất định. Hiện giờ nếu ông ta dám ra tay, người nào ra tay trước người đó chết. Nhưng không ra tay mà nói, càng về sau cơ hội càng nhỏ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta còn gặp lại. Ban đầu đà do dự, xoay người biến mất. Bên Mạc Phàm đã không dễ ra tay, vẫn nên rời đi thì hơn, đợi trở về truyền mấy tin này ra, chắc chắn sẽ có người ra tay với Mạc Phàm, có người tiêu phí một kiếm của Mạc Phàm và Ma Long trước bọn họ ra tay lần nữa cũng không muộn. Ban đầu đà vừa đi, những người khác nhìn năm thứ xung quanh Mạc Phàm, do dự một lát cũng rời đi theo. Những người này vừa đi, Mạc Phàm và Vọng Cơ đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc sư đệ, can đảm của đệ đúng là không nhỏ. Vọng Cơ nhìn Mạc Phàm,
vô cùng bội phục nói. Mạc Phàm mặt không đổi sắc trước mặt tám cao thủ hóa thần, còn đuổi được tám cao thủ hóa thần này đi. Đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ giao mệnh kiếm ra trước. Vọng Cơ sư huynh khiêm tốn rồi, nếu ta không đến, đổi lại là sư huynh cũng như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đổi lại là ta, ta chắc chắn không lớn mật như ngươi, ngang nhiên đối nghịch với mạnh gia như vậy. Vọng Cơ nhìn thoáng qua phương hướng mệnh kiếm rời đi, cười nói. Tuy Mạc Phàm giải trừ quan hệ chủ tớ với mệnh kiếm, nhưng không từ bỏ khống chế mệnh kiếm. Hai thanh kiếm này đang chịu khống chế của Mạc Phàm, đã tới hai phủ đệ của mạnh gia ở Thanh Thành. Nếu như có người muốn cướp mệnh kiếm, phải dẫm lên phủ đệ mạnh gia trước, đây mới là điểm Mạc Phàm lớn gan nhất. Mạc Phàm ngang nhiên đối nghịch với mạnh gia, lấy bạo chế bạo. Nếu như không làm vậy, chỉ sợ ta không đi được, cũng làm phiền Vọng Cơ sư huynh, chẳng bằng từ bỏ hai thanh mệnh kiếm đó, rồi chơi với mạnh gia một chút. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng nói. Mạnh gia âm thầm làm mấy chuyện xấu, vậy hắn sẽ khiến mạnh gia gà chó không yên. Mạc sư đệ không sợ hai thanh kiếm này bị mạnh gia đoạt được sao? Vọng Cơ cười hỏi. Nếu Mạc Phàm có thể tập hợp đủ 9 mệnh kiếm, vậy sẽ là tiên khí trong truyền thuyết. Anh ta có thể nhường đệ nhất cung cho Mạc Phàm, nhưng không thể từ bỏ cơ hội có tiên khí. Bởi vì đến cảnh giới rất cao, linh khí không đủ nhìn. Hai thanh mệnh kiếm mà thôi, nếu mạnh gia có cơ duyên này, vậy để cho bọn họ. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Mệnh kiếm này là của hắn sẽ là của hắn giải trừ chủ tớ cũng là của hắn, không là của hắn. Hắn giữ lại trong tay cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng bị những người khác cướp đi. Vọng Cơ lắc đầu cười, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm cao hơn vài phần. Anh ta đã tự xưng là thiên tài, nhưng theo ý anh ta bất luận là thiên phú, tâm tính và gan dạ sáng suốt, Mạc Phàm đều cao hơn anh ta nhiều. Đúng rồi, Mạc sư đệ, tâm đắc đệ cho ta lấy từ tay người nào thế? Của một vị sư huynh ta, sau này ta sẽ giới thiệu cho huynh làm quen. Mạc Phàm giống như dự đoán được Vọng Cơ sẽ hỏi, cười khẽ nói. Tất nhiên hắn không thể nói là Vọng Cơ sư huynh cho mình, đợi anh ta tham ngộ xong, không cần anh ta nói, Vọng Cơ sư huynh sẽ hiểu rõ. Như vậy được rồi, dù sao bất luận là thế nào, đều cảm ơn Mạc sư đệ, nếu Mạc sư đệ có việc gì cần cứ mở miệng nói. Vọng Cơ thấy Mạc Phàm không chịu nói, cũng không hỏi nhiều, nói thẳng. Mạc Phàm cho anh ta tâm đắc. Ít nhất có thể khiến anh ta bớt mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, không có thứ gì chân quý hơn thứ này. Không nói ngoa, lúc này mỗi lần anh ta bế quan một ngày sẽ tiến bộ ngàn dặm. Mạc Phàm chớp mắt, khẽ nâng mí mắt lên. Vọng Cơ sư huynh, nếu ta nhớ không nhầm, huynh rất tinh thông phi kiếm truyền ngữ thuật đúng không? Vậy huynh truyền âm ở Thanh Thành giúp ta được không? Phi kiếm truyền ngữ thuật là một loại pháp thuật truyền âm nhờ kiếm khí, ngoại trừ tốc độ nhanh. Không dễ bị người ta truy tung, còn truyền bá trong phạm vi rất rộng. Hắn cũng dùng được pháp thuật này, nhưng không tinh thông như Vọng Cơ sư huynh, rất dễ bị người ta truy tung được. Bị người ta phát hiện ở Thanh Thành, sẽ rất phiền phức. Thiên mệnh huyền thuật của Mạc sư đệ đúng là cao minh, xem ra ta không có bí mật gì đáng nói trước mặt Mạc sư đệ rồi. Vọng Cơ nói, phi kiếm truyền ngữ chỉ là tiểu đạo, trước đây anh ta thích dùng thuật pháp này truyền âm cho những người khác. Dần dần trở nên tinh thông, nhưng anh ta chưa từng dùng trước mặt Mạc Phàm lại biết anh ta tinh thông thuật này. Anh ta không nghiên cứu sâu hơn, nói tiếp. Nói đi, đệ muốn truyền âm gì ở Thanh Thành? Mệnh kiếm của quỷ ảnh đã thành vật vô chủ, người muốn đạt được mệnh kiếm có thể đến phủ đệ mạnh ra tìm, người vô duyên thì không, có duyên sẽ được. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Hiện giờ có rất ít người biết về mệnh kiếm, hắn muốn dội một chậu dầu vào trong lửa. Được, ta sẽ truyền đi giúp đệ. Vọng Cơ nhíu mày, xoay người rời khỏi biệt viện. Một thanh phi kiếm bay lên bầu trời, những lời Mạc Phàm mới nói vang lên trên bầu trời Thanh Thành, càng truyền càng lan xa. Trong một phủ đệ của Mạnh gia, Mạnh Sơn Hà được mấy thị nữ hầu hạ, đang hưởng thụ mỹ nữ, mỹ tử, món ngon, quỷ ảnh đi từ sau màn che ra, quỳ một gối trên đất. Mạnh Sơn Hà nhíu mày, xua tay vẫy lui những thị nữ này. Chuyện an bài cho ngươi, làm thế nào rồi? Mạnh Sơn Hà bưng một chén mỹ tửu lên, khẽ nhấp một ngụm hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, đám người mạnh gia chúng ta đã đi vào thành công, có mấy người đã tiến vào đấu cung. Quỷ ảnh hơi nhếch miệng cười, nói.
Vậy tên tiểu tử Mạc Phàm thì sao? Trước đó không lâu tên tiểu tử kia ra khỏi đấu cung, đến phủ đệ của Vọng Cơ. Quỷ ảnh cười nói. Cái gì? Mạnh Sơn Hà híp mắt thành đường ngang, xác nhận lại. Mạc Phàm ra khỏi đấu cung. Quỷ ảnh lặp lại. Tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Mạnh Sơn Hà uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười nói. Đấu cung có đệ tử của Thần Nông Tông quản lý, không ai dám đi vào gây chuyện. Cho nên cho dù quỷ ảnh nhất tộc biết Mạc Phàm cầm mệnh kiếm, muốn tìm Mạc Phàm lấy mệnh kiếm chỉ có thể đợi Mạc Phàm đi ra, hoặc dụ Mạc Phàm tới. Lương sư muội của ông ta đã nhắc nhở Mạc Phàm, không được ra khỏi đấu cung, vậy mà Mạc Phàm còn dám rời đi. Ta đã thông báo cho quỷ kiến sầu, ngoài ra còn tìm 7 cao thủ hóa thần giúp quỷ kiến sầu, không lâu sau, có lẽ chủ nhân sẽ nghe được tin tức tốt. Cộng thêm quỷ kiến sầu là có tổng cộng 8 cao thủ hóa thần, cho dù thiên phú của Mạc Phàm cao tới đâu cũng không có đường sống sót. Được rồi, đứng dậy đi, uống vài chén với ta. Mạnh Sơn Hà cười đắc ý, lấy bầu rượu và một cái chén ra rót cho mình một chén, cũng rót cho quỷ ảnh một chén. Ông ta nói chuyện này cho lão tổ đã phái sứ giả tới. Cho dù Mạc Phàm có thể thoát khỏi đuổi giết của quỷ ảnh nhất tộc, cũng tuyệt đối không vào được Thần Nông Tông. Mạc Phàm để lộ nhiều thứ như vậy, nếu không vào được Thần Nông Tông, không cần bọn họ ra tay chỉ có đường chết. Thuộc hạ không dám. Trong lòng quỷ ảnh vui vẻ, nhưng giả bộ khiếp sợ nói. Đến đây đi. Mạnh Sơn Hà bưng chén rượu lên, lạnh nhạt nói. Quỷ ảnh không chần chừ nữa, vội vàng bưng một chén khác lên. Chúc mừng chủ nhân mã đáo thành công. Keng, Mạnh Sơn Hà hơi nhếch miệng, chén rượu ngọc thạch chạm vào nhau. Nhưng chén rượu vừa đến bên miệng, còn chưa uống rượu, âm thanh phá không vang lên, một thứ bay tới trên không mạnh ra. Răng rắc, âm thanh thủy tinh bị nghiền nát vang lên, trận pháp ở phủ đệ bị đâm ra một cái động to. Thứ kia nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy. Tươi cười trên mặt Mạnh Sơn Hà lập tức cứng đờ, chén rượu trong tay bị ông ta dùng lực nắm biến mất luôn cùng với rượu. Tiểu tử, đáng chết. Sắc mặt quỷ ảnh thay đổi theo, chẳng quan tâm đến việc uống rượu nữa, vội vàng phóng thần thức. Chủ nhân, đó là mệnh kiếm của tiểu tử kia. Quỷ ảnh vừa mới nói xong, hai đạo độn quang đến phủ đệ Mạnh gia, đứng ở bên ngoài phủ đệ, chính là quỷ kiến sầu và một trong hai tu sĩ hóa thần rời đi lúc trước. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Sơn Hà và quỷ ảnh hiểu rõ tình huống. Tiểu tử này đúng là đáng chết. Mạnh Sơn Hà hổn hển nói. Chắc chắn vừa rồi là mệnh kiếm, ông ta có nghĩ tới Mạc Phàm sẽ thả mệnh kiếm, nhưng thật không ngờ Mạc Phàm sẽ đặt mệnh kiếm ở phủ đệ của Mạnh gia. Người bình thường không dám xông vào phủ đệ của Mạnh gia, nhưng trong thanh thành có không ít tội phạm chạy trốn, ngoài ra quỷ ảnh nhất tộc còn đáng sợ hơn tội phạm chạy trốn. Mệnh kiếm này là thần khí của quỷ ảnh nhất tộc. Lúc trước có một gia tộc chiếm được mệnh kiếm bị một chi của quỷ ảnh nhất tộc biết được. Một chi này của quỷ ảnh nhất tộc không phải đối thủ của gia tộc kia, nhưng phát động tộc nhân làm bom thịt người, một người tiếp một người tự bạo ở phủ đệ gia tộc đó. Cuối cùng gia tộc kia không chịu nổi áp lực, bán mệnh kiếm kia cho quỷ ảnh nhất tộc. Mạc Phàm giấu mệnh kiếm này ở Mạnh gia đợi phiền phức tới cửa đi. Nhanh đi! Tìm thanh mệnh kiếm kia, ngoài ra có người dám xông vào phủ đệ của Mạnh gia chúng ta, giết không tha. Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Mạnh gia ông ta không sợ quỷ ảnh nhất tộc, nhưng không dính chút phiền phức thì không dính tốt hơn. Dạ. Quỷ ảnh đáp, sau đó biến mất. Đợi một chút, người đến phủ đệ chữ khôn, ta sẽ tự mình tìm mệnh kiếm ở phủ đệ này. Vẻ mặt Mạnh Sơn Hà kỳ lạ hơn nhiều, nói tiếp. Phủ đệ chữ khôn sao? Vẻ mặt quỷ ảnh mờ mịt, cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạnh gia có hai phủ đệ kiền, khôn ở Thanh Thành, phủ đệ chữ kiền, là nơi cư trú của cao tầng như Mạnh Sơn Hà, hạch tâm của Mạnh gia ở Thanh Thành đều ở đây, phủ đệ chữ khôn, là chỗ ở của một số hậu bối Mạnh gia. Phủ đệ chữ kiền, có mệnh kiếm, chữ khôn, cũng có mệnh kiếm sao? Tên tiểu tử kia cầm hai thanh mệnh kiếm. Mạnh Sơn Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay vừa rồi. Ông ta nhận được tin truyền từ phủ đệ chữ, khôn, tới, có linh khí vô chủ xâm nhập, còn có tu sĩ hóa thần và một đám quỷ ảnh nhất tộc ở cửa. Tuy ông ta cũng không thể tin, nhưng chỉ sợ Mạc Phàm thật sự có hai thanh mệnh kiếm. Mệnh kiếm này khác với linh khí bình thường, chính là 1/9 tiên khí, một khi giải trừ nhận chủ, cho dù biết rõ ở phủ đệ Mạnh gia bọn họ,
muốn tìm được mệnh kiếm cũng không dễ như vậy. Chỉ có thể dễ hơn một chút, ông ta và quỷ ảnh tiêu phí một chút công phu có lẽ tìm được, hai thanh thì phiền phức rồi. Dạ, chủ nhân, ta lập tức qua đó, nhưng đối phó tên tiểu tử Mạc Phàm kia thế nào đây? Mặt quỷ ảnh sám ngắt, nhỏ giọng hỏi. Hai thanh mệnh kiếm bay tới phủ đệ Mạnh gia, tám tu sĩ hóa thần có ba người không đi giết Mạc Phàm, trái lại quay về phủ đệ Mạnh gia bọn họ, rõ ràng là Mạc Phàm không bị diệt trừ như bọn họ nghĩ. Tên tiểu tử đó sao? Trong mắt Mạnh Sơn Hà lóe lên ánh sáng lạnh. Ông ta muốn thu thập Mạc Phàm lần hai, không những bị Mạc Phàm chơi ngược lại lần hai, Mạnh Sơn Hà này chưa từng bực tức như vậy. Mạnh Sơn Hà còn chưa suy nghĩ xong nên làm gì bây giờ, thì vài đạo phi kiếm đến trên không Mạnh ra, một giọng nói vang lên. Mệnh kiếm của quỷ ảnh nhất tộc đã thành vật vô chủ, người muốn mệnh kiếm. Vô duyên thì không có duyên sẽ được. Giọng nói này không chỉ vang lên ở phủ đệ Mạnh gia, còn vang lên khắp Thanh Thành. Thanh Thành có vẻ yên tĩnh lập tức bùng nổ, sóng lớn lập tức nhấc lên. Sắc mặt không ít người thay đổi, do dự vài giây, liền từ bỏ chuyện trên tay, biến mất trong tầm mắt mọi người. Không chỉ Thanh Thành bùng nổ, lúc này Mạnh Sơn Hà cũng có kích động tức muốn nổ tung. Mạc Phàm đặt mệnh kiếm ở Mạnh gia bọn họ, vậy mà còn dùng phi kiếm truyền ngữ thuật truyền tin khắp Thanh Thành. Hiện giờ chỉ là Thanh Thành, chỉ sợ không lâu sau chín chi của quỷ ảnh đều biết rõ. Cho dù là Mạnh gia bọn họ, nếu không nhanh tìm mệnh kiếm, có khả năng phủ đệ của Mạnh gia không giữ được. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Sơn Hà nhíu mày, trong mắt đầy hung quang. Người đi mời một sát thủ chữ, địa, giết Lão Hồng Nhu và Vọng Cơ trước, nếu tên tiểu tử kia đi ra, mời người chữ thiên, giết tiểu tử kia. Tu chân giới có phái sát thủ tên là quỷ ảnh môn. Sát thủ ở bên trong chia làm thiên địa huyền hoàng, phần lớn hoàng cấp đối phó tu sĩ kim đan, huyền cấp đối phó nguyên anh, chữ thiên, và, địa, thì đối phó tu sĩ hợp đạo và hóa thần. Lúc trước ông ta cho Mạc Phàm một con đường sống, nếu Mạc Phàm chơi với ông ta như vậy, ông ta chỉ có thể tàn nhẫn. Không phải Lão Hồng Nhu và Vọng Cơ rất thân với Mạc Phàm sao, giết hai người này không tin Mạc Phàm không đi ra. Mạc Phàm có thể khiến tu sĩ hóa thần không biết làm gì. Vậy hợp đạo thì sao? Dạ, chủ nhân. Trong mắt quỷ ảnh hiện lên dị sắc, không hỏi nhiều nữa, quay người biến mất trong phòng. Trong mắt Mạnh Sơn Hà đầy sắc bén nhìn về phía đấu cung, mãi mà không phai nhạt đi. Lần này xem Mạc Phàm còn không chết không? Lúc tin tức mệnh kiếm truyền bá ồn ào huyên náo ở Thanh Thành, Mạc Phàm dẫn theo Mạnh Vô Kỳ quay về đấu cung. Hắn mới ngồi xuống không lâu, ngoài cửa truyền tới giọng nói lạnh như băng. Tiểu tử, bản trưởng lão đến đây, còn không mở đấu cung ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cửa đấu cung đệ nhất, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mở trận pháp đấu cung ra. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ Mạnh Sơn Hà ra, hai vị trưởng lão Lương, Trúc đi vào. Nam tử họ Trúc thì không tồi, vẻ mặt vui vẻ như Phật Di Lặc, nhưng mặt nữ tử họ Lương thì âm trầm. Mời hai vị trưởng lão ngồi, Vô Kỳ, đi pha trà cho hai vị trưởng lão, đúng rồi. Pha trà Vân Long trà tốt nhất. Mạc Phàm nhìn thấy hai người, vội vàng kêu lên. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ gật đầu nói. Chỉ trong phút chốc, Mạnh Vô Kỳ bưng linh trà và linh quả tới. Lão giả họ Trúc khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Pha chế không tệ, nhưng thời gian lên men quá ngắn, hương vị không thuần như thế. Quả nhiên Trúc trưởng lão được gọi là trà tiên của thần Nông Tông, trà gì đến chỗ ngươi. Lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lão giả họ Trúc tên là Trúc Vũ, cũng coi như có chút danh tiếng ở thần Nông Tông. Trong nhiều tông môn ở tu chân giới có câu Phật Nho chi phân, nếu dựa theo chuyện này để phân, thần Nông Tông tính 7 phần đạo gia, 3 phần nho gia, nhưng Trúc Vũ là y tiên hệ Phật. Hơn nữa y đạo của ông ta phần lớn đến từ trà, khám bệnh cho người ta phần lớn đều lấy hình thức trà thể hiện. Đồng thời ông ta cũng là cao thủ trà đạo, trà mà ông ta chế tạo ra, cho dù là sư phụ hắn cũng phải công nhận, hàng năm đều bảo Trúc Vũ tặng một chút. Mạc công tử quá khen, không biết có thể xin phương thức phối trà này của ngươi không? Trúc Vũ cười hỏi. Trà giống như rượu, cần thời gian ủ mới ngon, nhưng quả thật trà này của Mạc Phàm không tệ, nếu ông ta phối chế sẽ càng ngon hơn một chút. Không thành vấn đề, chỉ là phương pháp phối chế mà thôi. Trúc trưởng lão lấy cũng không sao. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, giao cho Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh.
Mạnh Vô Kỳ cầm ngọc giản, giơ ngọc giản về phía Trúc Phú ở bên cạnh bàn. Sắc mặt nữ tử họ Lương ở bên cạnh vốn khó coi, thấy hai người thưởng thức trà luận đạo, sắc mặt càng khó coi hơn. Hai người đúng là bình tĩnh, lửa đã cháy tới lông mày rồi, vậy mà hai người còn lòng dạ thảnh thơi thưởng thức trà luận đạo. Lương sư muội, trà này thật sự không tệ, uống một chút trà nhuận yết hầu rồi nói cũng không muộn. Nam tử họ Trúc cũng không tức giận, tâm bình khí hòa nói. Uống trà của huynh đi, đợi tiểu tử này bị Mạnh gia giết chết, chúng ta không có biện pháp trở về báo cáo kết quả công việc, nhìn xem huynh có thể uống trà được nữa không. Nữ tử họ Lương nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, người thật to gan và thủ đoạn, người biết người gây ra bao nhiêu họa không? Mạc Phàm là một tiểu tử còn chưa tiến vào thần nông tông, vậy mà đã đối nghịch với Mạnh gia. May mà Mạc Phàm từ hạ giới tới, nếu không gia tộc của Mạc Phàm đã bị Mạnh gia diệt hết lâu rồi. Lương trưởng lão, người cảm thấy ta nên làm thế nào đây? Mạc Phàm giống như dự đoán được, cười khinh thường hỏi. Ngươi nên làm thế nào, ngươi? Trên đường tới bụng nữ tử họ Lương đã đầy tức giận, nhưng Mạc Phàm vừa hỏi như vậy, lập tức không biết nên trả lời thế nào rồi. Chuyện này không phải Mạc Phàm có thể lựa chọn, từ lúc Mạc Phàm tới Thanh Thành Mạnh gia đã cắn Mạc Phàm không nhả, Mạc Phàm chỉ là tay không phản kích mà thôi. Suy nghĩ như vậy, quả thật Mạc Phàm làm thế không sai. Đổi lại là bà, bị Mạnh gia bắt nạt đến nước này chỉ sợ cũng như Mạc Phàm. Tên tiểu tử khốn nạn này, người không thể ra tay nhẹ hơn một chút à, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, người nhất định phải đối nghịch với Mạnh gia vào lúc này à, người hoàn toàn có thể tìm tiểu bối thập ác bất xá của Mạnh gia chút giận, không cần phải gây khó dễ cho Mạnh Sơn Hà. Nữ tử họ Lương nhíu mày, vẫn nói. Với thiên phú của Mạc Phàm, chỉ cần vào được thần nông tông, chắc chắn sẽ thành đệ tử của trưởng môn. Nếu Mạc Phàm thắng được một thứ tự tốt cho thần nông tông ở Đại Bỉ Tông Môn, lại càng thắng cho thần nông tông một vùng đất. Đến lúc này Mạc Phàm sẽ cùng cấp bậc với Mạnh Bất Đồng, lại đấu với Mạnh gia sẽ dễ hơn nhiều. Chỉ cần một câu của hắn, Mạnh Sơn Hà sẽ bị xung quân tới Lưu Ly Chi Địa. Nhưng Mạc Phàm còn chưa tiến vào thần nông tông, đã chống lại Mạnh gia, chuyện này không có chút ưu đãi với Mạc Phàm. Rất có khả năng, Mạc Phàm sẽ không vào được thần nông tông. Mạc Phàm cũng không tức giận, trái lại ngừng cười. Đa tạ ý tốt của Lương trưởng lão, nhưng Lương trưởng lão yên tâm, Mạnh gia không làm gì được ta đâu, ta sẽ tiến vào thần nông tông, đại diện cho thần nông tông tham gia Đại Bỉ. Đối với Lương trưởng lão mà nói, ai trở thành thứ nhất hải tuyển đều không khác nhau. Nhưng Lương trưởng lão không ngại nguy hiểm đắc tội Mạnh gia tới tìm hắn, quả thật chuyện này khiến hắn rất cảm động. Mạnh gia không làm gì được ngươi sao? Nữ tử họ Lương nhướng mày, đánh giá Mạc Phàm cẩn thận. Mạc Phàm không giống đang nói đùa, cũng không giống nói suông. Hôm nay ngươi rời khỏi đấu cung, chính là vì chuyện này đúng không? Nữ tử họ Lương suy nghĩ một lát, hỏi tiếp. Lúc trước bà dặn dò Mạc Phàm, không có chuyện gì thì đừng ra khỏi đấu cung. Mạc Phàm vẫn rời khỏi đấu cung, hiện giờ nắm chắc tiến vào thần nông tông như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị xong tiến vào thần nông tông. Nếu đổi lại là những người khác, bà nhất định sẽ hoài nghi lời Mạc Phàm nói. Tiềm lực toàn thân Mạc Phàm rất mơ hồ, huyết mạch Hồng Liên, mệnh kiếm, vân vân, Mạc Phàm có thể tìm được chỗ dựa vững chắc bà cũng không kỳ lạ. Đúng vậy. Mạc Phàm không giấu giếm, gật đầu nói. Câu này vừa ra khỏi miệng, Trúc Phú cười thoải mái, ông ta bưng một chén trà đưa cho nữ tử họ Lương. Lương sư muội, bây giờ có thể dùng trà chưa? Được rồi, nhưng cho dù như vậy, mấy ngày này ngươi cũng đừng ra khỏi đấu cung. Nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, một phân đà của quỷ ảnh môn ở ngay Thanh Thành. Nữ tử họ Lương thở ra một hơi, khẽ nhấp một hớp trà nói. Chính bà cũng từ hạ giới tới, bà ngoại trừ xem trọng tiềm lực của Mạc Phàm muốn Mạc Phàm tiến vào thần nông tông ra, cũng nhìn thấy chút cảm động thân thụ từ người Mạc Phàm, cho nên mới kéo Trúc Phú tới tìm Mạc Phàm. Bà không biết Mạc Phàm tìm ai giúp đỡ, nhưng sống sót trước khi tiến vào thần nông tông rồi nói sau. Với hiểu biết của bà về Mạnh gia, khả năng Mạnh gia thuê sát thủ không thấp. Quỷ ảnh môn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn chỉ suy xét việc tiến vào thần nông tông, trái lại quên môn phái sát thủ này. Quỷ ảnh môn có vẻ nổi danh ở gần thần nông tông, môn phái bồi dưỡng sát thủ này có 3 quy củ không giết. Thứ nhất, không giết người của thần nông tông,
vì vậy mà quỷ ảnh môn có thể kiến môn lập phái ở gần thần nông tông. Thứ hai, không giết người hơn một đại cấp bậc, quỷ ảnh môn vì đảm bảo xác suất ám sát thành công, người phái đi giết nhất định phải cao hơn một cấp bậc. Thông thường tu sĩ cảnh giới đại nhất không am hiểu ra tay với tu sĩ dưới một cảnh giới, nhưng quỷ ảnh môn thì khác, hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, không giết hạng người vô danh, quy củ này khiến thanh danh của quỷ ảnh môn lan xa chỉ trong thời gian ngắn thành lập. Quỷ ảnh môn thành lập 30 năm, ít nhất có hơn 1.000 hạng người nổi danh đã chết do bị quỷ ảnh môn ám sát. Lúc này Mạnh Sơn Hà không có biện pháp với hắn, ứng phó mệnh kiếm đã đủ khiến Mạnh Sơn Hà gặp phiền phức rồi, quả thật rất có khả năng Mạnh Sơn Hà tìm sát thủ giúp đỡ. Tổ chức sát thủ bình thường thì không sao, bọn họ sẽ không như quỷ ảnh môn phái sát thủ cấp bậc cao như vậy đi giết một người tu vi thấp. Nếu là ngang cấp, cho dù là hắn hay Vọng Cơ sư huynh, Hồng Nhu sư tỷ đều không có chút sợ hãi. Nhưng quỷ ảnh môn tìm tới, vậy thì khác rồi. Hắn nhíu mày, suy nghĩ một lát, Lương trưởng lão, người vẫn đang tìm một Trần Châu đúng không? Hửm, nữ tử họ Lương nhướng mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Không chỉ có bà, Trúc Vũ đang xem phương pháp chế trà cũng nheo mắt nhìn Mạc Phàm. Ngột Trần Châu là nguyên liệu chính của trường sinh đan mà nữ tử họ Lương đang luyện chế, bà tìm rất lâu, mà vẫn không thể tìm được. Chuyện này không phải bí mật, nhưng Mạc Phàm không thể biết được chuyện này. Sao ngươi biết? Nữ tử họ Lương tò mò hỏi. Nếu ta biết, đã nói lên ta có lý do biết, tạm thời ta không thể giải thích lý do này cho bà, nhưng ta biết một chỗ có một Trần Châu, Lương trưởng lão làm theo lời ta nói sẽ không uổng phí quá nhiều sức lực. Mạc Phàm giải thích. Lương trưởng lão này tên là Lương Nguyệt Hoa, kiếp trước vì không tìm thấy Ngột Trần Châu, nhìn đám sư đệ sư muội vượt qua mình, nghe nói thiếu chút nữa bị bức điên, cho dù sau đó sư phụ Lương Nguyệt Hoa cho bà một viên Ngột Trần Châu, trong Lương Nguyệt Hoa vẫn có khúc mắc không thể xóa nhòa. Thứ này rất trân quý với Lương Nguyệt Hoa, nhưng không tính là gì đối với hắn ở kiếp trước, đưa cho Lương Nguyệt Hoa một viên cũng không sao. Viên Ngột Trần Châu mà Lương Nguyệt Hoa đạt được ở kiếp trước, cũng là sư phụ Lương Nguyệt Hoa tới chỗ hắn lấy. Thật sao? Đôi mắt Lương Nguyệt Hoa đảo liên tục, hỏi. Cho ngươi, tự ngươi xem đi. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, khắc thông tin vào bên trong, bảo Mạnh Vô Kỳ đưa cho Lương Nguyệt Hoa. Động Dương Thiên Cung. Lương Nguyệt Hoa mở to mắt, lông mày lập tức nhíu lại. Trái lại bà có biết Thiên Cung này, chẳng qua Thiên Cung này ở một nơi vô cùng hung hiểm, nghe nói là hành cung của một vị đại đế. Không ít người mơ ước nơi này, nhưng không ai có thể đi vào bên trong hoàn toàn. Cho dù bên trong có một Trần Châu, bà cũng phải có mệnh lấy mới được. Không sai, Lương trưởng lão xem xong sẽ hiểu rõ, đợi hải tuyển kết thúc, người có thể đi cùng Trúc trưởng lão, chỉ cần hai người đi theo và chuẩn bị như trong ngọc giản, không những lấy được một Trần Châu, còn có thể giành được không ít thiên tài địa bảo ở bên trong. Mạc Phàm giải thích, kiếp trước hắn từng vào Động Dương Thiên Cung này rồi. Đi vào bên trong theo mật đạo trên ngọc giản, mật đạo này có thể tránh thoát lượng lớn trận pháp hung hiểm. Với thực lực của hắn hiện giờ không dễ đi vào, không bằng để hai người đi vào thì hơn. Lương Nguyệt Hoa bán tín bán nghi nhìn ngọc giản, vẻ mặt càng ngày càng khiếp sợ. Bên trong ngọc giản này không chỉ ghi lại mật đạo thông tới Động Dương Thiên Cung, còn ghi lại trận pháp ở mỗi vị trí và phương pháp tránh né, thậm chí còn nói rõ nơi nào có bảo vật nơi nào có bẫy. Nếu không phải Động Dương Thiên Cung vẫn chưa có tin mở ra, bà còn tưởng rằng Mạc Phàm vào Động Dương Thiên Cung, lấy những thứ ở bên trong ra. Bà nhìn xong ngọc giản, liền đưa cho Trúc Vũ. Sau khi Trúc Vũ xem xong, cũng hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử, không phải ngươi là đại đế ở Động Dương chuyển thế đấy chứ? Nếu ta là đại đế ở Động Dương chuyển thế, ta đi tới Động Dương đó là được rồi. Không cần tham gia hải tuyển của thần nông tông. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đúng là vậy, nhưng thứ này là thật sao? Trúc Vũ vẫn không dám tin tưởng nói. Động Dương Thiên Cung là hành cung của đại đế, có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, muốn đạt được truyền thừa và bảo tàng trong Động Dương này. Những người kỳ ngộ trong Động Dương Thiên Cung này, có không ít là cao thủ đại thừa. Nếu chuyện này là thật, giá trị của ngọc giản này không thể đo lường. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là một viên Ngột Trần Châu. Các ngươi có thể phóng phân thân hoặc linh thú vào thử xem, thiệt giả phân biệt sẽ biết, nếu hai vị đến cảnh giới hóa thần, không có khả năng chưa từng tiến vào một bí cảnh,
ngay cả điểm thưởng thức ấy cũng không có. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chuyện này thì không cần, chỉ là mật đạo Động Dương Thiên Cung này thật sự khiến người ta khó mà nói nổi. Trúc Phú cười nịnh nọt nói. Ông ta tự xưng là Y Tiên Hệ Phật, lúc này hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Vậy vì sao ngươi lại cho chúng tôi thứ này? Lương Nguyệt Hoa do dự, hỏi. Mạc Phàm cho hai bọn họ thứ này, không phải là hết cách, nếu là hết cách, bọn họ không thể nhận. Hai người bảo hộ hai người giúp ta. Mạc Phàm nhìn Lương Nguyệt Hoa và Trúc Phú một cái, nói. Chỉ bảo hộ hai người thôi à? Trúc Phú nhíu mày, truy hỏi. Mạc Phàm lấy cơ duyên của Động Dương Thiên Cung, chỉ bảo bọn họ bảo vệ hai người, chuyện này vô cùng lãng phí. Cho dù Mạc Phàm đưa cơ duyên này cho hai cao thủ đại thừa, không phải không có khả năng đổi lấy bảo hộ của hai cao thủ đại thừa. Nếu hai người cảm thấy quá ít, đợi hai người chiếm được cơ duyên ở Động Dương Thiên Cung, có thể cho ta một phần, bao nhiêu thì tùy hai người. Mạc Phàm không để ý lắm, nói. Chỉ là một Động Dương Thiên Cung mà thôi, tuy là truyền thừa của đại đế, nhưng chỉ vậy mà thôi, hắn không có chút đau lòng nào. Trúc Phú và Lương Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Cơ duyên lớn như vậy, không ai không động tâm, cũng ít người có thể từ chối, bọn họ cũng như vậy. Ngươi muốn hai chúng ta bảo hộ Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu đúng không? Trúc Phú xác nhận. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Hắn thì không có vấn đề gì, Mạnh Sơn Hà sẽ không xa xỉ tới mức mời cao thủ cảnh giới hợp đạo giết Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ, cao thủ cảnh giới hóa thần bảo hộ bọn họ là đủ, Trúc Phú và Lương Nguyệt Hoa rất thích hợp. Vậy ngươi thì sao? Lương Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi. Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu rất thân với Mạc Phàm, tuy có nguy hiểm nhất định. Nhưng Mạc Phàm mới là người nguy hiểm nhất. Không có hai bọn họ bảo hộ Mạc Phàm, một khi Mạnh Sơn Hà tiến vào đấu cung, chỉ trong chớp mắt có thể giết Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Trái lại hắn không có gì phải lo lắng, hắn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, trái lại Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ không thể bị Mạnh gia giết vì hắn. Ta sao, ta đang đợi một người tới, người này đến đây, sẽ không có vấn đề gì nữa. Đợi một người. Lương Nguyệt Hoa nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không hỏi nhiều. Mạc Phàm mời bọn họ đi bảo hộ Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu, chắc chắn người đợi sẽ có tu vi trên bọn họ, như vậy, quả thật không cần lo lắng cho tiểu tử Mạc Phàm này. Nhưng bà liếc mắt ra hiệu với Trúc Phú, mỗi người lấy một ngọc phù ra ném cho Mạc Phàm. Chúng tôi sẽ để lại một phân thân hóa thần ở đấu cung, nếu ngươi gặp nguy hiểm có thể bóp nát thứ này, trước khi người ngươi đợi chưa tới. Phân thân của chúng tôi sẽ bảo hộ ngươi. Lương Nguyệt Hoa nói. Bọn họ cầm cơ duyên lớn như vậy trên tay Mạc Phàm, tất nhiên không thể quá keo kiệt. Đa tạ hai vị trưởng lão. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Tên tiểu tử này, không thể gọi chúng tôi một tiếng sư thúc à. Lương Nguyệt Hoa tức giận nói. Bà và Trúc Phú là đệ tử chữ lót, không, ở phía dưới chữ, bất, có địa vị cũng cao ở Thần Nông Tông. 10 người đám Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông, tuy bái nhập trưởng môn và mấy người khác, nhưng cuối cùng phần lớn do đệ tử cùng trang lứa bọn họ dạy bảo. Mạc Phàm gọi bọn họ là sư thúc, tuyệt đối không quá. Chuyện này à? Mạc Phàm suy nghĩ một lát. Hắn từng gặp hai người này rồi, kiếp trước Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa gặp hắn, đều phải gọi hắn là tiểu sư thúc. Bảo hắn gọi hai người là sư thúc, hắn thật sự không quen, chuyện này đợi ta thành đệ tử chữ lót là... Hư, rồi nói sau, đến lúc ai gọi ai là sư thúc còn chưa biết. Trúc Phú thì khá hơn một chút, nhưng Lương Nguyệt Hoa thì bĩu môi. Số tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi, tốt nhất là có thể đợi được tới lúc người kia tới. Hai người uống chén trà, lại hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi. Hai người vừa đi, Mạnh Vô Kỳ đi tới, tò mò hỏi. Công tử, Mạnh Sơn Hà dám phái sát thủ tới đấu cung sao? Phái sát thủ tới giết người tham gia hải tuyển, nếu để Thần Nông Tông phát hiện ra, Thần Nông Tông nhất định sẽ không mặc kệ, một khi tra được Mạnh Sơn Hà, cho dù có Mạnh gia bảo vệ cũng phải chịu trừng phạt nhẹ, thậm chí còn liên lụy tới cả Mạnh gia. Không có gì là không có khả năng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hắn không biết tên của hắn có truyền tới tai sư huynh Mạnh Bất Đồng hay chưa, nhưng Mạnh gia chắc chắn sẽ không để hắn tiến vào Thần Nông Tông, điểm này Mạnh Sơn Hà hiểu rất rõ. Cho nên cho dù phái sát thủ cũng không tiếc. Ngoài ra chuyện rất phiền phức đối với Mạnh Vô Kỳ,
không đáng kể chút nào đối với hắn và Mạnh Bất Đồng, chỉ cần diệt trừ đối phương là được. Vậy chúng ta có thể đợi được tới khi người kia tới không? Mạnh Vô Kỳ lo lắng nói. Mạc Phàm bảo Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa đi bảo hộ Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu, nếu không đợi được người kia tới, bọn họ gặp phiền phức lớn rồi. Chuyện này thì ta không biết, cứ đợi là được, người không cần lo lắng chuyện này, người đi tu luyện công pháp ta cho người là được rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc này Tử Yên đã trên đường tới Thần Nông Tông, Vô Phong sư thúc tới được hay không, hắn cũng không chắc chắn, dù sao hắn còn chưa phải là y tiên bất tử ở kiếp trước, Vô Phong sư thúc chưa chắc sẽ tin biện pháp của hắn có tác dụng. Nếu Vô Phong sư thúc không tới, lại nghĩ biện pháp là được. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ gật đầu, quay về thiên điện của mình. Mạc Phàm bố trí mấy trận bàn ở trong đấu cung, phòng bế đấu cung lại, lúc này mới quay về phòng ngủ. 4 ngày kế tiếp, Mạc Phàm đều luôn ở trong đấu cung, chưa từng ra ngoài. Tuy hắn đã tới kim đan đỉnh phong, nhưng thực lực còn có thể tăng được rất nhiều, ví dụ như luyện hóa thái dương chi khí. Hắn đạt được thái dương thần thạch từ tay Dạ Tình lâu lắm rồi, cũng đã luyện hóa một phần, cho dù phát huy ra không nhiều uy lực, thay vì biểu lộ ra còn không bằng không sử dụng. Mấy ngày nay, hắn đang luyện hóa thái dương chi khí. Trong lúc này, đệ nhất cung rất yên tĩnh. Trái lại Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa từng lần lượt tới một lần. Quả nhiên người của quỷ ảnh môn ra tay, nhưng hai bọn họ phát hiện trước, bị hai người đuổi đi không tốn sức. Dù sao bọn họ là cao thủ hóa thần của Thần Nông Tông, một khi đến cảnh giới hóa thần, đều mạnh hơn cao thủ cảnh giới hóa thần ở các tông môn khác, tất nhiên người của quỷ ảnh môn không thể so sánh được. Ngoài ra hai người còn mang tới hai tin tức một tốt một xấu. Tin tức tốt là phủ đệ của Mạnh gia bị rất nhiều cao thủ vây quanh. 9 chi của quỷ ảnh nhất tộc thì tới 4 chi, tuy là phủ đệ của Mạnh gia, nhưng vẫn không ngăn được có người xông vào, có thể nói là Mạnh gia gà chó không yên, Mạnh Sơn Hà không dám rời khỏi Mạnh gia một bước. Tin tức xấu là Thanh Thành có một tu sĩ hợp thể kỳ tới, tuy tu sĩ hợp thể kỳ này chưa chắc đã là sát thủ do quỷ ảnh môn phái tới giết Mạc Phàm, nhưng không thể chắc chắn không có chút quan hệ với quỷ ảnh môn, cho nên có khả năng đám Mạc Phàm và Vọng Cơ gặp nguy hiểm rồi. Tiểu tử, rốt cuộc người ngươi đợi khi nào mới tới? Phân thân mà Lương Nguyệt Hoa để lại hơi sốt ruột nói. Nếu cao thủ hợp thể này là quỷ ảnh môn phái tới, hai bọn họ không thể bảo vệ được Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu, Mạc Phàm cũng phải chết. Ta cũng không biết. Mạc Phàm lắc đầu, chậm rãi đứng dậy nói. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi và đám Vọng Cơ sắp chết rồi. Phân thân của Lương Nguyệt Hoa hổn hển nói. Ở phía nam nơi Mạnh gia quản lý, có người ngang nhiên xông vào phủ đệ Mạnh gia, vậy mà Mạc Phàm và đám Vọng Cơ vẫn còn sống, chuyện này như đã kích ít nhất 2 lần đối với Mạnh Sơn Hà, khả năng tu sĩ hợp thể kia là người của quỷ ảnh môn cao hơn nhiều. Nếu vận khí không tốt như vậy, ta cũng không có biện pháp. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn đã đợi 4 ngày, Vô Phong sư thúc còn chưa tới, xem ra chuyện hắn bảo Tử Yên làm không thuận lợi như vậy. Tiểu tử, ngươi! Phân thân của Lương Nguyệt Hoa tức đến mức giậm chân, nhưng ngay sau đó, phân thân của Lương Nguyệt Hoa bình tĩnh hơn. Mạc Phàm nhíu mày, hơi bất ngờ nhìn phân thân của Lương Nguyệt Hoa. Lương trưởng lão, làm sao vậy? Một lát sau, lúc này giọng Lương Nguyệt Hoa mới vang lên. Tiểu tử, lại nói cho ngươi một tin xấu, sứ giả Thần Nông Tông phái đã tới, bảo là muốn kiểm tra cẩn thận một số tuyển thủ không rõ thân phận, ngươi tự cầu nguyện đi, người ngươi đợi phải tới trong ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng của hải tuyển Thần Nông Tông, rõ ràng đây là người Mạnh Sơn Hà gọi tới. Bây giờ người này đã tới, cho dù Mạc Phàm không chết cũng không vào được Thần Nông Tông. Hả? Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt rét lạnh vài phần. Quả thật đây không phải là tin tốt, Mạnh Sơn Hà đã bố trí xong xuôi cả rồi, mà người hắn đợi vẫn chưa tới. Ta đã biết. Mạc Phàm nói. Lương Nguyệt Hoa thấy vẻ mặt Mạc Phàm rất bình tĩnh. Tức giận cũng giảm xuống vài phần. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, ta không có đồ đệ, nếu ngươi muốn tiến vào Thần Nông Tông có thể trở thành đồ đệ của ta, quỷ ảnh môn sẽ không giết đệ tử của Thần Nông Tông, như vậy sẽ giữ được mạng, còn khiến ngươi tiến vào Thần Nông Tông, chỉ là... Lương Nguyệt Hoa nói một nửa thì dừng lại. Nếu Mạc Phàm bái bà làm vi sư, Mạc Phàm chỉ có thể từ bỏ thứ tự hải tuyển. Không chỉ danh ngạch hải tuyển của Thần Nông Tông, khi Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông địa vị cũng thấp đi nhiều. Phải biết rằng,
sau này đệ tử đó có thành tựu cao bao nhiêu ở Thần Nông Tông, thì phải xem địa vị của đệ tử đó khi mới tiến vào Thần Nông Tông. Ví dụ như khi Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông bái trưởng môn làm vi sư, trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn, như vậy sau này thăng nhanh hơn những người khác nhiều. Trái lại trở thành đệ tử của bà, có khả năng cả đời Mạc Phàm sẽ thấp hơn Mạnh Bất Đồng. Bởi vì Mạnh Bất Đồng có chữ lót là bất, mà Mạc Phàm chỉ có chữ lót là hư, cho dù Mạc Phàm thành trưởng môn, gặp Mạnh Bất Đồng cũng phải gọi một tiếng sư tổ. Đồng thời nếu Mạc Phàm bái bà làm vi sư, đồng nghĩa với từ bỏ Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu. Mạc Phàm có thể còn sống tiến vào Thần Nông Tông, nhưng hai người có khả năng bị Mạnh gia giết. Ngươi và ta đều là người từ hạ giới tới, muốn thăng chức ở tu chân giới sẽ khó hơn người bình thường nhiều, cho dù thân phận của ngươi thần bí, nhưng nếu không có biện pháp khác, tốt nhất là ngươi nên suy xét chuyện này, ngươi vẫn còn một ngày. Lương Nguyệt Hoa lại ân cần khuyên nhủ. Đa tạ ý tốt của Lương trưởng lão, nếu thật sự tới nông nỗi đó, ta sẽ suy xét. Mạc Phàm nhíu chặt mày, nói. Tự giải quyết cho tốt đi, vị sứ giả kia đang điều tra thông tin về ngươi. Ta và Trúc Vũ chỉ có một người ở đó, ngươi lập tức bảo Hồng Nhu ở yên trung ra, chưa kết thúc hải tuyển thì đừng ra, một người trong chúng tôi sẽ bảo vệ Vọng Cơ. Lương Nguyệt Hoa nhắc nhở. Nói xong trên phân thân của bà chớp lóe quang hoa, biến mất không thấy. Trong đấu cung, đôi mắt Mạc Phàm híp thành đường ngang, trong đôi mắt đều là nghiêm trọng. Chuyện này kém xa kế hoạch hắn nghĩ nhiều, dựa theo suy nghĩ của hắn, cùng lắm là 3 ngày, Vô Phong Sư Thúc sẽ tới Thanh Thành. Chỉ cần Vô Phong Sư Thúc vừa tới, cho dù là quỷ ảnh môn hay là sứ giả Mạnh gia phái tới đều không là gì cả, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng hiện giờ không có tin tức của Vô Phong Sư Thúc, hắn sắp rơi vào trong vũng bùn. Xem ra hắn quá tự tin, hơn nữa thực lực của bản thân không đủ, nếu không sẽ không có chuyện như vậy. Như vậy cần phải suy nghĩ biện pháp thôi. Một tay Mạc Phàm chống cằm, thận trọng nói. Dựa theo lời Lương Nguyệt Hoa. Hắn không làm được. Như vậy Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ đều phải chết, đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất. Có cần đi tìm Trung Bất Phàm giúp đỡ hay không đây? Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Hắn sửa phương thuốc giúp Trung Bất Phàm, lúc này Trung Bất Phàm đã cảm nhận được tính chính xác của phương thuốc. Trung Bất Phàm từng đồng ý với hắn, nếu có chuyện có thể nói với ông ta. Tuy Trung Bất Phàm không phải tu sĩ hợp đạo kỳ, nhưng Trung gia ở Thanh Thành đã có. Chỉ cần kháng lại được sát thủ hợp đạo kỳ của quỷ ảnh môn, sứ giả kia giao cho hắn xử lý là được. Cho dù có khả năng bại lộ thân phận của hắn, nhưng trước mắt, đây là biện pháp tốt nhất, nghĩ tới đây, hắn lấy khối ngọc bài Trung Bất Phàm cho hắn ra, một đạo thần niệm được đánh vào bên trong. Không lâu sau, ngọc bài sáng lên. Ý niệm của hắn vừa động, thần thức chút vào bên trong, giọng một tôi tớ truyền từ trong ra. Gia chủ nhà ta đang bế quan luyện đan. Nếu tiên sinh có chuyện gì có thể nói cho tiểu nhân, đợi gia chủ nhà ta xuất quan, tiểu nhân sẽ thông báo cho gia chủ nhà ta trước tiên, nếu là chuyện khẩn cấp, ta có thể tìm thiếu gia nhà chúng ta. Mạc Phàm nhíu chặt mày, nhưng lập tức giãn ra, sau đó cười chua xót. Khi hắn luyện đan, có đôi khi cũng có thói quen này, sẽ tắt ngọc phù truyền tin, hoặc giao ngọc phù truyền tin cho Phượng Vũ, để Phượng Vũ bảo quản, tránh bị người ta quấy rầy khi luyện đan, dẫn đến luyện đan thất bại. Chỉ sợ lúc này Trung Bất Phàm cũng đang chăm chú luyện chế cửu hoa đan. Không cần, vậy thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói với Ngọc Phù, đồng thời tắt Ngọc Phù truyền tin. Đợi Trung Bất Phàm đi ra, đã chẳng có ích gì nữa. Ngoài ra Trung Bất Phàm nợ ân tình của hắn, nói với người khác của Trung gia vô dụng. Trung gia không được, Thượng Quan Ngưng cũng vô dụng, mấy thế lực hắn mới kết bạn ở Thanh Thành đã không có biện pháp rồi. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm đập tay lên trên ghế. Hắn tới tu chân giới lâu như vậy, bởi vì là trở về, đoạn đường này đi đều xem như xuôi gió xuôi nước, cho dù gặp một số chuyện, đều được hắn giải quyết dễ dàng, chỉ riêng chuyện này, thật sự khiến hắn hơi khó xử rồi. Hơn nữa giải quyết chuyện này không tốt, sẽ xảy ra chuyện hắn không muốn nhìn thấy. Hắn đang xoắn suýt nên làm sao bây giờ, vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ xấu hổ, đi từ trong thiên điện ra. Công tử! Hay là ngươi giao ta cho Mạnh Sơn Hà đi? Mạc Phàm đi tới một bước này với Mạnh Sơn Hà, có không ít liên quan tới anh ta. Nếu giao anh ta cho Mạnh Sơn Hà, nói không chừng sẽ có đường sống dịu đi. Hửm! Mạc Phàm nhướng mày, cực
cười lạnh lùng, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Ngươi cảm thấy Giao ngươi ra, Mạnh gia sẽ tha cho ta à? Có lẽ không thể. Mạnh Vô Kỳ lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta là loại người gặp lâm nguy sẽ từ bỏ những người khác à? Không phải. Vậy ngươi cảm thấy ta không có biện pháp đối phó Mạnh gia sao? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Chuyện này. Mạnh Sơn Hà do dự một lát, gật đầu. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhưng không tức giận. Tạm thời ta chưa có biện pháp, nhưng không có nghĩa là đã thua, có chút thời điểm thắng thua chỉ là chuyện trong chớp mắt, hiện giờ ta không có biện pháp, nhưng không có nghĩa là ta vẫn không có, nói không chừng một giây sau sẽ có biện pháp, ví dụ như vừa rồi ta không có, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi, thì nghĩ ra được một biện pháp. Công tử có biện pháp rồi sao? Trước mắt Mạnh Vô Kỳ sáng lên, hơi kích động nói. Thực ra rất đơn giản, chẳng qua rất nguy hiểm, một khi sử dụng, có khả năng chú, em họ ngươi đều phải chết, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi, đương nhiên cũng có khả năng là ta bảo hộ chú và em gái ngươi, ngươi nhất định phải chết, cho dù là loại nào, nếu trong các ngươi có một người chết, tất cả người nhất mạch Mạnh bất đồng đều phải chết. Mạc Phàm giải thích, chuyện này, Mạc công tử có thể nói trước cho ta nghe được không? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, do dự một lát nói. Nếu có thể giải quyết vấn đề, còn báo thù nhất mạch Mạnh ra, anh ta chết cũng không sao, chỉ cần chú và em họ anh ta không sao là được. Người đọc nhiều dược điển như vậy, từng nghe tới cửu tuyệt huyền chú chưa? Mạc Phàm nhíu mày, không đáp hỏi ngược lại. Cửu tuyệt huyết chú sao? Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ thay đổi, lập tức nghĩ tới gì đó. Huyết chú này lấy máu làm môi giới, giết chết 9 loại người có liên quan tới huyết dịch. Người duy nhất không bị giết, chỉ có người phát ra huyết dịch hoặc gần với người phát ra huyết dịch, người xa nhất. Huyết chú này ở trong dược điển mà Mạc Phàm cung cấp, xem như là cấm thuật, cho nên anh ta chỉ xem, cũng không nhớ kỹ cụ thể dùng thế nào. Anh ta cũng là người Mạnh gia, quả thật thông qua cửu tuyệt huyết chú có thể giết nhất mạch kia của Mạnh gia. Ta nguyện ý dùng máu của ta thi triển cửu tuyệt huyết chú, mong Mạc công tử nhất định phải bảo vệ chú và em gái ta. Trong mắt Mạnh Vô Kỳ lóe lên ánh sáng lạnh, hai tay ôm quyền nói. Nếu không nhờ Mạc Phàm giúp đỡ, nhất mạch Mạnh gia bọn họ đã bị nhất mạch của Mạnh bất đồng giết ở Viêm Dương Thành rồi. Thay vì ở đây đợi chết, chẳng bằng từ bỏ một mình anh ta. Như vậy không chỉ báo thù cho cha mẹ anh ta, còn khiến Mạc Phàm thấy được đường sống từ chỗ chết. Mạc Phàm cười khẽ, lắc đầu. Yên tâm đi, chú và em gái ngươi sẽ không sao, ngươi cũng không sao, nếu thật sự phải dùng cửu tuyệt huyết chú, cũng là hai chúng ta tới uy hiếp Mạnh gia kia, không được thì mới dùng đối phó. Công tử, có ý gì? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Ý của ta là, ta không dùng cửu tuyệt huyết chú giết người, nhưng có thể đánh cược với Mạnh gia một lần, xem Mạnh gia có dám đánh cược không? Mạc Phàm giải thích. Cửu tuyệt huyết chú là cấm thuật, nếu gia tộc này chưa đến mức không chết không ngừng với hắn, hắn sẽ không sử dụng. Nhưng chú thuật này có thể coi là một phương pháp phòng bị, gặp phải tai ương diệt tộc, nói không chừng Mạnh gia sẽ thỏa hiệp với hắn, tuy chưa chắc đã thỏa hiệp hoàn toàn. Vậy sao? Mạnh Vô Kỳ hiểu ra, nhưng lập tức nhíu mày. Nhưng như vậy có thể khiến nhất mạch kia của Mạnh gia sợ được sao, ngoài ra cửu tuyệt huyết chú này cũng có thể giải trừ, chỉ cần phí chút thời gian mà thôi. Mạnh bất đồng lão tổ của nhất mạch Mạnh gia kia là y tiên nổi tiếng của Thần Nông Tông, có danh tiếng về y thuật ở tu chân giới, ông ta ra tay có thể giải trừ cửu tuyệt huyết chú. Ta không định dùng thứ này hù Mạnh bất đồng, cũng không dọa được, Mạnh bất đồng có thể giải được cửu tuyệt huyết chú, cũng cần một ngày, thêm một ngày là đủ rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Công tử vẫn định đợi người kia tới sao? Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Biện pháp tốt nhất trước mắt, là đợi Vô Phong sư thúc của hắn tới, như vậy mọi vấn đề sẽ được giải trừ. Nếu trong một ngày Vô Phong sư thúc vẫn chưa tới, hắn chỉ có thể dẫn Mạnh Vô Kỳ rời đi, phải nghĩ biện pháp khác tiến vào Thần Nông Tông rồi. Người kia khi nào mới tới ạ? Ta cũng không biết, chỉ là chuyện cửu tuyệt huyết chú phải đưa tin cho Mạnh ra trước. Mạc Phàm nheo mắt, nói. Chỉ cần đưa 4 chữ cửu tuyệt huyết chú đến phủ đệ Mạnh ra. Mạnh Sơn Hà thấy 4 chữ này sẽ không dám phái sát thủ hợp thể kỳ khác tới đây nữa, như vậy vừa đủ rồi. Ta sẽ đưa tin này tới phủ đệ Mạnh gia, trên người ta có sinh tử phù luân hồi, cộng thêm cửu tuyệt huyết chú nữa, bọn họ không dám giết ta đâu. Mạnh Vô Kỳ nói,
Có thể. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, để lại một đoạn thần thức ở bên trong, sau đó định đưa cho Mạnh Vô Kỳ, bỗng nhiên tay dừng lại. Làm sao vậy, công tử? Mạnh Vô Kỳ thấy sắc mặt Mạc Phàm khác thường, hỏi. Không cần cửu tuyệt huyết chú, có khả năng người ta đợi tới rồi. Mạc Phàm cười khẽ, lấy một thông tấn phủ ra. Mấy ngày nay trên thông tấn phủ không có động tĩnh gì, hiện giờ đang lóe sáng quang mang màu tím. Thông tấn phủ này là hắn cho Tử Yên, lúc này thông tấn phủ sáng lên, rất có khả năng là Vô Phong sư thúc hắn tới. Đương nhiên cũng có thể là tin Tử Yên thất bại. Hắn nheo mắt, im lặng thêm một tầng trận pháp ở xung quanh, sau đó điểm lên thông tấn phủ, giọng Tử Yên truyền từ Ngọc Phủ tới. Ngô công tử, người ngươi cần tìm đã tới, hiện giờ đang ở Thiên Cơ Các, ông ấy bảo ngươi lập tức tới Thiên Cơ Các gặp ông ấy. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vô Phong sư thúc tới đấu cung thì tốt, như vậy mọi chuyện đại cát. Dù sao hiện giờ, một khi hắn ra khỏi đấu cung có khả năng gặp sát thủ hợp thể kỳ bất cứ lúc nào. Nhưng so với Vô Phong sư thúc chưa tới Thanh Thành, đã tốt hơn nhiều. Được, cô nói với ông ấy, ta sẽ tới ngay. Được, Ngô công tử. Mạc Phàm cất thông tấn phủ, im lặng một lát, lúc này hắn mới nói với Mạnh Vô Kỳ. Ta ra ngoài một lát, người ở đấu cung đợi ta. Công tử, lần này không cần ta biến thành dáng vẻ của ngươi sao? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Lần này để ta đi là được rồi, người biến thành bộ dạng của ta quá nguy hiểm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lần trước bảo Mạnh Vô Kỳ biến thành bộ dạng của hắn, chỉ là muốn che giấu thân phận ngô danh kia của hắn, lần này khác rồi. Một khi hắn ra khỏi đấu cung, có khả năng gặp sát thủ hợp thể kỳ bất cứ lúc nào. Mạnh Vô Kỳ đóng giả làm hắn, khả năng bị giết sẽ cao hơn nhiều, tuy có thể giúp hắn điệu hổ ly sơn, nhưng bảo Mạnh Vô Kỳ đi chịu chết, hắn không làm được. Nếu hắn đi mà nói, rời khỏi đấu cung không phải không thể tới Thiên Cơ Các. Một khi tới Thiên Cơ Các, hắn sẽ an toàn rồi. Vậy công tử phải cẩn thận. Mạnh Vô Kỳ cung kính nói. Yên tâm đi, cho dù là cao thủ hợp thể kỳ muốn giết ta ở Thanh Thành cũng không đơn giản như vậy. Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn không lập tức rời đi, trái lại lấy linh kiếm cửu linh ra. Tạo hóa kim đan ở trong cơ thể hắn vận chuyển, tạo hóa lực không giữ lại chút nào rót vào trong cửu tinh. Rầm rầm rầm, cửu tinh chấn động 9 lần liên tục, 9 ngôi sao ở phía trên lần lượt sáng lên, lực lượng khủng bố tỏa từ kiếm ra bốn phía. Cửu tinh sáng lên, tương đương với một kích toàn lực của nửa bước hóa thần. Tuy cách cảnh giới hóa thần kém quá nhiều, kém cảnh giới hợp đạo quá xa, hoàn toàn không ngăn được một kích của cao thủ cảnh giới hợp đạo, nhưng tạo thành một trận rối loạn là đủ. Một khi hấp dẫn chú ý của chú quân, khi tên sát thủ kia ra tay cũng sẽ e sợ một chút, đây chính là cơ hội của hắn. Ngoại trừ cửu tinh, hắn lấy thanh kiếm Lý Thu Minh dưỡng 20 năm ra. Hắn nhìn thanh kiếm này, lại lắc đầu. Chỉ là hai thanh kiếm này, vẫn không đủ. Nghĩ như vậy. Hắn nhắm mắt rồi mở ra. Một con mắt biến thành màu bạc, trong đó lại xuất hiện một đóa liên hoa màu đỏ. Hắn vươn một tay ra, một ấn ký màu bạc xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, rơi vào mặt đất trên đấu cung, rồi nhanh chóng biến mất không thấy. Làm xong những chuyện này, hắn mới dừng lại. Có thể còn sống gặp Vô Phong sư thúc hay không, phải xem những thứ này rồi. Hắn xác nhận những thứ chuẩn bị không có vấn đề xong, một chữ triện cổ xuất hiện ở trán hắn. Lúc này mới ra khỏi đệ nhất cung, hắn vừa rời khỏi đế cung không lâu, trong đám người vây quanh phía trước đấu cung, một bóng đen nhoáng lên một cái đi theo Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm rời khỏi phạm vi đấu cung, rẽ vào một hẻm nhỏ không người rồi dừng bước lại. Các hạ, một sát thủ hợp thể kỳ như ngươi, đối phó tu sĩ kim đan kỳ như ta còn cần dè dặt cẩn thận à? Mạc Phàm không quay đầu lại hỏi. Hắn vừa mới nói xong. Trong hẻm nhỏ ngoại trừ Mạc Phàm vẫn không có bóng dáng những người khác, nhưng một giọng nói khàn khàn vang lên bốn phía. Tiểu tử, lực cảm ứng của ngươi rất mạnh, thậm chí ngay cả ta cũng có thể phát hiện được, chẳng trách người giết ngươi chỉ đích danh là tu sĩ hợp thể kỳ. Nếu quỷ bí chi khí thường có trên người sát thủ che giấu tốt hơn một chút, có khả năng ta không cảm nhận được rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thân là sát thủ, giống như y tiên. Không ngừng làm một chuyện trên người sẽ có khí tức độc hữu của nghề nghiệp đó, dược khí của y tiên, quỷ bí chi khí của sát thủ. Vậy sao, vậy ngươi có thể đi chết đi.
Giọng nói khàn khàn lại vang lên, đồng thời hắc mang nổ tung bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm, cơ thể Mạc Phàm như giấy dán bị hắc mang đâm thủng. Dầm, một tiếng, chỉ trong chớp mắt cơ thể Mạc Phàm bùng nổ ra, nhưng không để lại một giọt máu. Hửm, tiếng khiếp sợ vang lên, cách nơi Mạc Phàm bùng nổ không xa, một người mặc áo choàng màu đen và mặt nạ xuất hiện. Bóng đen này đánh giá bốn phía, trong mắt đều là bất ngờ. Rõ ràng bị giết vừa rồi không phải Mạc Phàm, nhưng ông ta thấy rõ Mạc Phàm rời khỏi đấu cung, nếu là bóng dáng hoặc phân thân của Mạc Phàm ông ta nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng rất rõ ràng, ông ta lạc mất Mạc Phàm rồi. Bóng đen không sốt ruột, trái lại nhắm hai mắt. Một lát sau, lúc này ông ta mới mở to mắt, sắc bén nở rộ trong đôi mắt ông ta, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ, bóng dáng Mạc Phàm xuất hiện trước mắt ông ta. Cách ngõ tắt nhỏ này không xa, Mạc Phàm nhíu mày, giống như phát hiện ra, cũng nhìn về phía bóng đen kia. Tu sĩ hợp đạo kỳ đúng là khó đối phó, vừa rồi hắn dùng hai loại bí thuật là thiên ẩn và thiên liệt, lúc này mới lừa gạt được bóng đen kia đi. Hai bí thuật này không đơn giản, là bí pháp mà thích khách mơ tưởng muốn có được, nghe nói ngay cả thiên đạo đều che giấu được. Nếu tu vi của hắn cao hơn chút nữa, đến nguyên anh kỳ, có lẽ sẽ lừa được tu sĩ hợp đạo này, kim đan đỉnh phong thì còn thiếu chút nữa. Hắn nhíu mày, chữ liệt, ở chỗ mày sáng lên liên tục, một đám bóng dáng tương tự hắn phân ly mà ra, có tổng cộng 33 cái, nhanh chóng lao về bốn phương tám hướng. Những bóng dáng này vừa rời đi không lâu, một chữ ẩn, lóe lên, bóng dáng biến mất hoàn toàn. Đồng thời bên trong ngõ nhỏ kia, bóng đen nhìn Mạc Phàm phân liệt ra thành vô số, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Tiểu tử, có chút bản lĩnh đó. Chẳng trách có thể khiến cố chủ của ta coi trọng như vậy, hóa ra là thế này, cho dù là bí pháp của thích khách, người cũng đừng mơ thoát khỏi tay ta. Nói xong ông ta không xem người nào là Mạc Phàm thật, đuổi theo một phương hướng Mạc Phàm biến mất. Không lâu sau, ngay trên một trà lâu, bóng đen đuổi tới một bóng dáng của Mạc Phàm. Mạc Phàm không có ý chạy trốn, ngồi bên cạnh bàn trà phẩm trà. Bóng đen giống như không sốt ruột, ngồi xuống đối diện Mạc Phàm. Bưng một ly trà lên uống. Tiểu tử, sao ngươi không chạy đi? Phân thân này dụ ngươi tới đây là đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, vậy ngươi biết vì sao ta đuổi tới đây không? Bóng đen đặt chén trà xuống, cười khẽ hỏi. Ngươi sao, ngươi đuổi theo một mình ta, đủ để giết hết phân thân của ta và chân thân rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đến cảnh giới hợp thể này, đã từ giả dối đến chân thật. Cũng là hư đạo tới chân đạo, tất cả đạo ở trước mặt bọn họ, cho dù là thật hay giả đều có thể được bọn họ sửa chữa hủy diệt. Hắn từng dùng thiên ẩn và thiên liệt của hắn một lần, lại sử dụng lần nữa không có lợi gì. Chỉ cần tên sát thủ này tìm được phân thân, là có thể hủy diệt được tất cả. Vậy ngươi còn không nhanh trốn đi, chuẩn bị từ bỏ à? Bóng đen nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Mạc Phàm biết rõ ông ta có thể giết, còn ngồi ở đây dùng trà. Từ bỏ, một khi ta quyết định chuyện gì, sẽ ít từ bỏ, nhất là bây giờ, ta nhất định phải tiến được vào thần nông tông, không ai có thể ngăn cản được ta, cho dù là sát thủ hợp kỳ cũng vô dụng, đi tìm ta kế tiếp đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, uống một hơi cạn sạch trà trong chén. Cảm ứng, tốc độ của hắn đều không thể so được với cao thủ hợp thể kỳ, muốn tới thiên cơ các trước khi bị tu sĩ hợp thể giết, chỉ có thể tự bạo cơ thể phân liệt ra nhờ thiên liệt, không có biện pháp khác. Như vậy có ảnh hưởng lớn tới bản thể của hắn, nhưng tránh bị tên sát thủ này giết toàn bộ, còn có thể kéo dài được nhiều thời gian nhất. Ngay sau đó, không đợi bóng đen ra tay, bùm, một tiếng, cơ thể hắn vỡ nát. Bóng đen nhíu mày, vội vàng chộp lấy Mạc Phàm. Cho dù chỉ tóm được một chút căn nguyên chi khí của Mạc Phàm, ông ta vẫn giết được Mạc Phàm, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một tay ông ta chộp tới, chỉ nắm được không khí, ngoại trừ thứ này ra không tóm được gì. Bóng đen nhíu mày, ông ta đã ra tay hai lần, vậy mà đều thất bại, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Ông ta nắm chặt tay, cơ thể nhanh chóng phân liệt ra số lượng còn nhiều hơn Mạc Phàm lúc trước, đuổi theo các phân thân khác của Mạc Phàm. Nhưng mỗi khi đuổi tới một phân thân của Mạc Phàm đều tự bạo, không cho ông ta cơ hội ra tay. Nhưng không lâu sau, 33 phân thân mà Mạc Phàm phân liệt ra chỉ còn lại một người. Tiểu tử. Thiên liệt thuật của ngươi phân liệt ra đã tới cực hạn rồi, xem ngươi tự bạo xong một phân thân cuối cùng này,
bản thể của ngươi còn có thể phân liệt ra nữa không? Bóng đen cười mỉa, bước từng bước về phía Mạc Phàm. Thiên liệt thuật không hạn chế số lần phân liệt, thương thế trên người chưa tới 1-2 tháng không thể chữa trị hoàn toàn. Bản thể của ta đã phân liệt tới cực hạn, nhưng không cần phải phân liệt nữa, trái lại là ngươi, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi Thanh Thành, nếu không ngươi sẽ chết ở Thanh Thành. Đúng rồi, ta nói với ngươi một chuyện, bây giờ bản thể của ta đang ở Thiên Cơ Các, muốn chết có thể tới đây, bảo. Trên một kiến trúc tương tự tế đàn, Mạc Phàm cười mỉa nói, cơ thể tự bảo tiếp. Thiên Cơ Các. Bóng đen hơi híp mắt, bóng dáng nhoáng lên một cái là tới cửa Thiên Cơ Các. Chỉ thấy khóe miệng Mạc Phàm có máu tươi chảy ra, tay cầm cửu tinh, đã tới đại môn của Thiên Cơ Các. Mạc Phàm nhìn thấy bóng đen này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cửu tinh chém về phía bóng đen kia, còn mình thì xoay người vào Thiên Cơ Các. Tự bạo 33 phân thân, cuối cùng hắn cũng tới Thiên Cơ Các. Bên ngoài tòa nhà, trong mắt bóng đen đầy sắc bén, giơ tay bóp mạnh kiếm quang của Mạc Phàm, nhưng không xông vào Thiên Cơ Các, ông ta phẫn nộ rời đi. Thiên Cơ Các, không phải nơi ông ta có thể xông vào, nhất là hiện giờ. Tầng 5 Thiên Cơ Các, Tử Yên thấy khóe miệng Mạc Phàm có máu đi tới, sắc mặt cô thay đổi, vội vàng đi tới. Ngô công tử, ngươi làm sao thế? Gặp thích khách. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Thích khách, người nào muốn giết Ngô công tử vậy? Tử Yên nhíu chặt mày, hỏi. Chuyện này thì Tử Yên cô nương không cần phải biết, nhưng yên tâm, dẫn ta đi lên, ta sẽ không có vấn đề gì luyện đan cho em họ cô. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn có thể chạy trốn tới Thiên Cơ Các trước mặt tu sĩ hợp thể kỳ, đã không có gì ngăn cản được hắn tiến vào Thần Nông Tông rồi. Hắn vào Thần Nông Tông, giúp thượng quan ngưng luyện đan chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Được, mời Mạc công tử. Tử Yên làm tư thế mời, dẫn Mạc Phàm đi lên trên. Vô Phong chân nhân là người có bối phận như trưởng môn của Thần Nông Tông, tất nhiên sẽ không ở tầng 5. Tử Yên dẫn Mạc Phàm đi thẳng lên tầng 9, lúc này mới dừng lại. Ở tầng 9, có một nam tử mặc thanh y bưng một chén trà đứng trước cửa sổ. Người đàn ông này không nhiều tuổi lắm, nhìn chỉ như gần 30, nhưng trong tóc dài màu đen xuất hiện một phần xương sắc, nhất là hai bên tóc mai, đã hoa râm. Trên gương mặt mày kiếm mắt sáng là ngũ quan tinh xảo tới hoàn mỹ, chỉ có thể thốt lên bằng hai chữ, đẹp trai. Nhưng hai mắt vô thần, lông mày luôn nhíu chặt, khiến ông ta luôn mang theo vài phần yêu thương và bất đắc dĩ. Nam tử này đúng là Vô Phong chân nhân tiếng tăm lừng lẫy ở Thần Nông Tông. Cách Vô Phong chân nhân không xa, một lão giả tóc bạc đang ngồi ở một bên tiếp khách. Áo trắng, tương đương với các chủ cửu cấp ở Thiên Cơ Các, đặc biệt là đại thừa hoặc tông chủ tông môn, gia chủ thế gia và các nhân vật cấp cao. Mạc Phàm và Tử Yên mới tới tầng 9, Vô Phong chân nhân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, lão giả tóc bạc thì nhìn bọn họ. Thiên liệt thuật, tiểu tử, kẻ nào đuổi giết ngươi, mà khiến ngươi phân liệt ra 33 phân thân. Lão giả tóc bạc kia liếc mắt đánh giá Mạc Phàm một cái, cau mày nói. Hợp đạo kỳ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Câu này vừa vang lên, cho dù là lão giả tóc bạc hay Tử Yên đều thay đổi sắc mặt. Tiểu tử, người rất có tiền đồ, nhưng trong một tháng này không được dùng linh khí, nếu không cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi. Nam tử áo trắng nhắc nhở. Một cảnh giới kim đan nho nhỏ, không nói đến chạy trốn khỏi tay cao thủ hợp đạo kỳ. Không bị cảnh giới hợp đạo giết đã không đơn giản. Người như vậy không chỉ đáng được Thiên Cơ Các bọn họ chú ý, càng đáng nhắc nhở một phen. Đa tạ nhắc nhở. Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, thản nhiên nói. Lão giả tóc bạc nhíu mày, trên mặt lộ chút không vui. Ông ta tốt bụng nhắc nhở Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm không có chút phản ứng. Tiểu tử, chẳng trách ngươi bị cảnh giới hợp đạo ám sát, chỉ dựa vào câu vừa rồi của ngươi. Có lẽ ngươi đã đắc tội một cao thủ rồi. Nếu ngươi biết ta tới đây làm gì, sẽ cảm thấy những lời ta vừa nói đã rất khách sáo rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Một các chủ của Thiên Cơ Các mà thôi, nhắc nhở y tiên bất tử hắn làm thế nào, chuyện này như bệnh nhân nói hoa đà nên chữa bệnh thế nào. Nếu hoa đà cung kính với người này, vậy thì kỳ lạ rồi. À, vậy sao? Lão giả tóc bạc rời mắt. Nhìn về phía Vô Phong chân nhân ở bên cạnh cửa sổ. Ông ta biết có người ủy thác Tử Yên tìm Vô Phong chân nhân, cụ thể làm gì ông ta không biết. Vương các chủ, Tử Yên cô nương, mong hai người tránh đi một lúc.
Vô Phong chân nhân bình tĩnh nói. Được, nếu Vô Phong chân nhân có chuyện gì có thể nói cho ta biết. Lão giả tóc bạc chậm rãi đứng dậy, rời khỏi tầng 9 với Tử Yên, còn phong tầng 9 thiên cơ các cho bọn họ. Hai người rời đi, Vô Phong chân nhân lấy một chiếc đĩa ngọc ra, ném lên không trung. Đĩa ngọc hóa thành quang mang màu lục, giống như một tầng nước gợn bao trùm toàn bộ tầng 9. Làm xong chuyện này, lúc này Vô Phong chân nhân mới xoay người nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, giải trừ dịch dung thuật của ngươi đi. Mạc Phàm cười nhạt, âm thanh, đùng đùng, vang lên trong cơ thể hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Nói cho ta biết, sư phụ của ngươi là ai, Diễn Thiên Thần Quyết, phương pháp tu luyện bách thảo vạn vật lô trên người ngươi từ đâu tới, rõ ràng trên người ngươi có công pháp cao thâm nhất của thần nông tông chúng tôi, ngươi lại vào thần nông tông chúng tôi làm gì? Trong mắt Vô Phong chân nhân lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, hắn đã cố gắng che giấu khí thức hai loại công pháp này, hơn nữa từ khi tới Thanh Thành đã không sử dụng hai công pháp này, không ngờ Vô Phong sư thúc nhạy bén như vậy, mới tiếp xúc chưa tới một phút, đã cảm nhận được khí thức của Diễn Thiên Thần Quyết và hư không chi lô trên người hắn. Ý niệm của hắn vừa động, cung trang màu trắng trước ngực thêu chữ Y xuất hiện trên người hắn. Bất tử bái kiến Vô Phong sư thúc. Mạc Phàm cúi đầu với Vô Phong, cung kính nói. Nếu bị Vô Phong sư thúc nhìn thấu, không cần phải che giấu nữa. Bất tử. Vô Phong nhíu mày, đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ tu luyện công pháp cao nhất của thần nông tông, áo trên người cũng thuộc về đệ tử có chữ lót là bất. Trên người mỗi đệ tử chỉ có một kiện pháp y này, do pháp lực ngưng tụ, phía trên có rất nhiều thứ tương tự tiền tệ phòng giả, muốn làm giả cũng không được. Gần đây ta ở thần nông tông không lâu, nhưng theo ta biết sư huynh không nhận thêm đồ đệ nào, còn ban thưởng tên bất tử. Hiện giờ không có, không có nghĩa sau này không có, giống như hiện giờ sư thúc không thể chữa được cho vợ, nhưng 400 năm sau có thể, nếu con xuất hiện trước, cùng lắm là 4 năm, vợ của sư thúc sẽ tỉnh lại. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đã đến bước này, hắn chỉ có thể làm vậy. Nếu không thể khiến Vô Phong sư thúc tin. Gặp sư phụ hắn sớm hay muộn cũng phải giải thích. Cái gì, người nói ngươi là đồ đệ sau này của Vô Cực sư huynh ta sao? Vô Phong nhíu mày, hỏi. Hư không chi lô và bách thảo vạn vật lô của Mạc Phàm, ngay cả ông ta cũng không có tư cách truyền thụ bách thảo vạn vật lô cho đệ tử của mình, chỉ có sư huynh Vô Cực của ông ta mới làm được. Cho nên Mạc Phàm chỉ có thể là đệ tử của sư huynh. Ngoài ra chuyện Mạc Phàm nói, không phải không có. Có một số tu sĩ bỗng nhiên tỉnh lại qua một đêm, thấy được kiếp trước, kiếp này của mình, sau đó tìm tới. Quả thật Mạc Phàm phù hợp với những điều kiện này, đệ tử từ hạ giới tới, đã có công pháp cao nhất của thần nông tông, thậm chí là y thuật. Đúng vậy, con chỉ nói những chuyện này, Vô Phong sư thúc muốn phế tu vi của con, dẫn con tới thần nông tông, hay là muốn khổ sở 400 năm, tự người chọn đi. Mạc Phàm giang hai tay ra, nhìn Vô Phong sư thúc. Dáng vẻ mặc người ta xử trí. Hắn tìm Vô Phong sư thúc tới, là vì có thể tiến vào thần nông tông. Nhưng nếu Vô Phong sư thúc đến đây, thuận tiện bảo ông Phong Diễn Thiên Thần Quyết và bách thảo vạn vật lô lại thì hơn. Tạo nghệ ở Diễn Thiên Thần Quyết của Vô Phong sư thúc còn cao hơn sư phụ hắn, nếu Vô Phong sư thúc có thể phong lại giúp hắn, lúc tiến vào thần nông tông cho dù là sư phụ hắn cũng không thể phát hiện. Không cần hắn lại giải thích với người khác, hắn có thể trở thành y tiên bất tử của thần nông tông như đời trước. Với tu vi hiện giờ của con trở thành người đứng đầu hải tuyển không có vấn đề, nhưng con muốn giấu giếm sư phụ con, chuyện này không ổn đâu. Vô Phong nhíu mày, hỏi. Con đã đứng đầu hải tuyển, chẳng qua con có chút xô sát với Mạnh gia, muốn tiến vào thần nông tông không dễ như vậy, còn giấu giếm, con cũng không có ý giấu sư phụ con chỉ muốn tiến vào thần nông tông như đời trước. Không muốn dính quá nhiều thị phi mà thôi. Mạc Phàm giải thích, hắn đã tiến vào thần nông tông trước, thay đổi càng nhiều, chuyện xấu cũng càng nhiều, ít thay đổi một chút mới tốt. Mạnh bất đồng, e rằng chẳng phải xô sát đơn giản như vậy, người vừa đuổi giết con đến thiên cơ các, chắc chắn là người Mạnh gia phái tới đúng không? Vô Phong nhíu mày, con hạ sinh tử phù luân hồi trên người một đệ tử của bọn họ, còn giết mấy người tham gia hải tuyển của Mạnh gia. Còn giải trừ chủ tớ với hai thanh mệnh kiếm, đặt trên không phủ đệ Mạnh gia, đại khái là những chuyện này. Mạc Phàm nói chi tiết. Chỉ những chuyện này sao, con đã thấy được tương lai, không phải có gì ngăn cách với Mạnh bất đồng đấy chứ. Vô Phong truy hỏi.
Mạc Phàm thân là sư đệ của Mạnh Bất Đồng, biết rõ đó là gia tộc của sư huynh mình, cho dù không thể nói rõ thân phận, cũng có thể tránh xung đột với Mạnh gia, Mạc Phàm lại ra tay không nhẹ. Vô Phong sư thúc, nếu người gặp được sư đệ có tư cách tranh đoạt chức trưởng môn với người, người cảm thấy người sẽ đối xử với sư đệ này thế nào? Mạc Phàm không trả lời, trái lại truy hỏi. Chuyện này, Vô Phong cười chua xót, lắc đầu, không nói gì nữa. Mạnh Bất Đồng là người quản lý phía nam của Thần Nông Tông, phẩm hạnh thế nào ông biết rõ. Nếu Mạc Phàm uy hiếp đến địa vị của Mạnh Bất Đồng, chắc chắn Mạnh Bất Đồng sẽ không để Mạc Phàm dễ chịu ở Thần Nông Tông. Ta có thể che giấu công pháp Thần Nông Tông của con, cũng có thể giúp con tiến vào Thần Nông Tông, còn khiến con thành đệ tử của Vọng Cực sư huynh, nhưng ta khuyên con đừng lấy thân phận đứng đầu hải tuyển Thần Nông Tông tiến vào. Vô Phong khuyên. Vì sao ạ? Có lẽ con chưa biết, sở dĩ Thần Nông Tông chiêu mộ chiến tu tham gia hải tuyển lần này là thay mặt Thần Nông Tông chúng ta tham gia đại bỉ trăm năm, trên cơ bản mọi người đều từ bỏ vị trí thứ nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thứ nhất đại bỉ lần này sẽ là của Ngạo Nhật Sơn Tông, nếu con lấy thân phận hạng nhất tiến vào Thần Nông Tông, tất nhiên sẽ tham gia đại bỉ, đến lúc đó gặp phải người dự thi của tông môn khác, khả năng bị giết là rất cao. Vô Phong nói, lần trước đệ tử Thần Nông Tông bọn họ lấy được thứ nhất, dẫn đến quy tắc lần này được sửa lại, rất nhiều tông môn đều nhằm vào Thần Nông Tông bọn họ. Dự thi là đệ tử khác của Thần Nông Tông thì không sao. Bởi vì là đệ tử của Thần Nông Tông, những tông môn khác không dám làm gì, nhưng đệ tử chọn thông qua hải tuyển, những người khác sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, khả năng ra tay giết rất cao. Dù sao mới tiến vào Thần Nông Tông, không có thế lực và mạng lưới nào liên quan, cho dù là đệ tử của trưởng môn cũng bị giết. Con tiến vào Thần Nông Tông sớm như vậy, là hướng về phía đại bỉ lần này, nói một cách chính xác, con tới vì thiên tài Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói thẳng. Nếu Long Ngạo Thiên không mang Tiểu Tuyết đi, có lẽ hắn sẽ quay về địa cầu giải độc cho Tiểu Vũ, đợi lúc Thần Nông Tông nhận đệ tử lại quay về Thần Nông Tông, Long Ngạo Thiên. Con đúng là có không ít kẻ thù. Vô Phong nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Lúc Vô Phong sư thúc bằng tuổi con, cũng có không ít kẻ thù, ví dụ như ma chủ. Mạc Phàm cười nhạt, nói với vẻ khinh thường. Lúc Vô Phong sư thúc còn trẻ cho dù là thiên phú hay tướng mạo, đều ít người xứng đôi. Chính vì vậy, kẻ thù của ông không ít hơn hắn, ma chủ là người nổi tiếng nhất trong đó, nhưng tuyệt đối không phải người mạnh nhất. Ta có thể giúp con lấy thân phận đứng đầu tiến vào Thần Nông Tông, cũng có thể giải quyết chuyện sát thủ giúp con, nhưng con hãy suy nghĩ kỹ, nếu con biết chuyện của ta, cũng chắc chắn thấy được hiện trạng của ta, cho nên tự giải quyết cho tốt. Vô Phong nói xong khẽ búng ngón tay. Búng về phía Mạc Phàm. Một đám thanh quang bay về phía Mạc Phàm, đảo mắt đã nhập vào trong cơ thể hắn, một vùng thanh quang nở rộ toàn thân Mạc Phàm, lập tức ẩn vào bên trong cơ thể. Công pháp Thần Nông Tông của con dùng được, ngoại trừ ta và Vọng Cực sư huynh thì không ai có thể phát hiện con dùng công pháp của Thần Nông Tông, hơn nữa ta sẽ để ám hiệu cho Vọng Cực sư huynh ta, đợi con gặp sư phụ con, tự con giải thích với sư phụ mình. Vô Phong lạnh nhạt nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, không thể sử dụng diễn thiên thần quyết sẽ khiến thực lực của hắn bị hạn chế rất nhiều. Có Vô Phong sư thúc che giấu giúp hắn, hắn có thể không cần e sợ nhiều như vậy. Hắn lấy một ngọc giản và một thông tấn phù ra, đưa cho Vô Phong sư thúc. Đây là phương pháp chữa trị cho sư cô, cần hai người cùng làm mới được, thật giả sư thúc nhìn sẽ biết, con còn rất nhiều công việc cần hoàn thành, không có thời gian chữa bệnh giúp sư thúc có thể tìm y tiên giúp đỡ. Yêu cầu cụ thể đều ở bên trong, nếu sư thúc có vấn đề gì, có thể hỏi con qua thông tấn phù. Năm đó lúc hắn chữa trị cho sư cô, mất khoảng hơn một năm, trong một năm này hắn và Vô Phong sư thúc không rời khỏi Vô Cực cung một khắc. Nếu không phải hắn còn nhiều việc cần hoàn thành, hắn nhất định sẽ tự mình cứu sư cô. Dù sao phương pháp này là hắn định ra, hắn ra tay sẽ có hiệu quả tốt hơn bất cứ người nào. Vô Phong nhận ngọc giản và thông tấn phù. Không xem liền bỏ vào trong nhẫn chữ vật, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm, con quyết tâm muốn lấy thứ nhất, sau đó đối phó Long Ngạo Thiên ở đại bỉ sao? Trái lại ông ra mặt cũng không sao cả, Mạnh Bất Đồng không dám làm gì ông. Nhưng nếu Mạc Phàm làm vậy, không chỉ đứng đối diện Mạnh Bất Đồng, còn có khả năng trở thành cái đinh trong mắt Ngạo Nhật Sơn Tông. Muốn cùng đối phó hai thế lực này, cũng không đơn giản như vậy, cho dù sau này Mạc Phàm có thành tựu. Cũng không đơn giản như vậy.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Vô Phong sư thúc, mấy năm nay sư thúc cõng sư cô đi khắp nơi có từng do dự không? Không có. Vô Phong lắc đầu. Con vì người trong lòng, sẽ không có bất luận do dự gì, cho dù đứng đối diện con là thập đế cũng như vậy. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không dễ dàng gì mới làm lại được, kiếp trước mất đi kiếp này hắn sẽ nắm chặt lấy. Được, nếu là như vậy, hy vọng vận khí của con tốt hơn ta, đi thôi, ta sẽ đi theo sau con. Vô Phong thấy Mạc Phàm kiên quyết như vậy, không nói gì nữa, rời khỏi Thiên Cơ Các. Mạc Phàm thấy Vô Phong sư thúc xuống lầu, hơi thở phào nhẹ nhõm, cho dù có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng thuyết phục được Vô Phong sư thúc, hiện giờ có thể thu hồi lại từng chút một rồi. Vô Phong nheo mắt, lạnh nhạt đánh giá Mạc Phàm. Ngươi nói thật sao? Nếu Vô Phong sư thúc không tin, có thể gieo cấm chế lên người con, cũng có thể siêu hồn, nhưng mệnh của con không đo lường được, không biết sư thúc siêu hồn con có vấn đề gì không? Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng. Hắn không điều tra rõ vì sao hắn lại trọng sinh, cho dù Vô Phong sư thúc muốn tiến hành siêu hồn hắn, có khả năng chạm vào một số thứ không thể xem, bị những cấm chế này thương tổn đến. Dù sao trọng sinh luân hồi, đã vượt qua phạm chủ có khả năng đề cập tới. Cấm chế thì không cần, siêu hồn cũng không cần, ngươi nói ngươi là đồ đệ của Vọng Cực sư huynh ta, vậy ngươi còn nhớ lúc Vọng Cực sư huynh ta nhận ngươi nhập môn, truyền cho ngươi kinh môn nhập môn không? Vô Phong nghĩ một lát nói. Lúc đám đệ tử thần nông tông bọn họ nhập môn, ngoại trừ được ban tên, áo cà sa ra, còn có một câu kinh môn độc nhất vô nhị. Kinh ngôn này là dựa vào ngày sinh tháng đẻ của đệ tử này, thời gian nhập môn và một số nhân tố, thông qua diễn thiên thần quyết tính ra một câu, những lời chỉ có mỗi người đệ tử và sư phụ của người đó biết. Nhưng đến tình trạng này của ông ta, chỉ cần Mạc Phàm nói câu kinh ngôn này ra, ông có thể đoán được là thật hay giả. Vọng ngôn sinh giữ tử, Mạc bất giữ trần quy. Mạc Phàm nheo mắt nói. Ý niệm của Vô Phong vừa động, kinh văn nhanh chóng lưu chuyển trong mắt, bắt đầu tính toán. Một lát sau, lúc này kinh văn trong mắt ông mới biến mất. Mạc Phàm nói kinh ngôn này xong trải qua tính toán của ông ta, quả thật 10 năm sau sư huynh hắn nhận một đồ đệ rất ôn hòa. Con không chỉ biết chuyện này, con còn biết kinh chữ của sư phụ con và sư thúc là gì. Sau đó Mạc Phàm lại hắn. Kinh ngôn của hắn, là vì tu vi diễn thiên thần quyết còn chưa đủ cao, cho nên chỉ có 10 chữ. Cao thủ giống Vọng Cực đạo nhân sư phụ hắn và Vô Phong sư thúc. Kinh ngôn diễn thiên thần quyết sẽ càng ngày càng ngắn, cuối cùng chỉ còn một chữ. Chữ này cho dù là người thân tín, bình thường đều không nói, tránh để người ta suy đoán ra đạo của bọn họ, rồi đối phó bọn họ. Nhưng hắn biết kinh chữ của sư phụ hắn và sư thúc, sư phụ hắn là một chữ, huyền. Vậy mà ngươi biết kinh chữ của ta? Trên gương mặt thế sự xoay vần của Vô Phong, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì hơn 400 năm sau, vợ của sư thúc là do y tiên bất tử con cứu tỉnh. Mạc Phàm cười nhạt, viết chữ chấn, bằng phồn thể trong không trung. Sau khi hắn chữa khỏi cho vợ Vô Phong sư thúc, Vô Phong sư thúc cho hắn một nhánh bản nguyên, để hắn dùng phòng thân, bản nguyên kia là kinh chữ của Vô Phong sư thúc. Vẻ mặt Vô Phong sư thúc ngây ngốc, đôi mắt đảo liên tục. Đến cảnh giới này của ông ta, đã ít có chuyện có thể đả động được ông ta, nhưng tiểu tử Mạc Phàm lại khiến ông khiếp sợ liên tục. Kinh chữ của ông chỉ có vợ và Vọng Cực sư huynh biết, không có người thứ tư, vậy mà tiểu tử Kim Đan kỳ trước mặt cũng biết, chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của ông ta. Ngoài áy náy ra, còn khiến ông nhìn thấy chút hy vọng. Mạc Phàm, con thật sự có thể chữa khỏi cho vợ ta sao? Nếu con không chữa được cho vợ sư thúc cảm thấy con sẽ bảo Tử Yên cô nương mời sư thúc tới, mà không phải bảo cô ấy cầm kinh chữ của sư phụ con đi tìm sư phụ con sao? Mạc Phàm cười khẽ, không đáp hỏi ngược lại. Nhưng con không thể lập tức khiến vợ sư thúc tỉnh lại được, sư thúc làm theo phương pháp con nói, nhanh thì 1 năm, chậm thì 4 năm, vợ sư thúc sẽ tỉnh lại. Mạc Phàm lại nói tiếp. Nguyên nhân con tới tìm ta, cũng suy xét tới việc sư phụ con không ở thần nông tông đúng không? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Sư phụ hắn du lịch ở các nơi nguy hiểm quanh năm, ở thần nông tông không lâu. Nếu hắn bảo Tử Yên đi tìm sư phụ hắn, khả năng không gặp được rất cao. Vậy sao con chắc chắn ta ở đó? Con không chắc chắn, chỉ là đại bỉ tông môn do sư thúc dẫn đội, con đoán trong 1 năm này sư thúc sẽ ở thần nông tông. Mạc Phàm nói,
ta mới nhận được truyền âm của sư phụ con, vừa trở về Thần Nông Tông không lâu. Vô Phong thản nhiên nói. Ông ta mới trở về Thần Nông Tông, đệ tử của ông lấy ba ngọc giản do Tử Yên để lại ra. Ông không quá để ở trong lòng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nội dung trên ngọc giản đã đả động ông ta. Ông ta không quan tâm quy củ của Thần Nông Tông, phóng toàn bộ thần thức lúc này mới tìm được Tử Yên rời đi, sau đó vội vàng đi cùng Tử Yên tới Thiên Cơ Các. Vậy thì chẳng trách, Mạc Phàm hiểu ra. Không thể không nói vận khí của hắn rất tốt, đúng lúc Vô Phong sư thúc trở về, hơn nữa Tử Yên còn chưa rời khỏi Thần Nông Tông hoàn toàn. Nếu không phải như vậy, hắn chỉ có thể sử dụng cửu tuyệt huyết chú uy hiếp sư huynh Mạnh Bất Đồng. Ta tin con là đồ đệ của sư huynh ta, cũng tin con có thể cứu vợ ta, không cần 4 năm, trong 10 năm khiến vợ ta tỉnh lại là được, nhưng con muốn ta giúp chuyện gì? Vẻ mặt Vô Phong nghiêm trọng nói. Áo cà sa, kinh ngôn của Mạc Phàm đều không có bất luận vấn đề gì, còn biết kinh chữ của ông và sư huynh ông, đủ để chứng minh Mạc Phàm không nói dối, chắc chắn Mạc Phàm là đồ đệ sau này của sư huynh ông, còn là đồ đệ rất được coi trọng. Trong ba ngọc giản Mạc Phàm cho ông, một cái là phân tích bệnh của vợ ông, còn rõ ràng và toàn diện hơn ông biết hiện giờ, không ít điểm khiến ông cảm thấy mới mẻ, thậm chí hiểu biết thêm về thất sinh thất thế chủ. Một cái khác là phương pháp xử lý đơn giản, phòng ngừa nguyền rủa biến xấu, thứ này đã giải quyết chuyện đau đầu nhất của ông cho tới nay. Bởi vì theo thời gian kéo dài vợ ông chúng chú, hiệu quả chữa trị của ông chậm hơn nhiều tốc độ biến xấu của thất sinh thất thế chú. Rõ ràng ông tìm được một phương pháp có tác dụng, đợi lúc ông ra tay chữa trị, nguyền rủa đã xâm nhập phương pháp này không có tác dụng, hoặc hiệu quả rất nhỏ. Phương pháp Mạc Phàm cho ông, vừa vặn giải quyết vấn đề này, trước khi ông tới đã ổn định thất sinh thất thế chú trên người vợ ông, ít nhất sẽ không chuyển biến xấu. Cái còn lại là phương pháp chữa trị, phương pháp này sẽ khiến vợ ông tỉnh lại một thời gian, ông còn chưa sử dụng phương pháp này đã chạy tới. Nhưng cùng là y tiên, ông có cảm giác chắc chắn phương pháp này có tác dụng. Theo nội dung trong ba ngọc giản được mở ra, chuyện Mạc Phàm cứu được vợ ông là thật. Kế tiếp, ông phải biết mục đích Mạc Phàm tới tìm ông làm gì. Cho dù Mạc Phàm có thể cứu vợ ông, nếu vào Thần Nông Tông để gây rối, ông chỉ có thể loại Mạc Phàm. Bởi vì Mạc Phàm biết quá nhiều, thậm chí khiến ông cảm nhận được hương vị nguy hiểm. Con muốn tiến vào Thần Nông Tông, còn lấy thân phận đứng đầu hải tuyển tiến vào Thần Nông Tông, nếu có thể, con hy vọng sư thúc có thể phong công pháp Thần Nông Tông trên người con. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Bên ngoài Thiên Cơ Các, Mạc Phàm cất thanh kiếm Lý Thu Minh dưỡng 20 năm đi, hào quang màu bạc và hồng liên ở trong mắt đều biến mất hết, lập tức đi ra ngoài. Hắn còn chưa đi xa, cái bóng đen kia xuất hiện sau lưng hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiểu tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, vậy mà còn dám ra đây, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ông ta vốn định rời đi, đến bên ngoài đấu cung để thủ. Tôi tớ của Mạc Phàm còn ở đấu cung, Mạc Phàm chắc chắn sẽ về đấu cung. Không ngờ Mạc Phàm mới tiến vào Thiên Cơ Các không lâu, đã ra ngoài rồi. Mạc Phàm xoay người lại, liếc mắt nhìn bóng đen này một cái. Chẳng trách sát thủ của quỷ ảnh môn phải hơn một đại cấp bậc mới dám nhận nhiệm vụ, người có biết thân là một sát thủ, người phạm phải bao nhiêu sai lầm không? Phần lớn sát thủ là nhất kích không trúng, rút lui ngàn dặm. Bóng đen này thất bại liên tục nhiều lần như vậy, vậy mà vẫn còn ở ngoài Thiên Cơ Các thủ. Phạm sai lầm, đối phó tiểu tử như ngươi, phạm nhiều lỗi cũng có vấn đề gì, trái lại là ngươi, đi chết đi, ta sẽ trả lại ngươi một kiếm vừa rồi. Bóng đen cười khinh thường, đạo kiếm khí bị ông ta bóp nát lúc trước xuất hiện trong tay ông ta, chẳng qua mạnh hơn lúc Mạc Phàm chém ra gấp bội lần. Ông ta khẽ quét, kiếm khí lập tức bay về phía Mạc Phàm, đến chỗ nào khe hở như mạng nhện sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không có ý né tránh. Ta nhớ rõ từng nói với ngươi rồi, tốt nhất là ngươi nên rời khỏi Thanh Thành, nếu không sẽ là ngày chết của ngươi, hiện giờ ta nói cho ngươi biết vì sao lại nói như vậy. Hắn mới nói xong, một bàn tay xuất hiện trước đạo kiếm khí kia, tay này khẽ nắm chặt. Răng rắc, đạo kiếm khí có thể chém vỡ không khí bị bóp nát. Bóng đen nhìn nam tử mặc thanh y đứng bên cạnh Mạc Phàm, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Nam tử này nhìn không nhiều tuổi, nhưng ông ta nhìn không thấu tu vi. Ngươi là ai? Có thể đỡ được một kiếm của ông ta, còn khiến ông ta nhìn không thấu tu vi,
chắc chắn thực lực sẽ trên ông ta. Phân đà của quỷ ảnh môn ở Thanh Thành chỗ nào? Mặt Vô Phong không chút thay đổi, lạnh giọng hỏi. Tiền bối tha mạng, phân đà của chúng tôi ở đây, ở bên trong không tịch tự. Cơ thể bóng đen run rẩy nói. Không tịch tự. Vô Phong nhìn thoáng qua phía không tịch tự, bóng dáng nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Khi xuất hiện lần nữa, ông đã đến phía trước một ngôi chùa cách xa mấy vạn mét. Trong chớp mắt bóng dáng ông cao hơn, cao khoảng chừng hơn trăm thước. Quỷ ảnh môn cút ra khỏi Thanh Thành, nếu không, Chu. Giọng nói không to, nhưng khiến người ở xung quanh tự miếu đều nghe thấy được. Kẻ nào, dám làm càn trước quỷ ảnh môn chúng ta như vậy, muốn. Trước cửa không tịch tự, hai người đeo mặt nạ tức giận nói. Chữ chết, còn chưa nói ra khỏi miệng, Vô Phong liếc mắt nhìn hai người một cái, hai người lập tức bay về phía sau như diều đứt dây, biến mất ở chân trời. Thôi, có lẽ hủy nơi này càng tốt hơn, Khô Tịch đại thủ ấn. Vô Phong lắc đầu, vươn một tay ra. Ông vươn tay ra, một đại thủ kình thiên xuất hiện trên không không tịch tự. Ông đè tay xuống, đại thủ ấn cũng hạ xuống theo. Rầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, trong chớp mắt vừa rồi không tịch tự còn hoàn hảo lập tức biến thành đống hoang tàn, mọi người ở bên trong không bị thương thì chết. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn Vô Phong, cả đám không do dự nhau nhau rời đi. Đồng thời trước cửa thiên cơ các, bóng đen kia thấy Vô Phong rời đi, trong mắt lại lóe lên sát ý. Vô Phong hỏi vị trí của quỷ ảnh môn, chắc chắn là tới không tịch tự rồi. Cơ hội này, đủ để giết chết Mạc Phàm sau đó rời khỏi Thanh Thành. Ông ta nhoáng lên một cái là đến bên cạnh Mạc Phàm, muốn vươn một tay về phía đầu Mạc Phàm. Lúc tay ông ta sắp đánh vỡ Mạc Phàm, giọng Vô Phong lại vang lên. Một tu sĩ hợp đạo kỳ, vậy mà đuổi giết một tu sĩ kim đan, mạng của ngươi không đáng là gì. Vô Phong bắt lấy bóng đen kia, một vòng xoáy xuất hiện trong tay ông. Không, không, tiền bối tha mạng, ta chỉ là... Bóng đen nhìn thấy Vô Phong, mắt mở to, trong mắt đều là hoảng sợ. Đi chết đi. Mặt Vô Phong không chút thay đổi, ý niệm của ông vừa động, vòng xoáy ở trong lòng bàn tay chuyển động. Một tu sĩ hợp đạo kỳ không có chút phản kháng, biến mất ở trong vòng xoáy. Ta đã diệt trừ người này giúp con, quỷ ảnh môn không dám làm nhiệm vụ ở Thanh Thành nữa, ta phải đi nghiên cứu phương pháp của con, ngày mai lúc kết thúc hải tuyển, ta sẽ xuất hiện đúng giờ. Vô Phong lạnh nhạt nói. Đa tạ sư thúc, vậy con cáo từ trước. Hai tay Mạc Phàm ôm quyền, nói. Quỷ ảnh môn được giải quyết hết, hắn chỉ cần đợi thời khắc cuối cùng là được, không cần thiết phải đi theo Vô Phong sư thúc. Ở phủ đệ Mạnh gia, Mạnh Sơn Hà nhìn tu sĩ ở bên ngoài phủ đệ, lông mày nhíu chặt lại. Tu sĩ ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, đã có mười mấy gia đình của Mạnh gia chết do tu sĩ xâm nhập, nhưng không tìm được hai thanh mệnh kiếm. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì phủ đệ của Mạnh gia bọn họ cũng bị đạp phá. Quỷ ảnh, tên tiểu tử kia với đám vọng cơ ngươi xử lý thế nào rồi? Mạnh Sơn Hà trầm giọng nói. Giọng nói mới vang lên, bóng đen quỳ một gối xuất hiện trước người Mạnh Sơn Hà. Hình như bên cạnh vọng cơ và Lã Hồng Nhu có cao thủ bảo hộ, vẫn không thành công, hơn nữa hai cao thủ này là Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa. Sắc mặt quỷ ảnh khó coi nói. Hai bọn họ, hai người kia muốn đối nghịch với Mạnh gia chúng ta sao? Mạnh Sơn Hà nhớn mày, ánh sáng lạnh ở trong mắt lại thịnh hơn nhiều. Ta không biết chuyện này, nhưng hai người kia đều tới đấu cung tìm Mạc Phàm, chỉ sợ là đạt thành hiệp nghị gì đó với Mạc Phàm. Quỷ ảnh suy đoán. Mạnh Sơn Hà nắm chặt tay, một tiểu tử từ hạ giới tới đối nghịch với Mạnh gia bọn họ, vậy mà Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa cũng chen chân vào, đúng là không biết sống chết. Tên tiểu tử Mạc Phàm kia, hẳn là sát thủ hợp đạo kỳ đã tới rồi. Mạnh Sơn Hà hỏi tiếp. Mấy ngày nay ông ta luôn bận tìm mệnh kiếm, không chú ý tin tức về Mạc Phàm. Tên sát thủ kia đã đến, mà trước đó không lâu Mạc Phàm đã ra khỏi đấu cung, sát thủ hợp đạo kỳ kia đã đuổi theo, chỉ sợ không lâu sau sẽ có tin tức tốt truyền tới. Rất tốt, ngươi lập tức liên lạc với quỷ ảnh môn, ta phải biết tin tức mới nhất. Lúc này lông mày Mạnh Sơn Hà mới hơi giãn ra, nói. Vọng cơ, Lão Hồng Nhu cũng được, Trúc Vũ và Lương Nguyệt Hoa cũng được, những người này đều không quan trọng. Chỉ cần Mạc Phàm chết, ông ta hoàn toàn có thể thu thập từng người. Dạ.
Quỷ ảnh lấy một thông tấn phù dùng để liên lạc với quỷ ảnh môn ra, đánh một đạo thần thức vào trong. Chỉ trong phút chốc, thông tấn phù phát sáng. Quỷ ảnh nhìn tin tức, sắc mặt lập tức tái mét. Làm sao vậy? Mạnh Sơn Hà phát hiện dị dạng của quỷ ảnh, nhíu mày hỏi. Quỷ ảnh môn chọc giận cao thủ không biết, bị cao thủ diệt môn, hiện giờ mọi người đã rời khỏi Thanh Thành. Quỷ ảnh môn ấp úng nói. Lấy đạo của người trả lại cho người, lấy cách của người trị lại người. Gần nghĩa với gậy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng. Cái gì? Quỷ ảnh môn bị diệt môn, rút khỏi Thanh Thành. Vẻ mặt Mạnh Sơn Hà sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp. Quỷ ảnh môn gặp phải cao thủ bị diệt môn, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Không phải là cao thủ Mạc Phàm mời tới đó chứ? Hẳn là không phải, nghe nói rất có khả năng cao thủ này là cao thủ đại thừa, tên tiểu tử kia từ hạ giới tới, không thể tiếp xúc với người cấp bậc này được. Quỷ ảnh suy đoán, cao thủ đại thừa, chính là nhân vật đứng trên đỉnh cao ở tu chân giới, nếu Mạc Phàm có chỗ dựa như vậy, đã sớm xuất hiện, sẽ không đợi tới bây giờ. Vận khí của tiểu tử này đúng là tốt. Mạnh Sơn Hà nắm chặt tay, tức giận nói. Hợp đạo kỳ đã sắp giết được, chỉ cần đợi không lâu, Mạc Phàm sẽ thành người chết, nhưng đúng lúc này quỷ ảnh môn lại xảy ra chuyện. Chủ nhân, làm sao bây giờ, có cần ta đi giết tiểu tử này không? Quỷ ảnh hỏi. Ngày mai sẽ kết thúc hải tuyển, nếu không giết được Mạc Phàm, thì không còn cơ hội nữa. Tuy ông ta không phải tu sĩ hợp đạo, nhưng có tu vi hóa thần, nếu không phải ở Thanh Thành cấm động võ, thừa sức giết được Mạc Phàm, cho dù có lệnh cấm võ. Cũng không có nhiều vấn đề, ít nhất hơi mạo hiểm mà thôi. Không cần, để tiểu tử này sống đi, không phải vận khí của cậu ta rất tốt sao, ta muốn xem vận khí của cậu ta tốt tới mức nào. Mạnh Sơn Hà nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Dùng người Mạnh gia bọn họ ra tay với Mạc Phàm quá mạo hiểm, nhất là bị người của quân đình bắt được, truy cứu tới Mạnh gia bọn họ thì không hay lắm. Vì một tiểu tử sớm muộn gì cũng phải chết, không đáng như vậy. Chủ nhân nói sứ giả mới được phái tới sao? Quỷ ảnh hỏi. Không sai. Mạnh Sơn Hà gật đầu. Nếu không giết được Mạc Phàm, vậy thì không giết. Sứ giả mà Mạnh gia bọn họ phái tới đã đến, khiến Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông là chuyện một câu, không cho Mạc Phàm tiến vào cũng chỉ một câu, không ai dám nghi ngờ. So với giết Mạc Phàm, bây giờ ông ta càng muốn khiến Mạc Phàm cho rằng mình sắp đi vào Thần Nông Tông, sau đó lại bị loại. Như vậy mới giảm bớt lửa giận trong lòng ông ta. Ngươi nhanh đi tìm mệnh kiếm kia đi. Mạnh Sơn Hà lạnh nhạt nói. Đối phó Mạc Phàm đã không cần bọn họ, chỉ cần đợi ngày mai xem kịch vui là được. Việc cấp bách hiện giờ, bọn họ cần tìm mệnh kiếm trước. Mệnh kiếm luôn trốn trong phủ đệ Mạnh gia, sẽ là tai họa. Có cần để người Mạnh gia chúng ta rút khỏi hai phủ đệ này, đợi tìm được mệnh kiếm mới trở về không? Quỷ ảnh nghĩ một lát. Hỏi. Bọn họ tìm mệnh kiếm mấy ngày, rõ ràng là đã cảm nhận được khí tức của mệnh kiếm, nhưng mệnh kiếm giống như tinh linh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mạnh phủ không rộng lắm, bọn họ tìm nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn không lấy được mệnh kiếm. Hiện giờ càng có nhiều người tìm mệnh kiếm, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng không khống chế nổi, không bằng để người khác rời đi trước. Mạnh Sơn Hà nhíu mày, lạnh lùng liếc quỷ ảnh một cái. Bảo người Mạnh gia rời đi, người đã quên đây là nơi nào à? Đây là phía Nam, nơi Mạnh gia chúng ta quản lý. Sắc mặt quỷ ảnh thay đổi, nói. Ở đây, chúng ta cần sợ những người khác sao? Mạnh Sơn Hà hỏi. Để những người khác của Mạnh gia rời đi, tuy có thể giảm bớt được thương vong, nhưng Mạnh gia bọn họ sẽ mất mặt. Sở dĩ không thể tìm được mệnh kiếm, chính là vì Mạc Phàm đang khống chế mệnh kiếm. Chỉ cần qua ngày mai. Mạc Phàm sẽ được giải quyết, chuyện mệnh kiếm sẽ không còn nữa. Chủ nhân giáo huấn phải, là tiểu nhân quá ngu ngốc rồi. Quỷ ảnh vội vàng nói. Nhớ kỹ những kẻ dám xâm nhập vào phủ đệ Mạnh gia chúng ta, sau khi chuyện của tên tiểu tử kia kết thúc, sẽ dẹp từng người. Mạnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Mạnh gia bọn họ đâu dễ xông vào như vậy, người nào xâm nhập Mạnh gia bọn họ đều phải trả giá thật nhiều. Dạ, vậy mệnh kiếm thì sao? Nếu chúng ta tìm được mệnh kiếm thì thế nào? Quỷ ảnh lại hỏi tiếp. Ông ta đã khóa chặt mấy nơi, còn chuẩn bị mấy thứ chuyên vây bắt linh khí pháp bảo, có khả năng sẽ tóm được mệnh kiếm. Nhưng mệnh kiếm này là của quỷ ảnh nhất tộc, nếu bọn họ lấy mệnh kiếm làm của riêng,
chỉ sợ không được tốt lắm, một khi để quỷ ảnh nhất tộc biết, bọn họ sẽ rất phiền phức. Người của quỷ ảnh nhất tộc, gần như không khác kẻ điên. Tìm được mệnh kiếm, tất nhiên là thuộc về Mạnh gia chúng ta. Mạnh Sơn Hà nhíu mày nói. Mệnh kiếm là một phần của tiên khí, nếu Mạc Phàm đặt thứ này ở Mạnh gia bọn họ, tìm thấy được thì là của Mạnh gia bọn họ rồi. Nhưng tốt nhất là tìm kẻ chết thay, tránh để người của quỷ ảnh nhất tộc tìm chúng ta gây sự. Mạnh Sơn Hà nghĩ một lát, lại nói. Tuy thế lực của Mạnh gia bọn họ lớn, nhưng quỷ ảnh nhất tộc là một đám người điên, không cần thiết dây dưa với một đám người điên. Nếu là như vậy, chủ nhân, ta có một phương pháp có thể giải trừ phiền phức của Mạnh gia chúng ta rất nhanh, còn khiến tiểu tử kia gặp phiền phức. Quỷ ảnh hơi nhếch miệng cười nham hiểm, nói. Biện pháp gì, ngươi nói xem. Mạnh Sơn Hà nhướng mày, cười nói. Nếu Mạc Phàm có thể phóng mệnh kiếm tới phủ đệ Mạnh gia chúng ta có thể phóng mệnh kiếm này tới phủ đệ của Vọng Cơ và trung gia của Lã Hồng Nhu, chủ nhân thấy thế nào? Mạc Phàm có quan hệ không tệ với Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu, dẫn kẻ gây họa tới chỗ Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu đồng nghĩa với dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Không chỉ giải quyết được phiền phức của Mạnh gia, còn thở phào một hơi. Ngươi nắm chắc tìm được mệnh kiếm không? Nếu tìm được mệnh kiếm, quả thật có thể để Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu chết thay. Trong mắt Lã Hồng Nhu lóe lên tàn nhẫn, nói. Không có. Quỷ ảnh lắc đầu. Tuy ông ta tìm được mấy thứ khóa chặt pháp bảo mệnh kiếm, nhưng khó mà lấy được mệnh kiếm trong khoảng thời gian ngắn. Vậy ngươi nói xem chuyện này có ý nghĩa gì? Trong mắt Mạnh Sơn Hà lóe lên chút bất mãn. Chúng ta không lấy được mệnh kiếm, nhưng chúng ta từng thấy mệnh kiếm, bắt chước hình dạng và khí thức của mệnh kiếm, cho dù không lừa được mọi người, nhưng có thể lừa được một đám người. Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu kém xa Mạnh gia chúng ta, chỉ sợ không lâu sau sẽ bị những người đó diệt, cho dù những người này không tìm thấy mệnh kiếm trở về Mạnh gia chúng ta, cũng tốt hơn hiện giờ nhiều. Quỷ ảnh cười âm hiểm nói. Hửm. Trước mắt Mạnh Sơn Hà sáng lên, khóe miệng ông ta nhếch lên. Không có quỷ ảnh nhắc nhở, trái lại thiếu chút nữa ông ta quên mất, quả thật đây là một biện pháp tốt. Nếu sớm dùng phương pháp này, chỉ sợ mấy ngày nay tâm tình ông ta đã không tệ như vậy rồi. Mạc Phàm ở đấu cung, ông ta không thể dụ những người này tới đấu cung, dẫn tới ông ta phải ra mặt giải quyết. Nhưng Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu thì khác, hai người rời khỏi hải tuyển. Hai người phối hợp với Mạc Phàm đối phó ông ta không thể thu thập được hai người, biện pháp này quá tốt. Biện pháp như thế, mệnh kiếm ở phủ đệ này giao cho ta, người đến một phủ đệ khác, lập tức ra tay. Mạnh Sơn Hà cười đắc ý nói. Dạ. Quỷ ảnh đáp, biến mất trong chớp mắt. Mạnh Sơn Hà hơi nhếch miệng, cười đắc ý nhìn về phía đấu cung. Đêm nay thu thập Vọng Cơ và Lã Hồng Nhu trước, ngày mai sẽ cho Mạc Phàm đẹp mặt, xem đến lúc đó Mạc Phàm sẽ có biểu cảm gì. Nghĩ như vậy, hai tay ông ta nắm chặt pháp ấn, một mệnh kiếm phù tương tự phù kiếm nhanh chóng thành hình. Mạc Phàm tạm biệt Vô Phong sư thúc xong, không đi thẳng về đấu cung, mà tiến tới phủ đệ của Vọng Cơ sư huynh. Không chỉ Mạc Phàm ở đây, Hồng Nhu sư tỷ và Lương Nguyệt Hoa cũng ở nơi này. Trúc Phú phải điều tra bối cảnh tất cả tuyển thủ với vị sứ giả kia, cho nên chỉ có Lương Nguyệt Hoa bảo hộ bọn họ. Mạc Phàm, ngày mai là ngày cuối cùng, ta nghe nói có một sứ giả tới đây, không phải là nhằm vào đệ đấy chứ? Lã Hồng Nhu bưng một chén trà, hỏi. Mấy ngày nay cô luôn bận rộn chuyện luyện đan với Trung Tử Kỳ, chuyện này là trước khi Mạc Phàm, nghe Lương Nguyệt Hoa mới nói. Có khả năng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lương Nguyệt Hoa một cái, lạnh nhạt nói. Gì mà có khả năng, phải thì phải, mà không phải thì không phải, đệ là một đại nam nhân, không thể nói dứt khoát một chút à. Lã Hồng Nhu bất mãn nói. Mạc Phàm bĩu môi, không để ý tới Lã Hồng Nhu. Trái lại Lương Nguyệt Hoa bỏ chén trà xuống, nói xen vào một câu. Mạc Phàm, người kia nhằm về phía ngươi, ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Vị sứ giả kia tới Thanh Thành không lâu, không tra thân phận của những người khác, chỉ tra mỗi tin về Mạc Phàm. Chuyện này rất rõ ràng, là muốn loại Mạc Phàm. Lương trưởng lão, ngày mai ngươi sẽ biết. Mạc Phàm cười thần bí, nói. Đúng rồi, vị sứ giả này là ai? Mạc Phàm tò mò hỏi. Người này, trừ phi ngươi mời sư tổ có chữ lót là, vô tới, nếu không ngày mai ngươi đừng nghĩ tới chuyện vào Thần Nông Tông. Lương Nguyệt Hoa nói chắc chắn.
lúc trước bà cho rằng Mạnh gia sẽ mời một người có bối phận như bọn họ, chỉ là người có chút địa vị ở Thần Nông Tông tới. Ai biết Mạnh gia phái một người có chữ lót là, bất, tới, như vậy phiền phức rồi. Chữ lót, vô, sao? Động tác của Vọng Cơ và Lão Hồng Nhu cứng đờ, nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Tuy bọn họ chưa tiến vào Thần Nông Tông, nhưng có hiểu biết về bối phận ở Thần Nông Tông. Có thể khiến người chữ lót, vô, xuất mã, chỉ có thể là người chữ lót, bất. Mạnh gia tìm người chữ lót là, bất, tới, lần này phiền phức rồi. Mạc Phàm nhớn mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Là Chu Bất Phi của luật pháp đường đúng không? Ở Thần Nông Tông, người có quan hệ tốt nhất với sư huynh Mạnh Bất Đồng là Chu Bất Phi. Chu Bất Phi từng đồng sinh cộng tử với sư huynh Mạnh Bất Đồng trong một bí cảnh, trong đám người cùng đi vào, chỉ có ai bọn họ đi ra. Không chỉ như vậy, nghe nói Mạnh Bất Đồng vì cứu Chu Bất Phi, còn bị thương rất nặng. Hai người một người nắm phía Nam Thần Nông Tông, một người khống chế luật pháp, giới luật của Thần Nông Tông. Nếu người chữ lót là, bất tới, chắc chắn là Chu Bất Phi. Không đúng, Chu Bất Phi sẽ không tới đây vì chuyện này. Hẳn là Chu Thanh Vân con trai của Chu Bất Phi đúng không? Mạc Phàm nghĩ một lát, lại nói tiếp. Hải tuyển của Thần Nông Tông không tính là chuyện đặc biệt, bảo Chu Bất Phi sư huynh tới làm sứ giả là không có khả năng, dù sao cũng là chủ một đường của luật pháp đường. Nhưng nếu Mạnh gia yêu cầu, Chu Bất Phi sư huynh sẽ không tự mình tới, mà phái một tâm phúc của mình, con trai ông ta là thích hợp nhất. Chu Thanh Vân đến, không khác gì Chu Bất Phi sư huynh đến. Quả thật cần người chữ lót, vô tới. Luật pháp đường trưởng quản luật pháp của Thần Nông Tông, ngôn ký pháp, hành tức trách, không ai có thể cãi lời. Phần lớn đệ tử gặp người của luật pháp đường đều trốn, sợ bị luật pháp đường để mắt tới. Một khi bị để mắt, chứ có người chữ lót, vô, mới ra mặt được. Không sai, người tới là Chu sư đệ. Trong mắt Lương Nguyệt Hoa hiện lên dị sắc, vẫn gật đầu. Bà chỉ nói là người có bối phận. Mạc Phàm đã đoán ra. Ta biết rồi. Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, tiếp tục uống trà. Chỉ là con trai của Chu sư huynh mà thôi, cho dù đích thân Chu sư huynh tới cũng không sao, càng không nói tới con trai ông ta. Lương Nguyệt Hoa thấy Mạc Phàm thờ ơ, lông mày nhíu lại. Mạc Phàm, ngươi nên cẩn thận thì hơn, nếu chuẩn bị không đủ, bây giờ còn chút thời gian chuẩn bị, người của luật pháp đường không dễ đối phó như vậy đâu. Mạc Phàm lắc đầu cười, buông chén trà xuống. Lương ngày mai, đợi ngày mai kết thúc tuyển chọn, bà sẽ biết. Hiện giờ hắn giải thích với Lương Nguyệt Hoa trưởng lão là mình tìm Vô Phong sư thúc, chỉ sợ Lương Nguyệt Hoa trưởng lão sẽ không tin. Thay vì giải thích, chẳng bằng ngày mai xem. Mạc Phàm, người chắc chắn không? Lương Nguyệt Hoa khẽ nâng mí mắt, xác nhận lại. Người của luật pháp đường thật sự khó đối phó, nhất là Chu Thanh Vân tới vì Mạc Phàm. Đến lúc đó chỉ cần một câu của Chu Thanh Vân, có thể khiến Mạc Phàm không vào được Thần Nông Tông. Lương trưởng lão, muốn đánh cược một lần không? Mạc Phàm cười khẽ, hỏi. Đánh cược gì? Đánh cược ngày mai ta có thể tiến vào Thần Nông Tông hay không? Nếu ngày mai ta vào Thần Nông Tông, Lương trưởng lão giúp ta dẫn một đứa bé bình thường đến Thần Nông Tông, thế nào? Nếu hắn đến tu chân giới, tới lúc mang Phượng Vũ đồ đệ kiếp trước của hắn tới rồi. Có Lương Nguyệt Hoa qua đó, không chỉ có thể dẫn Phượng Vũ đến, còn bảo hộ một nhà Phượng Vũ thoát kiếp nạn đời trước. Có thể, nếu ngươi không vào được thì sao? Lương Nguyệt Hoa cắn môi, nói. Nếu ta không vào được Thần Nông Tông, ta đưa cho ngươi một bộ công pháp tuyệt thế giống công pháp đặc biệt của ngươi hiện giờ, thế nào? Mạc Phàm hỏi. Lương Nguyệt Hoa cũng từ hạ giới tới, bà có thể vào Thần Nông Tông là vì thiên phú không kém, kém nhất là công pháp cao cấp thích hợp cho tu luyện. Bởi vì không tìm được công pháp cao cấp thích hợp, tốc độ tu luyện của bà càng ngày càng chậm. Có thể, ta xem ngày mai ngươi tiến vào Thần Nông Tông thế nào, Mạnh Sơn Hà và Chu Thanh Vân không dễ đối phó như vậy đâu. Trước mắt Lương Nguyệt Hoa hơi sáng lên, gật đầu liên tục nói, bà không biết sao Mạc Phàm lại biết được, nhưng quả thật bà thiếu một bộ công pháp thích hợp. Mạc Phàm có bản đồ của Động Dương Thiên Cung, lấy công pháp thích hợp với bà ra cũng không có vấn đề. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, nhìn về phía Vọng Cơ và Lão Hồng Nhu. Vọng Cơ sư huynh, Hồng Nhu sư tỷ, ngày mai hai người có thể khiêu chiến đấu cung rồi. Hắn đã mời Vô Phong sư thúc tới, đã tới lúc Vọng Cơ sư huynh và Hồng Nhu sư tỷ đi khiêu chiến đấu cung, đây mới là mục đích hắn tới đây.
lăn qua lăn lại lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể về đấu cung, hy vọng ngày mai không xảy ra vấn đề gì. Lão Hồng Nhu tức giận liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cô mới nói xong, Mạc Phàm nhíu mày, chén rượu để bên miệng dừng lại, nhìn bên ngoài cửa sổ. Không chỉ hắn, sắc mặt Lương Nguyệt Hoa, Vọng Cơ thay đổi, cũng nhìn lại theo. Lão Hồng Nhu nhíu mày, nhìn bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đạo phù kiếm mang theo tiếng xé gió ngang trời bay tới, đến trước biệt viện mà không có ý dừng lại, đâm thủng trận pháp ở biệt viện. Trên phù kiếm chấp lóe hào quang, biến mất trên không biệt viện. Cùng lúc đó, từng đạo độn quang xẹt qua không trung, trong chớp mắt đã tới. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh biệt viện tụ tập mấy chục người, sau đó vẫn có không ít người tụ tập về phía này, không chỉ cao thủ của quỷ ảnh nhất tộc, cũng có cao thủ khác mơ ước mệnh kiếm. Một khắc trước Mạnh Gia bị vây kín, hiện giờ thành đám Mạc Phàm. Lúc đám Mạc Phàm nhìn thấy những người này cũng cảm ứng được đám Mạc Phàm ở trong biệt viện. Là ngươi, tiểu tử, chẳng trách mệnh kiếm sẽ chạy tới đây, xem ra ngươi giải trừ quan hệ chủ tớ với mệnh kiếm là giả, khiến chúng tôi đối phó Mạnh Gia là thật. Trong đám người, quỷ kiến sầu trưởng lão của quỷ ảnh nhất tộc nhìn thấy Mạc Phàm, vốn là lộ ra chút bất ngờ, sau đó đôi mắt lập tức nheo lại, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Hóa ra chủ nhân của mệnh kiếm là tiểu tử này, vậy rất đúng lúc, bắt lấy cậu ta, sẽ có mệnh kiếm rồi. Một tu sĩ trên mặt đầy ma văn lạnh lùng nói. Tuy Mạc Phàm giải trừ hiệp nghị chủ tớ với mệnh kiếm, nhưng không khó liên lạc với mệnh kiếm. So với xâm nhập Mạnh Gia tìm mệnh kiếm, bắt Mạc Phàm là lựa chọn tốt nhất. Không sai, thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Quỷ kiến sầu cười thoải mái. Nếu có người nào tìm được mệnh kiếm dễ dàng, vậy không thể nghi ngờ là Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm từng được mệnh kiếm tán thành, khí tức của Mạc Phàm có thể hấp dẫn mệnh kiếm xuất hiện. Lúc trước bọn họ chỉ lo đi tìm mệnh kiếm, mà quên mất Mạc Phàm. Trên người tiểu tử này không chỉ có mệnh kiếm, còn có một số thứ khác không tệ. Quỷ kiến sầu, ta từ bỏ mệnh kiếm, ta bắt tiểu tử này giúp quỷ ảnh nhất tộc, nhưng ta muốn mấy thứ khác của cậu ta. Trong đám người, Ban Đầu Đà lúc trước từng xuất hiện cười mỉa nói. Có thể. Quỷ kiến sầu gật đầu, cười mỉa nhìn Mạc Phàm. Mấy ngày trước, bọn họ chỉ có 8 tu sĩ hóa thần, cả đám bị Mạc Phàm làm sợ chạy mất. Hiện giờ ở đây đâu chỉ có mấy chục tu sĩ hóa thần, 4 chi trong 9 chi của quỷ ảnh đã ở trong này. Ngoài ra, vì mệnh kiếm là thần khí của quỷ ảnh nhất tộc bọn họ vây quanh phủ đệ Mạnh Gia lâu như vậy, ngay cả chú quân cũng không dám làm gì bọn họ. Như vậy, hôm nay xem Mạc Phàm có bản lĩnh gì khiến bọn họ sợ chạy mất. Tiểu tử, ngươi muốn tự mình lấy mệnh kiếm ra giao cho chúng tôi không? Quỷ kiến sầu cười mỉa nói. Trên không phủ đệ Mạnh Gia, Mạnh Sơn Hà đứng trên đỉnh, nhìn về phía biệt viện chỗ đám Mạc Phàm, trên mặt đều là kinh ngạc vui mừng. Phía sau ông ta, cơ thể quỷ ảnh hơi cong xuống, đứng ở một bên, tâm tình cũng không khác lắm. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ, vậy mà Mạc Phàm cũng ở phủ đệ Vọng Cơ, cho dù mệnh kiếm là giả, mọi người cũng cảm thấy mệnh kiếm là thật. Như vậy Mạc Phàm nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Ông ta tốn sức đi tìm người đối phó Mạc Phàm mà không thành công, trái lại một hành động ngoài ý muốn có hiệu quả thần kỳ. Chúc mừng chủ nhân. Quỷ ảnh ôm quyền, cung kính nói. Hô hô, mệnh kiếm này của ngươi, cũng ném về phía biệt viện Vọng Gia đi. Mạnh Sơn Hà cao giọng nói. Một thanh vụ oan, hai thanh cũng như vậy. Ném cái hố này cho Mạc Phàm, bọn họ có thể yên tâm đi tìm mệnh kiếm. Khi nói chuyện, ông ta lấy mấy pháp bàn ra, trận pháp ở hai phủ đệ Mạnh Gia được mở từng tầng, phòng hộ được mở lớn nhất. Tất cả mọi người cảm thấy mệnh kiếm ở trong tay Mạc Phàm, mà mệnh kiếm lại bị Mạnh Gia bọn họ đoạt, không có gì vui vẻ hơn chuyện này. Chủ nhân, vậy ta hủy mệnh kiếm đi nhé. Trong mắt quỷ ảnh lóe lên cơ trí, cười nói. Hửm. Mạnh Sơn Hà nhíu mày, trong mắt lộ ra chút khó hiểu. Khởi bẩm chủ nhân, nếu mệnh kiếm ta tạo ra đến Trung Gia, chắc chắn sẽ có người hoài nghi chúng ta mượn kiếm đối phó Trung Gia, do đó lại hoài nghi mệnh kiếm còn ở Mạnh Gia hay không. Nhưng nếu mệnh kiếm ta thả ra đột nhiên biến mất, tất cả mọi người sẽ cảm thấy mệnh kiếm ở trong tay Mạc Phàm, có khả năng chủ nhân quên mất, mệnh kiếm vốn chỉ có một, là được Mạc Phàm 1/2. Chỉ có một thanh bay về phía Mạc Phàm, chắc chắn một thanh khác cũng ở trong tay Mạc Phàm. Quỷ ảnh giải thích. Mạnh Sơn Hà nhướng mày, cười gật đầu. Không sai,
lần này ít nhiều gì cũng nhờ ngươi, đợi tìm được hai thanh mệnh kiếm, sẽ có của ngươi một thanh. Đa tạ chủ nhân. Trong lòng quỷ ảnh vui vẻ, cung kính nói. Ngươi trở về đi, chuẩn bị lấy mệnh kiếm. Mạnh Sơn Hà vẫy tay nói. Mạc Phàm rơi vào trong khốn cảnh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp gọi mệnh kiếm về, đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ lấy được mệnh kiếm. Nếu Mạc Phàm ném mệnh kiếm vào Mạnh gia bọn họ, sao có thể để Mạc Phàm lấy đi dễ dàng? Trong biệt viện của Vọng Cơ và Lão Hồng Nhu nhíu chặt mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Lương Nguyệt Hoa thì lấy linh khí của bản thân ra, vẻ mặt không đổi rót chút linh khí vào trong. Bên ngoài có nhiều cao thủ như vậy, chỉ riêng cảnh giới hóa thần đã có hơn 20 người, bà không xác định được có cảnh giới cao hơn hay không, bởi vì bà không thể cảm ứng được cảnh giới cao hơn. Nếu Mạc Phàm không giải quyết chuyện này, có lẽ Mạc Phàm sống không quá đêm nay, càng không nói tới chuyện tiến vào Thần Nông Tông. Cho dù Mạc Phàm chuẩn bị xong hết rồi, có thể ứng phó được sứ giả Chu Thanh Vân, nhưng không có chút tác dụng. Mạc Phàm nhíu mày, đặt chén trà xuống, cười nhạt, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Vốn định uống chén trà với Vọng Cơ sư huynh, không ngờ lại bị quấy rầy rồi. Hắn đến biệt viện của sư huynh hai lần đều gặp phiền phức, lần sau còn phiền phức hơn lần trước. Tiểu tử, người khoan hãy đi ra, ta kéo dài thời gian cho ngươi, các ngươi lập tức chạy tới đấu cung. Lương Nguyệt Hoa cau mày, truyền âm nói. Mạc Phàm đi ra ngoài như vậy, cho dù giao mệnh kiếm cũng chưa chắc đã rời đi được. Bà là trưởng lão của Thần Nông Tông, lá gan mấy người này lớn tới mấy cũng không dám ra tay với bà. Nhưng bà chỉ có thể tranh thủ giúp Mạc Phàm có cơ hội thoát thân, chỉ đến đấu cung mới xem như an toàn. Đa tạ ý tốt của Lương trưởng lão, nhưng mọi người ở bên trong thì hơn, nếu có cơ hội, người mang hai bọn họ tới đấu cung được rồi. Mạc Phàm cười nhạt. Nếu là bình thường Lương trưởng lão còn có thể trấn nhiếp mấy người này một phen, nhưng trong đám người này không phải kẻ điên của quỷ ảnh nhất tộc thì là đám tội phạm chạy trốn từng liếm máu. Nếu lúc này Lương Nguyệt Hoa ra ngoài, rất có khả năng sẽ bị bọn họ thương tổn. Luật pháp không thể trách số đông, Lương Nguyệt Hoa chết trong tay đám người này, Thần Nông Tông không tiện truy cứu. Chuyện này, tự đệ giải quyết được không? Lã Hồng Nhu nhíu mày nói. Nhiều cao thủ hóa thần như vậy, còn có không ít tu sĩ Nguyên Anh, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều cao thủ như vậy. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan nho nhỏ có thể đứng đã không tệ rồi, còn không cho Lương Nguyệt Hoa giúp đỡ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không trả lời Lã Hồng Nhu, hắn ra khỏi phòng đi tới đỉnh biệt viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người khác, hắn vươn một tay ra, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, hai phù văn xuất hiện trong đôi mắt hắn. Hai phù văn này vừa xuất hiện, hai mệnh kiếm ở trong phủ đệ của Mạnh gia lập tức xuất hiện. Hai thanh mệnh kiếm chớp lóe hào quang, muốn bay về phía Mạc Phàm, nhưng đến trên không phủ đệ Mạnh gia, lại bị trận pháp phòng hộ ngăn cản. Cũng đúng lúc này, bóng dáng Mạnh Sơn Hà và quỷ ảnh nhoáng lên một cái, đến bên cạnh mệnh kiếm. Hai người sớm có chuẩn bị, ném mấy pháp bảo xung quanh mệnh kiếm bắt lấy mệnh kiếm, đồng thời từng đạo pháp tuyệt đánh vào trong mệnh kiếm lập tức như cá sa lưới, không thể tránh thoát. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phủ đệ Mạnh gia, lông mày hắn nhíu chặt lại, nhưng lập tức giãn ra, phù văn ở trong mắt biến mất, tay cũng buông xuống. Hắn giải trừ quan hệ chủ tớ với mệnh kiếm, nhưng để lại ấn ký trên thân mệnh kiếm, có thể triệu hồi mệnh kiếm bất cứ lúc nào. Nhưng xem ra mệnh kiếm đã bị Mạnh Sơn Hà giam giữ. Tiểu tử, người còn thất thần làm gì, còn không nhanh giao mệnh kiếm ra đây. Quỷ kiến sầu thấy Mạc Phàm không nói lời nào, lạnh lùng nói. Mệnh kiếm không có ở chỗ ta. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh, nói. Tiểu tử, người nghĩ rằng bọn ta sẽ tin lời ngươi nói à, cho dù mệnh kiếm thật sự không ở chỗ ngươi, hôm nay ngươi không giao mệnh kiếm ra đây, ngoại trừ Lương Nguyệt Hoa ra, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi biệt viện này. Quỷ kiến sầu hừ lạnh một tiếng nói. Quả thật mệnh kiếm không có khả năng ở đây, phù kiếm vừa bay chỉ có một phần khí tức của mệnh kiếm, còn lại không giống mệnh kiếm lắm. Nhưng bắt Mạc Phàm là được, Mạc Phàm đánh mất mệnh kiếm, vậy lấy lại từ người Mạc Phàm đi. Hả? Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Nếu có thể triệu hồi mệnh kiếm, có lẽ còn ứng phó được đám người này. Tuy hắn không lấy được mệnh kiếm, nhưng có thể phá hủy mệnh kiếm hoặc khiến mệnh kiếm mất đi linh tính. Có mệnh kiếm trong tay, ít nhất người của quỷ ảnh nhất tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ.
thậm chí hắn có thể thông qua mệnh kiếm, khiến quỷ ảnh nhất tộc đi đối phó người mơ ước mệnh kiếm khác. Nhưng hiện giờ không gọi được mệnh kiếm, hắn có vẻ phiền phức rồi. Hắn đang suy nghĩ làm sao bây giờ, cuối cùng Lương Nguyệt Hoa không thể ngồi yên được nữa. Làm càn, các ngươi biết mình đang ở nơi nào không, ai cho phép các ngươi làm càn như vậy? Mọi người thấy Lương Nguyệt Hoa, toàn bộ đều cười khinh thường. Lương Nguyệt Hoa, nơi này là Thanh Thành, ở dưới chân Thần Nông Tông, không phải là Thần Nông Tông, ngươi muốn tỏ ra uy phong thì tới chỗ Thần Nông Tông của ngươi ấy. Còn nữa, lấy lại mệnh kiếm là chuyện của quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi, tốt nhất là ngươi đừng nhúng tay vào, nếu không đừng trách chúng tôi không nể mặt Thần Nông Tông. Quỷ Kiến Sầu nói với vẻ khinh thường. Ông ta và Lương Nguyệt Hoa đều là tu sĩ hóa thần, tất nhiên quen biết. Chuyện của quỷ ảnh nhất tộc các ngươi ta mặc kệ, nhưng cậu ta từng nói rồi, mệnh kiếm không ở đây, hơn nữa cậu ta là người đứng đầu hải tuyển của Thần Nông Tông chúng tôi, hai người này cũng là tuyển thủ hạt giống của hải tuyển Thần Nông Tông chúng tôi, các ngươi động vào thử xem Thần Nông Tông chúng tôi có diệt sạch mấy người không. Lương Nguyệt Hoa nắm chặt tay, trong đôi mắt tràn đầy sắc bén. Những lời này vừa vang lên, keng, một tiếng, trường kiếm trong tay bà ra khỏi vỏ. Kiếm khí như thủy triều lan ra xung quanh. Hửm. Sắc mặt không ít người thay đổi, không tự chủ được lùi về sau một bước. Giết người của Thần Nông Tông, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là dưới chân Thần Nông Tông, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng bị Thần Nông Tông đuổi giết. Quỷ Kiến Sầu nhíu mày, kiêng kỵ nhìn Lương Nguyệt Hoa một cái, nói tiếp. Cậu ta nói mệnh kiếm không ở trong tay cậu ta thì không ở trong tay sao? Ngươi nghĩ bọn ta là đứa bé 3 tuổi à, quỷ ảnh nhất tộc bọn ta kính sợ Thần Nông Tông, nhưng quỷ ảnh nhất tộc bọn ta nhất định phải lấy lại thứ thuộc về chúng tôi. Bây giờ ngươi đi chúng tôi sẽ không ngăn cản, nhưng ba bọn họ còn chưa thành đệ tử của Thần Nông Tông, ba bọn họ đừng nghĩ tới chuyện rời đi, nếu không chúng tôi chỉ có thể lấy thần khí của quỷ ảnh nhất tộc trước, rồi lại đến Thần Nông Tông giải thích. Lương Nguyệt Hoa chỉ là một người từ hạ giới tới, ở Thần Nông Tông địa vị và bối cảnh đều thấp hơn người khác nhiều. Lương Nguyệt Hoa muốn ngăn cản bọn họ, ông ta chỉ có thể diệt Lương Nguyệt Hoa, đến lúc đó lại tìm một người gánh tội là được. Nói xong, ông ta nói với mọi người ở phía sau. Mọi người không cần lo lắng, quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi chỉ cần lấy được mệnh kiếm, trong lúc này xảy ra vấn đề gì, toàn bộ do quỷ ảnh nhất tộc chúng tôi chịu trách nhiệm. Có những lời này của Quỷ Kiến Sầu, không ít người lập tức yên lòng, một số người chuẩn bị rời đi cũng ở lại, nhìn chằm chằm đám Lương Nguyệt Hoa như nhìn con mồi. Quỷ Kiến Sầu, người thật to gan. Lương Nguyệt Hoa nhíu chặt mày, trường kiếm trong tay không ngừng rung rung, không ra tay cũng không có ý thu lại. Lương Nguyệt Hoa, đi hay ở, tốt nhất là ngươi lựa chọn nhanh lên. Quỷ Kiến Sầu cười âm hiểm nói. Lương Nguyệt Hoa cắn môi, trong đôi mắt đều là xoắn xuýt. Thực lực của bà mạnh hơn đám tu sĩ hóa thần một chút, nhưng đối phó ba tu sĩ hóa thần đã là cực hạn. Ở đây có nhiều tu sĩ hóa thần như vậy. Diệt bà chỉ là chuyện trong phút chốc. Quỷ Kiến Sầu không tha cho bà, ngay cả cơ hội chạy trốn bà cũng không có được. Nhưng nếu bà rời đi, đám Mạc Phàm sẽ chết không thể nghi ngờ. Trên người Mạc Phàm có không ít bí mật, nhưng tu vi của Mạc Phàm quá thấp. Chuyện này, Lương trưởng lão, ngươi về trước đi, lát nữa chúng tôi sẽ trở về. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lát nữa trở về sao? Lương Nguyệt Hoa nhíu mày. Trong mắt lại có thêm lo lắng. Quỷ Kiến Sầu thì hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Lát nữa trở về, tiểu tử, ngươi trở về thế nào? Ở dưới tay nhiều cao thủ hóa thần như vậy, Mạc Phàm trốn thoát kiểu gì? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không để ý tới Quỷ Kiến Sầu. Lương trưởng lão, ta không có biện pháp dẫn ngươi rời đi, bây giờ ngươi không đi, ta chỉ có thể báo thù cho ngươi vào ngày mai mà thôi. Nhiều cao thủ hóa thần như vậy. Hắn muốn dẫn Lương Nguyệt Hoa rời đi cần đại giá quá lớn, vẫn nên để Lương Nguyệt Hoa rời đi thì hơn. Lương Nguyệt Hoa nhíu chặt mày, do dự một lát, cất trường kiếm rồi đi ra ngoài. Mới đi được hai bước, bà liền dừng lại. Tiểu tử, ta không cần ngươi báo thù cho ta, tốt nhất là ngươi có thể chạy đi, nếu không thì không có người báo thù cho ngươi đâu. Lương Nguyệt Hoa nói xong, lập tức rời đi. Mạc Phàm cười khẽ, hắn chết không phải không ai báo thù cho hắn. Người báo thù cho hắn không cần quá cường đại. Lương Nguyệt Hoa rời đi, Quỷ Kiến Sầu cười lạnh lùng, duỗi tay về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cho ngươi 30 giây, nếu sau 10 giây ngươi không giao mệnh kiếm ra,
bọn ta sẽ giết một người trong hai người bên cạnh ngươi, trong 30 giây ngươi không lấy mệnh kiếm ra, bọn ta sẽ làm thịt cả ngươi, mang linh hồn của ngươi đi tìm mệnh kiếm. Mạc Phàm cười nhạt, lạnh lùng nói. Quỷ kiến sầu, ta chỉ nói cho ngươi ba chuyện, thứ nhất, mệnh kiếm vẫn đang ở mạnh phủ, quỷ ảnh nhất tộc các ngươi muốn lấy hai thanh mệnh kiếm này chỉ có một cơ hội, một ngày sau, các ngươi sẽ không có cơ hội này, muốn mệnh kiếm thì tới phủ đệ của mạnh gia mà tìm, có lẽ lúc này mạnh Sơn Hà đang thử luyện hóa mệnh kiếm. Thứ hai, bây giờ ta cũng không có biện pháp triệu hồi mệnh kiếm, cho dù ta có thể triệu hồi mệnh kiếm sẽ không cho các ngươi, tối đa là cho các ngươi một cơ hội thử mệnh kiếm nhận chủ. Thứ ba, các ngươi muốn mệnh kiếm và bảo vật trên người ta, lá gan đủ lớn thì có thể đến đấu cung đợi, nếu ta không thể tiến vào thần nông tông các ngươi còn có cơ hội, nơi này, không đủ để lưu lại ta. Hắn nói xong đôi mắt biến thành màu bạc. Đôi mắt hắn đổi thành màu bạc, trong đệ nhất cung, trận văn lúc trước hắn họa, tương tự như trong mắt hắn sáng lên theo, trận văn từ một biến thành hai. Mạnh Vô Kỳ nhìn thấy trận văn màu bạc sáng lên, sắc mặt anh ta biến đổi, vội vàng đi tới, đặt thứ Mạc Phàm công đạo anh ta lúc trước lên hai trận văn. Trong biệt viện của Vọng Cơ, Quỷ Kiến Sầu thấy đôi mắt Mạc Phàm biến thành màu bạc, lông mày nhíu chặt lại. Trong đó có bốn người nhoáng lên, liền đến bốn góc biệt viện của Vọng Cơ. Bốn người mỗi người vươn một tay ra, ấn lên trên vách tường biệt viện. Cấm không. Trong chớp mắt một trận pháp tứ phương dâng lên, bao trọn căn biệt thự ở bên trong. Tốc độ rất nhanh, còn chưa tới một giây đã tạo thành. Tu sĩ khác cũng lấy linh khí cấm không ra, ném lên trên không biệt viện, cũng giam biệt viện ở bên trong. Cùng lúc đó, Quỷ Kiến Sầu đứng đầu cả đám hơi nhếch miệng, xuyên qua trận pháp biệt viện, trận pháp hộ viện như giấy dán trước mặt bọn họ. Tiểu tử, muốn thoát khỏi tay bọn ta, đâu dễ như vậy, còn 3 giây nữa, giết cô nương này trước, hay là giết nam nhân kia đây? Quỷ Kiến Sầu hơi nhếch miệng cười tàn nhẫn, nhìn Lão Hồng Nhu và Vọng Cơ nói. Ta thấy nên giết tên tiểu tử kia trước, cô nương kia thì có vài phần tư sắc, có thể cho ta chơi trước được không? Trong mắt bàn đầu đà lóe lên dâm quang, nhìn chằm chằm Lão Hồng Nhu nói. Tên mập chết bầm kia, người muốn chết à? Lão Hồng Nhu nghiến răng nói. Tính tình của tiểu nha đầu này đúng là mạnh mẽ, nhưng ta thích, tuy tu vi hơi thấp một chút, nhưng đêm nay ta vẫn cố làm, Quỷ Kiến Sầu, ngươi không có ý kiến đúng không? Bàn đầu đà cũng không tức giận, trái lại cười nói. 10 giây đã hết, khai đao với cô nương này trước, bàn huynh cứ thoải mái đi, người phụ nữ kia là của ngươi. Quỷ Kiến Sầu cười mỉa nói. Có người sủng hạnh Lão Hồng Nhu càng tốt, quả thật giết quá đáng tiếc. Như vậy có thể khiến Mạc Phàm càng dễ thỏa hiệp với ông ta. Được rồi, tiểu mỹ nhân, ta đến đây. Bàn đầu đà hơi nhếch miệng, lập tức đi về phía Lão Hồng Nhu, khi ông ta hạ chân xuống đã cách Lão Hồng Nhu chưa tới 3 mét. Ông ta giống như không sốt ruột, khóe miệng luôn nhếch lên nụ cười dâm đãng, bước từng bước về phía Lão Hồng Nhu. Lão Hồng Nhu nắm chặt đôi tay, trong mắt đều là lo lắng. Bàn đầu đà này có bộ dạng xấu, nhưng thực lực không yếu. Có tu vi hóa thần trung kỳ. Cô không đánh lại được cấp bậc này, cũng không trốn thoát. Vốn tưởng rằng không có vấn đề gì, ngày mai có thể khiêu chiến đấu cung, tiến vào thần nông tông, ai biết vấn đề lớn như vậy. Lúc bàn đầu đà sắp tới bên cạnh Lão Hồng Nhu, Mạc Phàm rời mắt nhìn về phía bàn đầu đà. Ngươi là bàn đầu đà đúng không? Ngươi không động được vào một sợi tóc của sư tỷ ta đâu. Còn nữa, ngươi có một ngày, chuẩn bị chuyện sau đó đi. Bởi vì cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết. Người này dám đánh chủ ý với Hồng Nhu sư tỷ, phải chết. Chết, phải không, ngươi xem trước lát nữa ta khiến Hồng Nhu sư tỷ của ngươi sảng chết thế nào. Bàn đầu đà cười khinh thường, đến bên cạnh Lão Hồng Nhu. Mạc Phàm muốn giết ông ta, phải sống được tới ngày mai rồi hãy nói. Ông ta liếm đầu lưỡi, một tay vươn về phía ngực Lão Hồng Nhu. Nhưng ông ta còn chưa động vào được Lão Hồng Nhu, mấy chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Di hình hoán vị. 4 chữ vang lên, trong mắt Mạc Phàm đại phóng ngân quang, hào quang màu bạc nở rộ trên người Vọng Cơ và Lão Hồng Nhu, chỉ trong chớp mắt hai người được hào quang màu bạc bao phủ. Hào quang màu bạc chớp lóe rồi thu lại, chỗ Vọng Cơ và Lão Hồng Nhu, vậy mà xuất hiện 2 cái ghế. Tay bàn đầu đã vươn qua lại vồ hụt. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt. Sao lại thế này? Sao có chuyện đó được? Không ít người không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là không thể tin được.
Bọn họ đã bố trí trận pháp cấm không, bí pháp di hình hoán vị này không thể thành công. Nhưng Mạc Phàm lại di chuyển hai người đi, để lại hai cái ghế. Nhanh bắt lấy cậu ta. Sắc mặt Quỷ Kiến Sầu thay đổi, vội vàng nói. Hai người kia chạy mất cũng không sao, chỉ là hai người không quan trọng, không liên quan, nếu để Mạc Phàm trốn thoát, như vậy giỏ chúc múc nước công dã tràng rồi. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, cả đám không do dự chộp lấy Mạc Phàm. Những cái tay này còn chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, vô số đại thủ đầy phù văn đã tới trước người Mạc Phàm. Trong lúc này, vừa rồi cả bầu trời còn rất yên bình, chỉ trong chớp mắt đã vô cùng áp lực. Dưới vô số đại thủ, Mạc Phàm cười khẽ. Ta nói rồi, nơi này không đủ giữ ta lại. Hắn bố trí trận văn ở đệ nhất cung là vì ứng phó sát thủ hợp đạo kỳ, nếu không tới được thiên cơ các, sẽ trở về đệ nhất cung thông qua trận văn này. Nhưng vì sát thủ hợp đạo kỳ phạm vào sai lầm, khiến hắn chạy trốn tới thiên cơ các, trận văn này không được sử dụng. Trận pháp này dùng để đối phó tu sĩ hợp đạo kỳ, nhất đạo của tu sĩ hợp đạo kỳ có thể cấm không, hơn nữa hiệu quả trên những người này nhiều. Nhưng di hình hoán vị của hắn là di hình hoán vị bình thường sao? Di hình hoán vị này khác với bí pháp di hình hoán vị thông thường, di hình hoán vị thông thường lấy không gian chi lực làm môi giới. Hắn dùng di hình hoán vị lấy mắt làm môi giới, chuyển hoán vị trí của hai người. Cho nên những trận pháp này không có tác dụng với hắn, muốn ngăn cản di hình hoán vị của hắn phải trấn phong mắt hắn mới được. Rất rõ ràng, những người này không biết gì về di hình hoán vị của hắn, nơi này không thể giữ được hắn. Lúc nói chuyện, ý niệm của hắn vừa động, trong mắt lại sáng lên hào quang màu bạc, bao phủ cả người hắn ở bên trong. Quỷ kia sầu thấy vậy, đôi mắt vốn mở to. Sau đó không cam lòng và phẫn nộ xuất hiện. Tiểu tử, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải bắt được ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát, cho dù hôm nay ngươi chạy thoát, ngày mai đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Lần trước 8 tu sĩ hóa thần bọn họ để Mạc Phàm chạy thoát, về tình có thể tha thứ. Nhưng số lượng lần này gấp mấy lần trước, còn để Mạc Phàm chạy thoát trước mặt bọn họ. Chuyện này giống như bọn họ vươn mặt lại gần Mạc Phàm. Nhưng bị Mạc Phàm tát liên tiếp hai lần, lần sau còn đau hơn lần trước. Không chỉ ông ta mất mặt, ngay cả thể diện của quỷ ảnh nhất tộc bọn họ cũng mất sạch. Trong hào quang màu bạc, Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Ta sẽ không trốn đi, vẫn là câu nói đó, ngày mai là cơ hội cuối cùng ngươi đạt được hai thanh mệnh kiếm kia, còn có một chuyện, ngày mai cũng có thể là ngày các ngươi bị giết, muốn mệnh kiếm và không sợ chết thì đều có thể tới đấu cung, ta ở đấu cung đợi các ngươi. Quỷ ảnh nhất tộc đã tới gây sự với hắn lần hai, nế ngày mai Quỷ Kiến Sầu tới đấu cung là lần ba. Quỷ Kiến Sầu mạo phạm hắn ba lần, hắn sẽ không nương tay nữa, chỉ có thể diệt bọn họ. Những lời này vừa vang lên, ngân quang thu lại, Mạc Phàm biến mất, một chén trà không xuất hiện ở chỗ đó. Vô số đại thủ ấn đụng vào nhau, một tiếng nổ mạnh vang lên trên bầu trời ở Thanh Thành, dao động phóng lên trời, cả biệt viện đều hóa thành cho tàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.